Hello mọi người. Ui rồi, không biết hôm nay thế nào. Lúc nào bây giờ lên live stream lúc nào với một cái tâm thế và bán ế mọi người. Sợ thật. Ám ảnh. Quá ám ảnh luôn. Mọi người bắt đầu nhìn thấy em chưa? View lên chậm quá này. View lên chậm quá, chậm quá. Xinh nhỉ? Cái bộ này xinh quá. Cái quần này đẹp mọi người. Đấy, quần này mới về luôn. Quá là xinh, dáng vậy ý. Lâu lắm rồi em mới bán dáng vẩy mọi người, lâu lắm. Hình như là mình trước là chỉ có dáng hơi đứng đứng, còn bây giờ là cái này nó vẩy vẩy hẳn luôn á. Nhận áo phông đẹp quá, em cảm ơn chị Pít Pít rất là nhiều. Em cảm ơn chị Pít Pít nha. Cảm ơn mọi người nha. Đọc tin với ạ. Dạ mai nhân viên sẽ có người check tin à, mà không có người check tin nhắn đâu. Có vấn đề gì thì mọi người gọi điện thoại hotline giúp em nhá. Nói thật là hôm nay chắc chắn sẽ là một cái hôm mà em nghĩ rằng là hôm bán rẻ hơn cả hôm khai xuân luôn, tại vì em thấy tương tác bây giờ nó quá kém luôn. Tương tác bây giờ nó kém vô cùng luôn đấy mọi người. Em không hiểu làm sao, không biết là có phải mình em tương tác kém hay không, hay là tất cả mọi người đều bị như vậy. Nhưng mà nói chung là bây giờ nhân viên thì đông mà tương tác kiểu này thì thật sự là em không thể nào mà đủ đơn để cho nhân viên làm được các mọi người. Cho nên là thôi bây giờ bán rẻ, cực rẻ luôn. Thật sự là có những mã là chắc chắn là bán vì đam mê luôn đấy mọi người. Để làm sao có đơn cho nhân viên làm cái đã mọi người nhá. Đẩy view lên giúp em nào. Hôm nay nhận váy gấu xinh quá, nhận xong thì có nhà bán 269k Giang Anh Trần. Hôm nay nhận váy gấu xinh quá, nhận xong thì có nhà bán 269k. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nói chung là mọi người mua hàng nhé, cứ kiểm hàng trước khi nhận ưng thì mới lấy nhá. Mọi người cố gắng đẩy view lên giúp em nào. Chứ còn view này là nghe chừng là không bán được rồi. Hàng nhiều, hàng mới nhiều, kinh khủng. Hàng mới nhiều lắm luôn ấy. Mọi người đẩy view lên cho em ít nhất phải 3-4 nghìn người coi. Chứ bây giờ thật sự mà cứ như thế này thì em không biết là phải tiếp tục như thế nào mọi người. Tại vì hàng thì em đặt toàn đặt số lượng lớn, mà bán ít thì đến lúc là không hết được nữa. Kiểu như là không dốc được mẫu thì nó lại thành mẫu cũ, rồi nó lại thành tồn. Mà bây giờ đặt ít thì lại không. Ví dụ như nếu mà em đặt ít thì lại không nhận. À cái gì nhỉ? Đẩy lên cho em cái nào nó bị tụt xuống dưới rồi này. Nếu mà đặt ít thì lại không được giá rẻ ấy, mọi người khổ ghê luôn á. Mọi người bắt đầu nhìn thấy em chưa? Chấm bài, thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em nha mọi người nha. Em ghim cái bình luận của bạn này và phát nào. 2000 người xem nào, đẩy view lên cho em ít nhất là 2000 người xem nào. Ít nhất cho em là 2000 người xem đi các chị ơi. Em phải đẩy lên trên, đẩy như thế này. Đẩy như thế này em mới đọc được chứ. Được chưa? 2000 người xem cho em đi ạ. Đây cái set em đang mặc này xinh xỉu chưa? Quần này em đặt từ rất là lâu rồi. Quần này em đặt tầm cách đây 10 ngày và bây giờ hàng mới về được á. Và cái dép này em đứng à, cái dép này là cái dép này em đặt cũng về hàng rồi nè mọi người ơi. 2000 người xem rồi, bắt đầu chia sẻ livestream và đẩy view lên giúp em nhá. Cố gắng chia sẻ livestream và đẩy view lên giúp em chứ còn nói thật là em khủng hoảng lắm luôn ấy. À, túi chuông về chưa em? Dạ vẫn chưa về chị ạ. 2000 bây giờ đẩy lên 2000, 2500, 3000 giúp em, lên cho em 3000 nhá. Đồ nhà chị mặc lên ưng lắm ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em hứa là chắc chắn đây sẽ là livestream bán cực kỳ rẻ của em, rẻ nhất từ trước đến bây giờ luôn ấy, thật sự luôn ấy. Em không nghĩ là ra Tết mà kiểu tương tác nó kém như thế này đâu. Còn nếu như mà view mà thấp quá không bán được thì chắc là em lại phải nghỉ ngày mai em bán. Chứ là thật sự bán như thế này phí mẫu lắm. Hôm nay toàn mẫu đẹp thôi. Hôm nay toàn mẫu đẹp này, em đi chân đất và mọi người nhìn phong quần này thấy chưa? Đi chân đất và mọi người nhìn phong quần này, chân dài miên man luôn. Chia sẻ nhiều lên giúp em. Mini game thì bên em đã công bố hết rồi. Mini game là bên em đã công bố hết rồi. Ai trúng game thì vui lòng là comment số tài khoản để bên em chuyển khoản. Bây giờ mọi người chia sẻ mạnh mẽ lên, chia sẻ thật nhiều lên, xem mạng có ok không hả mọi người ơi. Bắt đầu nhìn thấy em chưa? Túi ha, tá túi về chưa? Túi này chưa về chị ơi. Túi này chắc phải tầm chục hôm nữa ấy. Được chưa? Bây giờ là có cái trò là cứ đứng view ở một chỗ. Không hiểu cái kiểu quái thì nó cứ đứng ở một chỗ, nó không lên được với mọi người. Lên yếu chưa bạn? Eo ơi, lúc nãy em mặc thử cái yếm này rồi, đẹp kinh khủng, em thề. Đẹp lắm luôn cái yếm này, lúc nãy em mặc thử thật sự là quá đẹp các chị ạ. Em thề nó là quá đẹp luôn, đây là cái yếm này này. Lúc nãy em mặc thử rồi đẹp lắm, tí nữa em sẽ lên nhá. Đẹp, dày dặn, cầm nặng trịch luôn. 2200 người coi rồi, đẩy view lên tiếp cho em nào. Đẩy view lên tiếp để em bắt đầu tặng. Và em nói rồi, em hứa danh dự luôn, đây sẽ là livestream rẻ nhất từ đầu năm đến bây giờ. Không có livestream nào rẻ như thế này luôn. Tại vì em nói rồi là bây giờ nhân viên nhà em rất là đông. Thật ra để mà em mà nghỉ 4 ngày hay nghỉ 5 ngày hay nghỉ 1 tuần thì em nghĩ là em cũng không chết đói được. Nhưng mà nếu như mà em nghỉ như thế thì nhân viên nhà em không có việc gì làm hết. Thì như thế là không có được ấy mọi người. Nên là thôi bây giờ hôm nay sẽ bán cực 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 rẻ. Tặng mọi người đầu livestream đầu tiên cái đôi dép này đã. Đẩy view lên cho em. Tặng mọi người đầu livestream đầu tiên là cái đôi dép này đã. Cái đôi dép này bản thân em Linh đã đi từ năm ngoái đến bây giờ đây. Đây là cái đôi em đi này. Nó bẩn hay là bẩn đấy, xét đồ bên chị đẹp lắm, mua 3 lần rồi vẫn thích. Cảm ơn em rất là nhiều đây này mọi người thấy chưa? Nó rất là bẩn rồi bởi vì em đi từ năm ngoái đến bây giờ nó rất là bẩn rồi. Và đây là đôi mới ở trong túi mọi người nhìn rõ không ạ? Đôi dép này em đăng lên quá trời comment luôn, chia sẻ nhiều lên anh ơi, mọi người chia sẻ nhiều lên giúp em. Từ hạn bây giờ là bắt đầu tặng cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất 200.000 đồng. Chia sẻ tiếp lên, bây giờ
cứ lên view là em lại tặng. Bây giờ 2.400 là tặng 200, lên 2.600 tặng thêm 150, lên 2.800 tặng thêm 150, lên 3.000 tặng thêm 150, liên tục như thế. Mini game nhà em là đã công bố hết rồi, mọi người cứ vào đấy xem mình có trúng hay không thì comment số tài khoản. Còn cái này ghi là dép thôi anh nhá, mình chỉ ghi là dép thôi nhá, dép và cách số điện thoại, dép và cách số điện thoại. Em nói với mọi người luôn là cái dép này á, nó không quá xịn sò, nhưng mà nói chung với cái tầm giá tiền mà em sắp đọc ra thì em nghĩ là các chị nên mua. Và đôi này em đi từ năm ngoái giờ vẫn chưa hỏng nhá, chứ mọi người đừng có nghĩ rẻ là đều là nhanh hỏng nhá. Em đi từ năm ngoái giờ đôi này nó bẩn ơi là bẩn, nhưng mà nó vẫn không hỏng đâu, đôi dép em đang đi này, được chưa? Và mình sẽ ghi giúp em là dép và kèm size và kèm số điện thoại. Em thấy em chỉ có đúng 500 đôi thôi. Và bây giờ đang là 2.500 người xem nha. Mọi người cố gắng chia sẻ nhiều lên. Bây giờ em đang tặng luôn cho người chia sẻ like nhiều nhất là 200.000 đồng. Lên 2.600 em tặng thêm 150, lên 2.800 em tặng thêm 150, chia sẻ nhiều lên. 3.000 người là bây giờ xem là bao nhiêu, 3.000 người là tặng 700 luôn. Và sau đó lên tiếp là em tặng tiếp. Mọi người em thề đây sẽ là livestream em bán rẻ nhất từ ra Tết đến bây giờ, hứa luôn, hứa danh dự luôn, được chưa? Và dép này anh ghi giá luôn hộ em này, nhanh tay này, em có đúng 500 đôi. Dép sẽ có những size gì? 35, 36, 37, 38 và 39. Em chốt trong line này là bao nhiêu ạ? Dép kèm size và kèm số điện thoại. Em nói thật, em thề đây sẽ là live bán cực kỳ rẻ. Và mọi người phải chia sẻ live stream nhá, cố gắng chia sẻ live stream giúp em. Bởi vì mọi người để ý mà xem, tương tác ra Tết cực kỳ kém, phải nói là cực kỳ kém. Mà nhà em lên còn không hề chạy quảng cáo. Em là bán hàng chay, bán hàng không có biết chạy quảng cáo là cái gì. Cuộc đời chưa bao giờ biết chạy quảng cáo. Bây giờ em chỉ có một cách duy nhất là em phải bán rẻ cho mọi người. Dép đấy đi bền và em lắm, mang từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa sút keo chỉ. Em cảm ơn chị Phùng Thị Trúc Tâm rất là nhiều. Chị Trúc Tâm hôm nay mua gì em free ship cho chị luôn đấy. Chị này là năm ngoái anh ghi chị Phùng Thị Trúc Tâm, hôm nay mà mua gì lên free ship. Chị này năm ngoái mua dép này của em và đi từ năm ngoái giờ chưa sứt chỉ mà cũng chưa bong luôn. Em cũng thế, bản thân em đi đây này, em đang đi trong chân nó bẩn ơi là bẩn rồi. Eo em nói thật, cầm cái dép thôi mà xấu hổ với các chị. Nó bẩn ơi là bẩn rồi nhưng nó không hề bị đứt hay gì luôn. Nhưng quan trọng là nó rẻ, chứ mọi người đừng nghĩ rẻ đi được 2 hôm nhá. Và em đọc giá luôn, không để các chị phải chờ lâu nữa, được chưa? Em cảm ơn chị Huyền Đinh rất là nhiều. Em chốt trong line này bao nhiêu ạ? 96.000 đồng cho khách chia sẻ livestream. Năm ngoái em bán hơn 100.000 đúng không? 96.000 đồng cho khách chia sẻ livestream, 96.000. Xong cái dép này đi, sau đó em sẽ lên cái set đồ em đang mặc đẹp dã man luôn. 96.000 đồng, 2.800 tặng luôn. 3 người chia sẻ livestream này nhiều nhất. Em cũng đi từ năm ngoái mua đi làm 1 năm rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tặng cho người chia sẻ live này nhiều nhất 200.000, hai người tiếp theo mỗi người 150.000 xong luôn. Lên 3.000 người tiếp tục tặng tiếp. Hôm nay mà lên 4.000 em tặng, nếu hôm nay lên được 4.000 em tặng mọi người 2 triệu luôn. Em khô máu tất tay ngày hôm nay cho các chị luôn, bởi vì em đang bị khủng hoảng tinh thần đấy mọi người. Thật ra bây giờ áp lực không phải là kiểu là mình phải kiếm bao nhiêu tiền đâu, mà là áp lực nếu như mà không có đơn là ngày mai nhân viên nhà em phải nghỉ ấy mọi người, tức là phải cho nhân viên nghỉ vì không có việc gì cho nhân viên làm ấy. Thật ra là em bị áp lực cái mọi người ơi. Ghi của em mã này sẽ là dép kèm size và kèm số điện thoại. Đây là cái đôi dép mới tinh em vừa bóc ra này. Còn đây là cái đôi mà em đã đi từ năm ngoái đến năm nay, được chưa? Tỷ lệ tiếp lên 3.000 cho em là em tặng 700.000. Đẩy tiếp lên tiếp 3.200 là tặng, nói chung là lên 4.000 là tặng 2 triệu. Và video game xong là em sẽ công bố cho các chị luôn. Mới nhận quần bò nhà Linh xong, chất đẹp và mềm lắm. Em cảm ơn chị Trinh Mon rất là nhiều. Lại tụt view rồi mọi người ơi. Cố gắng tương tác và chia sẻ nhiều lên. Nhanh gần hết dép rồi mọi người ơi. Còn quần em đang mặc, em chuẩn bị chốt đơn này. Quần này em nói luôn là nó quá đẹp. Lúc nãy chồng em còn bảo ủ quần đẹp thế. Em thề lúc em mặc mẫu ấy, đang muốn mua mẫu váy bò kia thì Linh bán thích quá à. Em cảm ơn Ánh Nguyệt. Em cam kết, em không cam kết và váy bò của em là rẻ nhất, nhưng em cam kết là hàng đẹp. Bởi vì hàng này trên thị trường có hàng rẻ, người ta xỉ ra chỉ có 11 thôi, nhưng mà nó là form ngắn và chất, tất nhiên là nó ngắn hơn và nó nhỏ hơn và cái chất nó cũng không đẹp bằng. Còn em nói luôn là hàng trên thị trường có cả hàng rẻ, nhập vào chỉ có 110.000, 100 đến 110.000 một váy thôi. Nhưng mà em nhập cho mọi người hàng loại đẹp luôn, tại vì em nghĩ là cái yếm này thì mình nhập luôn hàng xịn sò một tí. Ví dụ như áo phông thì mình có thể mặc hàng rẻ 5 mấy 6 mấy 7 mấy nghìn. Nhưng mà những cái yếm này thì mỗi người cũng không mua quá nhiều đúng không? Thế nên là em nhập luôn hàng đẹp cho mọi người. Chia sẻ lên giúp em đi, lại tụt view rồi mọi người ơi. Bây giờ em đang tặng 3 người chia sẻ like nhiều nhất rồi, lên 3.000 là em tặng thành mấy nhỉ? Bây giờ là đang tặng 500.000 rồi, lên 3.000 là tặng thành 700.000. Cố gắng chia sẻ lên giúp em dép kèm size và kèm số điện thoại, gần hết dép rồi mọi người nhá. 35, 36, 37, 38 và 39 em chốt trong line này là 94.000 đồng. Thôi em qua mẫu luôn hết hàng nhá, bởi vì chỉ có mới sẵn 500 đôi thôi. Bao nhiêu 9 rồi? À 9, em vừa đọc bao nhiêu? Chị đầu tiên chị đọc 96 à? Thôi anh chốt luôn cho khách giá 94.000 luôn, ok chưa? Tại vì em vừa đọc nhầm 94, em bán cho các chị 94.000, nhưng mà phải chia sẻ livestream mới được chốt, ok chưa? Cho chị xin cái áo kẻ, đây cái áo kẻ này của em này, rất là xinh luôn.
mới về luôn các chị ơi. Áo kẻ này mọi người có nhớ cái chất kẻ này, này mà năm ngoái mà em bán có cái hình gấu thêu ở đây không, năm nay người ta mời em cái hàng trơn, em ơi mặc thoải mái kinh khủng. Nhận hàng được kiểm tra hàng tất cả hàng nhà em, từ cái quần ngố bao nhiêu, từ cái quần ngố 38.000 đến cái áo này, đến cái quần này 100 mấy, thì bắt buộc các chị phải kiểm tra hàng trước khi nhận. Em hứa đây sẽ là line bán rẻ nhất từ đầu năm nay đến bây giờ, nói điêu mất lập luôn, đây sẽ là line rẻ nhất. Dép lúc nãy em đọc 96 nhưng sau nói nhầm 94, bán luôn 94.000 và bắt buộc phải chia sẻ livestream dép kèm size và kèm số điện thoại. Còn áo này sẽ gọi là gì, áo kẻ thôi nhỉ, áo này chỉ cần áo kẻ thôi nhỉ, vì đã có áo kẻ đâu. Áo kẻ nâu và áo kẻ đen cách số điện thoại, chất cực kỳ đẹp luôn, mọi người nhìn giúp em này. Áo kẻ nâu và gì ạ? Và áo kẻ đen cách số điện thoại. Đây sẽ là livestream rẻ nhất từ đầu năm, mọi người cứ yên tâm là như vậy. Mọi người đẩy view lên cho em 3.000 người coi đi ạ. Đẩy lên cho em tiếp 3.000 người coi. Ví dụ em mã này sẽ là áo kẻ nâu và màu này cho em sẽ là áo kẻ đen. Sau đó em sẽ lên cho một cái mọi người quần này. Em chắc chắn với mọi người luôn là quần này cực kỳ đẹp. Chắc chắn luôn là cực kỳ đẹp. Không lên view được 3.000 người xem mà các chị ơi, cố gắng tương tác mạnh mẽ lên nào. Tặng 3 người là phải tương đương với ít nhất 1.500 lượt chia sẻ đó mọi người nhá. Cố gắng chia sẻ nhiều lên và tương tác nhiều lên. Em nói thật, bình thường mọi người 3.000 người chẳng bao giờ em tặng tiền luôn ấy. Tại vì bình thường mà tương tác nó tốt, nhưng bây giờ tương tác kém thì 3.000 người đã được tặng 700-800.000 rồi, được chưa? Áo kẻ đen và áo kẻ nâu cách số điện thoại. Và quan trọng là cái giá, mọi người nghe này, nhìn cái hàng giúp em này, co giãn thoải mái. Và quan trọng là cái giá ngày hôm nay em mang đến cho các chị. Em hứa đây sẽ là livestream rẻ nhất. Và nếu như mà live sau nữa mà ví dụ tương tác ổn hơn thì tất nhiên là sẽ không thể bán những cái giá như thế này được nữa, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là gì? Áo kẻ kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live này cho các chị là bao nhiêu ạ? 76.000 đồng. 76.000 đồng. Màu này sẽ là kẻ nâu và màu em đang mặc sẽ là kẻ đen này. Mọi người trời ơi, nhìn từ đằng sau này, thích chưa, xinh chưa? Ghi em mã này sẽ là áo kẻ 76.000 đồng. Nhớ là ngày hôm nay phải chia sẻ livestream giúp em, bởi vì hôm nay em bán cực kỳ rẻ cả cái quần này nữa. Chuẩn bị nghe giá mà xỉu luôn này, em đã bảo rồi. Chẳng qua là bây giờ thì bình thường là ấy, chứ còn bây giờ mà nói tóm lại là kể cả bây giờ có bán bằng giá nhập hay là tranh 1-2-3 nghìn vẫn phải bán các chị ơi, không thể nghỉ được, không thể nghỉ được. Chứ bây giờ nếu mà cho nhân viên nghỉ đến lúc đắt hàng trở lại thì kiếm đâu nhân viên làm, đúng không ạ? Áo kẻ kèm màu và kèm số điện thoại, áo này hiện tại em chỉ sẵn mỗi màu 100 chiếc thôi. Áo kẻ kèm màu và kèm số điện thoại 76.000 đồng một áo, em đã nói rồi, mua được đâu rẻ hơn nữa. Hoàn hàng lại giúp em, mọi người nhìn này, co giãn thoải mái chưa? Áo đang mặc này, chất của nó là chất kiểu như là em không biết diễn tả nó là chất gì, nhưng mà mọi người có nhớ cái áo năm ngoái mà em bán mà có cái thêu con gấu ở đây không? Thì chất của cái này là y xì chuẩn như vậy luôn. Kẻ này sẽ là kẻ đen và kẻ này sẽ là kẻ nâu. Và ngay bây giờ em sẽ giới thiệu cái quần em đang mặc luôn. Em hỏi mọi người nhìn cái quần này, em đi chân đất thôi, nhìn cái form quần mọi người thấy chưa? Đỉnh của chóp luôn, đi chân đất để nhìn cái form quần đã đỉnh chưa? Quần này sẽ gọi là quần gì đấy anh ơi? Quần này đẹp lắm, em thề là rất là đẹp. Và em đã đặt cách đây hơn 10 ngày rồi, đặt trước khi cả, tức là trước cả khi em mở hàng cơ. Nhưng bây giờ hàng mới về được số lượng lớn để em bán cho mọi người. Cái này sẽ ghi là quần gì đấy? Quần đẹp luôn, ok. Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Nó là hàng vẩy nhẹ như mẫu mặc, các chị nhìn rõ không ạ? Hàng vẩy nhẹ như mẫu mặc, quần gì ạ? Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Quần đẹp của em có tất cả là 3 size SML, chia sẻ mạnh mẽ lên anh ơi. Quần đẹp của em có tất cả là 3 size SML, SML và form to nhất. Đây này, hiện tại 50 cân em đang mặc size thoải mái, size L thoải mái cho các chị đi... kiểu size L thoải mái cho các chị đến 62 cân đổ về mặc được, 62 cân đổ về mặc được size to nhất. Và hiện tại ở đây là em đang mặc size S, được chưa? Hiện tại ở đây là em đang mặc size S. Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? Quần gì ạ? Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Còn áo kẻ là 76.000 đồng. Trời ơi, sao các chị chốt áo kẻ nhiều kinh khủng. Toàn đơn áo kẻ thôi, mọi người nhìn từ đằng sau này, đỉnh chưa? Em đang mặc ở đây là size S và quần nó vẩy nhẹ, quần đẹp nhất nó vẩy nhẹ, mọi người thấy chưa? Nó không vẩy quá nhiều, nó chỉ vẩy nhẹ nhẹ như thế này thôi. Và em chốt trong live cho các chị, em hứa luôn đây, em vừa nhận được quần loe đẹp lắm, cảm ơn NT Dung rất là nhiều. Em hứa đây sẽ là live stream bán rẻ nhất, mọi người cứ yên tâm là như thế. Ghi giá luôn giúp em này, 100 bao nhiêu ạ? 145.000 đồng. Quần này em đố chị nào mua được ở đâu bằng tiền. Em khẳng định lại một lần nữa này, em đố chị nào mua được ở đâu bằng tiền. 145.000 đồng, được chưa? Ghi hiểu em mã này sẽ là quần đẹp rượu kèm size và kèm số điện thoại. Và bình thường đối với những cái quần chất giãn này nhà em không bao giờ bán dưới 160-170. Đối với những cái quần chất giãn này không bao giờ có giá dưới 160-170 các chị ơi. Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại 3 size SML, em đọc cho mọi bảng size luôn nhá. 50 cân đổ về mình mặc giúp em size S.
từ 51 đến 56 cân đổ về mình mặc giúp em size M, và từ 57 đến tầm 62 cân mình mặc giúp em size L. Quần đẹp này em về được đúng 1090 quần, mà ở đấy đang là 2800 người xem thì em nghĩ là cũng chỉ đủ bán một livestream thôi. Và đương nhiên là sau bây giờ em sẽ không đặt số lượng nhiều như trước nữa. Trước đây á không có mã quần nào đặt dưới 1000 chiếc, nhưng với cái tương tác như bây giờ thì chắc chắn là em sẽ phải đặt ít đi, ví dụ 400-500 cái một lần thôi, chứ đặt kiểu đấy xong về không bán được là chết luôn. Quần này trong Tết mình mua 290k, chị Lương Cúc comment. Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Còn áo kẻ này ôi cháy đơn, nổ đơn, khét đơn cái áo kẻ này luôn. Áo kẻ này em chốt trong live là 76.000. Em thề này, nếu như mà để mà bình thường em bán áo này ấy, thì em phải bán 8000, thề nói điều mất lập luôn là em phải bán 8000. Nhưng em nói rồi, đây sẽ là livestream rẻ nhất từ Tết đến bây giờ, 76.000 đồng một áo kẻ. Em có áo kẻ đen và màu này cho em sẽ là kẻ nâu. Áo kẻ kèm gì ạ? Vừa chốt hôm qua, hôm nay lại toàn đồ đẹp, lại chốt tiếp đi chị ơi. Hôm nay em thề với chị là em bán cực kỳ rẻ, chị phải tranh thủ đi. Dép hết sạch hàng luôn rồi chị ơi. Dép này mình chỉ cần ghi là dép thôi, 35, 36, 37, 38 và 39. Em chốt trong live là 94.000 đồng. Em đã nói rồi, livestream ngày hôm nay không mua đi thì quá phí, livestream ngày mai không mua cũng được, nhưng hôm nay nên mua đi, em nói thật đấy. Ví dụ em mã này sẽ là dép, và cái đôi dép này này là em đi từ năm ngoái đến năm nay là nó quá bẩn rồi, mọi người thấy không? Đôi này là đôi của em và cùng một cái nhà sản xuất này, không khác một cái gì luôn, chỉ có cái bên này bẩn còn bên này sạch thôi, đúng không ạ? Dép kèm size và kèm số điện thoại 35 36, 2009 rồi. 3000 người xem cho em tặng luôn 800.000, không cần phải 150 nữa. 3000 người xem là tặng 4 người chia sẻ like nhiều nhất, mỗi người 200, không cần phải 1 người 150 nữa mà mỗi người 200. Cán mốc 3000 người xem cho em là được, được chưa? Túi em đang đeo hết hàng rồi. Dép kèm size và kèm số điện thoại 35 36 37 38 và 39 bao nhiêu ạ? 94.000 đồng. Còn quần em đang mặc, ủa cái yếm này em thề mọi người hỏi quá nhiều là cái yếm này này. Lúc nãy em mặc thử rồi, đẹp lắm luôn, cái yếm này hàng loại, hàng cao cấp. Em nói luôn là yếm này thì em không cam kết em bán hàng rẻ nhất nha, nhưng em cam kết là em bán hàng loại đẹp cho các chị. Cái yếm này hứa luôn là cái yếm này này, hàng đẹp kinh khủng khiếp luôn. Mặc lên như thế này này, xong rồi mặc với những cái áo, ví dụ như là áo ba lỗ, quen nhỏ em xin lỗi, mặc với những cái áo như cổ cao, trời lạnh mặc cổ cao, hay là mặc áo tăm, hay là mặc áo giữ nhiệt, hay là mặc áo phông cộc, áo phông trơn, áo phông hình đều auto đẹp hết, được chưa? Chờ em một tí em sẽ lên em đọc lại bảng màu áo kẻ. U 3k người xem, ok. 21:19 giữ view cho em 3 phút thôi, tặng luôn cho 4 người chia sẻ like nhiều nhất, mỗi người 200.000 đồng. Lên tiếp, tiếp tục tặng tiếp, được chưa? Lên tiếp 3.200 tặng thêm, không phải nói nhiều luôn. Mọi người nhìn giúp em này, áo giãn rất là nhiều. Áo này em nói với 3.100 chị đang xem livestream này, mua hàng nhà em Linh bắt buộc kiểm tra hàng. Nghe lại một lần nữa, mua hàng nhà em Linh bắt buộc kiểm tra hàng, sờ chất rồi mới thanh toán tiền, sờ chất ưng thì mới lấy. Áo kẻ màu này cho em sẽ là màu nâu, và áo kẻ màu em đang mặc sẽ là màu đen. Em chốt trong live là 76.000. Em nói rồi, không bao giờ có chuyện là bình thường mà em bán giá này được đâu, phải là 80.000 một cái áo này. Áo này thật sự em chỉ được có mấy nghìn một chiếc thôi, em bán nhưng mà chỉ cần các chị tương tác với em, có view là được, được chưa? Còn quần em đang mặc sẽ gọi là quần gì ạ? Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại, mọi người nhìn rõ form không? Nó vẩy nhẹ ở bên dưới này, rõ form. Và bò này của em nó là bò giãn, bởi vì nếu như bò này mà chất không giãn thì không thể nào mà các chị mặc được, vì bên trên là nó ôm và bên dưới nó vẩy ra. Nên mình ghi giúp em mã này sẽ là gì ạ? Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Quần đẹp nhà em có 3 size SML thoải mái cho các chị đến 62 cân đổ về mặc được. Đẩy view lên tiếp cho em tiếp tục tặng tiếp. Em nói rồi, nếu mà 4.000 người là em tặng 2 triệu đồng. Còn hiện tại em đang tặng cho mọi người 800.000 đồng. Lên 3.200 em tặng tiếp thành 1 triệu đồng, được chưa? Áo này là 76.000, quần này sẽ là quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Em đọc bảng size luôn. Dưới 50 cân mặc giúp em size S, từ 51 đến 56 mặc size M, từ 57 đến 62 mặc giúp em size L. Nếu không biết size gì để lại cân nặng nhân viên bên em chốt size. Còn dép này thì chỉ cần 3.200 rồi, giữ view 3 phút thôi ạ. Ôi lại tụt luôn rồi. Dép kèm size và kèm số điện thoại. Dép của em có những size gì? 35, 36, 37, 38 và 39. 35, 36, 37, 38 và 39. Em chốt trong live chị mặc yếm bò đi. Các chị làm em nôn nóng thế, bây giờ mọi người muốn em lên yếm bò không? Có muốn em lên yếm bò không nào? Muốn thì comment chữ muốn cho em để em lên luôn. Vì thật ra là em nói rồi, yếm bò này em không cam kết là em bán rẻ nhất, nhưng em cam kết các chị là em nhập hàng đẹp, được chưa? Nếu như muốn lên yếm bò thì ghi là muốn lên yếm bò đi để em lên nào. Em biết là nhiều người comment lắm, em đăng ảnh lên nhiều người comment lắm. Ok, bạn mặc vẩy và quần bạn mặc vẩy đẹp thế mặc bao nhiêu á? Quần em đang mặc đi giúp em là quần đẹp, em chốt trong like là bao nhiêu ạ? 100 bao nhiêu anh nhỉ? 40 mấy? 145.000. Mua được ở đâu bằng tiền nữa, quay ở đây em tặng các chị thêm cái nữa mà mặc. Em đã nói là đây là livestream rẻ nhất từ gì ạ?
từ khi em mở hàng đầu năm đến bây giờ luôn. Cho nên các chị phải tranh thủ đi, bởi vì không có nhiều live stream giống như thế này đâu. Bởi vì live nào cũng như thế này thì em không tồn tại được. Nhưng mà ví dụ chỉ 1-2 live stream như thế này thì em vẫn tồn tại được. Và quan trọng là qua được cái giai đoạn nó bị bóp tương tác này. Bởi vì Facebook nó là như vậy mà. Có giai đoạn bóp, có giai đoạn mở. Như giai đoạn trước Tết là cực kỳ mở luôn, xong rồi đến giai đoạn bóp cứ như thế như thế. Cho nên là phải duy trì để đi qua cái giai đoạn này đã mọi người ơi, được chưa? Em qua mẫu quần vải tí nữa em mặc lại sau. Áo cổ tim còn không? Dạ em còn chị ơi. Quần chị mặc quần size gì cả? Hiện tại em đang mặc size S. Em 49 cân và chỉ mặc đến size S thôi, để em lấy size cho mọi người. Lúc nãy em đây này. Đây này, nó máy vào đây này mọi người. Size này là em đang mặc là size S nha mọi người. Size này em đang mặc là size S đây này. Size S lù lù luôn, mọi người nhìn rõ chữ S không? Đó, máy hàng trực tiếp vào đây luôn. Không phải là size giả đâu nha, em đang mặc size S. Rồi bây giờ quần có co giãn không? Dạ quần co giãn chị ơi. Lên yếm bò đi. Ok. Lên luôn nha, lên luôn. Trời ơi đẹp lắm. Cái yếm này không đẹp không lấy tiền luôn. Trời ơi mặc với cái áo kẻ này cũng đẹp ấy nhở. Mặc với cái áo kẻ này luôn đi, chui vào như nào này cũng được này mọi người. Em chui vào luôn không cần phải mở. Lúc đấy là em đã cúc rồi. Áo kẻ em đang mặc là bao nhiêu? Nhìn giúp em này, thoải mái đến 70 cân đổ về mặt được. Nhưng mà nếu mà mặc đẹp á thì tầm 65-68 thôi mọi người thấy chưa? Nó là chất co giãn luôn. Nó là áo phông nhưng mà nó là chất co giãn luôn. Bây giờ em sẽ mặc cái yếm này vào cho các chị coi. Trời ơi đỉnh cao luôn. Em đã bảo lúc nãy em mặc cái yếm này vào là em thấy rất là đẹp. Em có một cái đứa nhân viên hay mặc yếm, em bảo là ui rồi cái này đúng gu mày luôn nè. Còn bộ đỉnh đắt không? Dạ em đang hết hàng nhưng mà mai ngày kia là hàng về chị. Hôm nọ em bán được 1.000, hơn 1.200 bộ thì bây giờ nói thật là hàng có sẵn thì không còn đâu. Trời ơi nhức cái nách chưa, mọi người thấy yếm nhà em đẹp chưa? Em nói lại một lần nữa này, em không cam kết là em bán hàng gì ạ, rẻ nhất đối với cái mã yếm này, bởi vì hàng này trên thị trường hàng rẻ nhiều lắm. Hàng rẻ nhập vào là gì ạ? À bà này, cái gì đi guốc trong bụng tôi, xếp kẻ này đẹp quá, em cảm ơn chị rất là nhiều. Trời ơi, cái yếm này nhìn em có trẻ không các chị? Từ từ để em đi cái đôi dép này vào xong đeo cái túi đó. Trời ơi, năm nay 32 tuổi rồi nha, nhưng vẫn thích mặc yếm nha mọi người nha. Vẫn ai cũng mặc được hết, quan trọng là các chị thích hay không thôi. Đây em đang mặc yếm này. Mình sẽ ghi cho em mã này là gì anh ơi? Yếm luôn nhỉ, nhà mình chưa có mã yếm đúng không? Quá là đẹp luôn, 3.400 rồi, chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em. Trời ơi, cái set này này, em nói luôn với mọi người này, yếm này em không cam kết hàng nhà em là hàng rẻ nhất. Bởi vì hàng này trên thị trường có rất nhiều hàng rẻ và nhập vào chỉ có 100 đến 110 nghìn một cái váy yếm này thôi. Em khẳng định là có luôn nhá. Và em có thể nhập được nhá, nói điêu mất lọc luôn. Nhưng em nhập cho mọi người hàng cao và hàng chất lượng nó đẹp. Thứ nhất là form nó to như này này. Thứ hai là form nó dài như này. Và thứ ba là chất liệu bò nó rất là đẹp, được chưa nào? Đó, đó là lý do tại sao mà gì ạ? 3.400 rồi. Tặng luôn 1 triệu đồng cho 5 người chia sẻ live stream nhất. Lên tiếp 3.500 tặng 1 triệu 2. Còn 4.000 là tặng 2 triệu, không phải nói nhiều. Đây mọi người nhìn giúp em này. Em đang phối với một cái áo phông trơn 2 màu. Yếm này mình sẽ ghi giúp em là yếm bò, gọi là yếm bò và yếm nâu nhá. Hay là gọi là yếm xanh và yếm nâu. Yếm xanh và yếm nâu. Ồ, hay là yếm bò. Yếm xanh và yếm nâu cách số điện thoại. Yếm xanh và yếm nâu cách số điện thoại giúp em. Yếm xanh và yếm nâu cách số điện thoại đi các chị ơi, các chị nhìn giúp em này. Màu em đang mặc sẽ là màu xanh và màu này cho em sẽ là màu nâu. Chị mặc kẻ nâu với yếm nâu đi. Ok, chờ em một tí. Lên 3.500 tặng luôn 1.400.000 đồng chứ phải 1.200.000 đâu. Ghi vào em mã này sẽ gọi cho em là yếm xanh và mã này cho em sẽ gọi là yếm nâu. Em nhắc lại một lần nữa này, em không cam kết hàng này của em là rẻ nhất, nhưng em cam kết hàng này em nhập cho mọi người là hàng đẹp, được chưa nào? Mọi người nhìn hàng nhà em này, được chưa? Ghi vào em mã này sẽ gọi cho em là yếm xanh và yếm nâu cách số điện thoại. Ghi giá luôn giúp em ngày hôm nay này. Bao giá thị trường luôn ạ. 188.000 một yếm. 188.000 đồng một yếm. 188 được chưa nào? 188.000 đồng một yếm, mặc trẻ dã man luôn. Cái này mặc với áo phông trơn bên trong cũng được, mặc với áo phông kẻ cũng được, mặc với áo phông hình như thế này cũng được. Nói chung là hàng hôm nay cực kỳ đẹp và thật sự hôm nay mọi người không xem livestream của em thì thật sự là một điều đáng tiếc. Bao nhiêu cân vừa đây mọi người nhìn form giúp em này. Form này thoải mái rất là đến 60-62 cân đổ về mặc được. 60-62 cân đổ về thoải mái nha, như em ở đây là 48-49 cân và yếm này em cam kết cho mọi người 62 cân đổ về mặc được. Mã này sẽ ghi giúp em là yếm nâu và màu em đang mặc sẽ ghi cho em là yếm xanh và yếm nâu cách số điện thoại. Yếm xanh và yếm nâu hai size SM nha mọi người ơi. Hai size SM, yếm xanh và yếm nâu cách số điện thoại, nhưng mà em thấy nhá, hai size của nó chỉ chênh khoảng tầm 1 cm thôi. Em mặc vào thì là em cũng không thấy nó khác nhau đâu. Nhưng mà em thấy người ta có dán size thì em cũng tư vấn cho mọi người là có size. Nhưng thực tế khi em mặc hai size vào em nghĩ nó chỉ chênh nhau khoảng 1 cm thôi. Yếm xanh hoặc yếm nâu cách số điện thoại, còn dép em đang đi là 94.000, chỉ cần ghi dép và cách số điện thoại thôi. Đôi này là em đi từ năm ngoái đến bây giờ đấy mọi người ơi. Chia sẻ nhiều lên giúp em đi. Hiện tại em tặng mọi người 1.200.000 rồi. Cố gắng chia sẻ lên 3.500 là tặng 1.400.000, còn lên 4.000 là tặng 2.000.000, được chưa nào? Mỗi người 200.000 đồng. Lúc đầu thì em bảo một người 150, một người 200, bây giờ là 200.000 hết, được chưa nào? Dép bao nhiêu? Dép của em là
là 94.000, còn yếm là 100, em đọc giá chưa, 188 đúng không? 188.000. Em nhắc lại một lần nữa này, năm xanh năm nâu cho chị Lý Hận Lý Chân Hy luôn. Em nhắc lại một lần nữa này, em không cam kết yếm nhà em là hàng rẻ nhất, nhưng em cam kết yếm nhà em là hàng đẹp cho các chị, là hàng xịn sò chuẩn hot girl cho các chị, được không ạ? Còn em thừa sức nhập cho mọi người yếm này hàng 130, 140 cũng có nha. Nhưng mà em nghĩ là mỗi một người thì chả ai mua quá hai cái yếm đâu. Quần áo thì người ta có thể mua nhiều nhưng yếm thì người ta không mua nhiều. Thành ra là em nhập luôn hàng đẹp xịn sò cho các chị luôn. Và em mặc cả màu cái set này luôn, em mặc sang cái màu này luôn nhá, tranh thủ mặc luôn. Mặc luôn cái set kia, sau đó là qua mẫu vì hôm nay quá nhiều hàng luôn mọi người nhìn này. Áo phông mới này, áo phông mới này. Yêu ơi, hôm nay có cái sơ mi này không đẹp cho vào mồm luôn đây này, mọi người nhìn giúp em này. Yêu ơi, cái con sơ mi này thề luôn là nó quá đẹp. Và các chị đã thấy ai live stream chưa? Em hỏi thật lòng, các chị thấy ai live chưa đây này? Đỉnh của chóp chưa? Quả sơ mi của em này nhức cái nách chưa? Muốn tét cái nách chưa? Chia sẻ nhiều lên giúp em, đẩy view lên cho em, tụt view rồi mọi người ơi, cố gắng chia sẻ đẩy view lên giúp em. 3.000 người coi. Bây giờ đẩy view nha mọi người nha. Ít nhất hiện tại bây giờ em đang tặng cho 5 người chia sẻ like nhiều nhất là mỗi người 200 là tổng 1 triệu rồi đúng không? Đẩy view lên tiếp là em tặng tiếp đúng không ạ? Chia sẻ nhiều lên, nhiều lên, nhiều lên cho em, mỗi người 200.000 đồng. Và mỗi một lượt, mỗi một người em tặng phải tương đương với 500 lượt chia sẻ. Có nghĩa là em tặng 5 người thì ít nhất phải có 2.500 lượt chia sẻ. Ôi cái con sơ mi này em nói thật luôn là nó quá đỉnh luôn. Hàng hôm nay là quá đỉnh luôn. Áo chị đang mặc bao nhiêu? Áo em đang mặc lúc nãy giờ mà em không bán được trên 500 cái, em đi đầu xuống đất luôn. Mọi người nhìn giúp em này, yếm nhà em là form rộng cởi phát ra luôn. Áo này sẽ gọi là áo kẻ đen, và màu này cho em sẽ là áo kẻ nâu. Em chốt trong line này là 76.000 đồng một áo. 76.000 đồng một áo kẻ nâu và kẻ đen. Hôm nay mà không bán trên 500 em đi đầu xuống đất luôn, được chưa? Bây giờ em mặc sang cái set này. Set này nha mọi người, em mặc cái set này em sẽ mặc một cái áo phông trắng trơn và một cái yếm nâu, được chưa nào? Em sẽ mặc cả hai màu luôn. Yếm bao nhiêu vậy ạ? 188.000 đồng một yếm. 188.000 đồng một yếm, hai size SM, hai size SM nha mọi người nha. Tầm dưới 50 cân à, tầm dưới 53, 54 cân mặc size S, từ tầm 55 đến tầm 62 cân mặc size M. Nhưng mà em nói thật là em thấy giữa hai size nó chỉ chênh nhau khoảng 1 cm thôi, gần như là không đáng kể đâu. Kể cả là tư vấn free size cũng được, nhưng mà em thấy người ta có dán size vào đấy thì em cứ tư vấn cho mọi người là có size. Còn mọi người có thật ra là nó em mặc cả hai size thì em thấy chả chênh nhau bao nhiêu đâu. Đây nha, bây giờ em đang mặc cái phông trắng trơn. Anh ghi giá phông trắng trơn ngày hôm nay luôn này. 55.000 đồng. Chưa bao giờ em bán giá này luôn. Em đã bảo mọi người hôm nay em khô máu với các chị luôn. 55.000 đồng. Mọi người tua lại like đi, có phải hôm đầu em bán áo này 64.000 không? Còn 55.000 là không có lãi nữa rồi, nhưng mà hôm nay bán 55.000 cho các chị một phông trơn trắng này luôn. Được chưa? Để cho mọi người mua kèm với cái yếm này. Bây giờ em mặc về cái yếm này. Yếm này sẽ ghi giúp em là yếm nâu. Yếm nâu nha, mông 107, em không để em xem cái đó chị ơi, chờ em một chút. Hả? Các màu luôn, 55.000 các màu á, phông trơn luôn. Em đã bảo đây là cái like rẻ nhất từ ra Tết đến bây giờ. Bắt buộc là phải bán rẻ, phải rẻ hơn nữa, có khi nào mà bí quá bán hòa vốn luôn không ạ mọi người? Đây mọi người nhìn giúp em này. Cái bây giờ em cần là cần quan trọng là duy trì công việc cho nhân viên, chứ không là nhân viên nhà em ngồi chơi luôn đó mọi người. Đây này, yếm nhà em mọi người nhìn rõ chưa? Ghi hiểu em mã này sẽ là yếm nâu, treo lại cho em yếm xanh luôn anh ơi. Yếm nâu và yếm xanh, trời ơi mặc trẻ quá trời mọi người ơi. Ai đây vậy? 32 tuổi rồi đây mọi người. Đây đây, yếm bên này, quần này không cần đâu. Em Linh 32 tuổi rồi mà em đang cưa sừng làm nghé đây này mọi người. Yếm nâu và yếm xanh, cách số điện thoại 188.000, 2 size SM. Từ tầm 54 cân đổ về là mặc size S, từ tầm 62 cân đổ về là mặc size M. Trời ơi là trời, trời đất thiên địa ơi, các chị nhìn hàng nhà em này. Form nó phải dài đến nửa bắp, hơn nửa bắp chân này, chứ không phải là form ngắn đến đây đâu. Còn em nói rồi, yếm này em không cam kết là em bán rẻ nhất, nhưng em cam kết là em bán hàng chuẩn hot girl và loại đẹp cho các chị, để các chị form to, form dài và nhìn cái chất bò này. Và đương nhiên 188.000 này, nhận hàng bắt buộc kiểm tra hàng cho em nhá các chị ơi. Không đâu Nguyễn Duyên ơi, em không mặc theo yêu cầu của khách là kiểu là phải mặc áo này với quần kia đâu, em không mặc như thế đâu. Bởi vì là rất là nhiều khách hàng và rất là nhiều ý kiến, bây giờ chiều người này không chiều được người kia, cho nên là em sẽ mặc theo nhu cầu của em bán như thế nào thì em sẽ mặc như thế, thì các chị thông cảm giúp em nhé. Chứ không bây giờ bảo em là phải phối áo kẻ nâu với cả một cái yếm nâu này cho mình xem nhé, thì thật sự là cái đấy nó khó lắm ấy mọi người. Đây này, nguyên set này, dép này là 94.000, yếm này là 188.000 và phông trơn trắng này hôm nay em bán cho các chị 55.000. Các chị tranh thủ đi, đây là livestream rẻ nhất từ đầu năm đến bây giờ. Không tranh thủ thì đương nhiên là chỉ có thiệt rồi, được chưa? Hai bên có túi luôn này, mọi người nhìn rõ chưa? Ghi hiểu em mã này sẽ là yếm nâu hoặc yếm ôi. Mặc trẻ vãi trưởng luôn, mọi người thấy chưa? Em đã bảo là cái yếm này không mua là phí luôn. Không mua là chỉ có phí, sau cái này em sẽ lên sơ mi chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em. Phong trơn ngày hôm nay là 55.000 và nếu như mà bình thường mà bán thì không có giá đấy đâu. Mọi người có thể xem lại livestream nhá. Cái này về cắt đi được, mọi người cắt đi được mà mang ra tiệm cắt lên như thế này này, cắt lên như này là tùy. Nhưng mà em theo quan điểm cá nhân của em thấy mặc yếm phải dài mới đẹp. Bây giờ em ví dụ cho mọi người, em mà mặc ngắn nhỉ, nhìn cái chân nó cong veo, mọi người thấy chưa?
nhìn cái chân này, nhìn cái chân nó cong như này, thành ra nó phải che đến đây thì nó mới đẹp được. Còn có phải chân ai cũng thẳng tắp như hoa hậu, có phải bắp chân ai cũng nhỏ đâu. Đấy, nhìn này có phải xấu không, nhìn nó lùn không, phải dài như này nó mới đẹp. Cho nên là nhập dài mới là khó chứ nhập ngắn thì đơn giản. Ai mà bị lùn thì có thể mang cắt đi, em cam kết là không mất form mọi người nhá. Mọi đừng quên là em đang tặng cho người chia 5 người chia sẻ livestream này nhiều nhất, mỗi người 200.000 đồng. Chơi game nhà em nói thật dễ hơn cả ăn kẹo, không chơi đấy chỉ có phí thôi. Để em xem được bao nhiêu lượt chia sẻ. Và 5 người thì phải tương đương cho em với 2.500 lượt chia sẻ. Hiện tại đang được 1.700 rồi, mọi người cố gắng chia sẻ tích cực lên cho em nhá. Được chưa nào? Ôi tôi mua 5 phải không chơi rồi, không lẽ mua nữa hả trời. Ok, qua mẫu luôn, em qua mẫu luôn ở đây nha các chị nha. Em qua mẫu này đây này. Em giơ lại cái mẫu này nhìn ở đây cho mọi người nhìn dễ này. Đây, yêu em mã này sẽ là yếm gì ạ? Yếm xanh. Màu này sẽ là yếm xanh và màu em đang mặc sẽ là yếm nâu. Yếm này ngày hôm nay không cháy đơn, em đi đầu xuống đất luôn. Yếm xanh hoặc yếm nâu đây này, nhân viên em đã chuẩn bị cho em luôn rồi. Nhân viên nhà em đã tự lấy áo phông cho vào như này để cho nó đẹp rồi, không cần phải bảo nữa. Kiểu em mã này sẽ là yếm xanh và yếm nâu. Cách số điện thoại tắt cái điều hòa anh ơi, hoặc là bật điều hòa mát thì nóng quá. Hạ 188.000, cộng với áo này là 55.000, 188.000 cộng 55.000. Trời ơi, nhảy quá trời là đơn yếm rồi mọi người ơi, thôi em qua mẫu ở đây nhá. Và đừng quên, dép em đang đi trong chân là bao nhiêu ạ? 94.000 đồng, em bảo chả bao giờ có giá này đâu. 94.000 đồng một đôi dép 35, 36, 37, 38, 39 và 40, em chỉ có 500 đôi thôi. Và tiếp tục phải chờ hàng mới về tiếp này. Em chỉ có 500 đôi, và đây là đôi em đi từ năm ngoái, nó đang rất là bẩn nhá. Xấu hổ lắm, dơ lên, xấu hổ lắm nhưng vẫn phải dơ lên, các chị thấy chưa? Đang rất là bẩn, và đây là đôi em đang đi, mọi người thấy khác gì nhau? Chỉ một bên sạch và một bên bẩn thôi, được chưa? Ghi hiểu em mã này sẽ là dép kèm size và kèm số điện thoại 35, 36, 37, 38, 39, 35, 36, 37, 38 và 39. Em chốt trong line này là 94.000, áo phông trơn hôm nay là 55.000, còn yếm là 188.000, hai màu và hai size. Yếm này ghi giúp em là yếm xanh và yếm em đang mặc ghi giúp em là yếm nâu. 188.000 cộng 55.000 nguyên set như em Linh đang mặc. Nếu như mặc set này em nghĩ là các chị nên buộc tóc lên như này này thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, kiểu như này nhìn cho nó trẻ trung. Hôm nay quên không buộc tóc, từ từ để em buộc cái tóc lên cho nó trẻ ra mọi người, mà nói thật là cũng nóng quá. Không buộc tóc mà cũng hơi nóng ấy mọi người, được chưa? Phong trơn, chị ơi, dép không có size 40. Sau cái này em sẽ lên sơ mi, một cái mã sơ mi mà đẹp vãi cả đẹp luôn. Chị Suri Huyền ơi, lên số điện thoại giúp em đi ạ. Phong trơn, anh cho em xin bảo mở phong trơn luôn. Nhanh để em tặng khách 55.000 một áo phong trơn ở đây. Mọi người buộc lên nhanh nhìn nó sẽ trẻ hơn này. Đấy, như này cho em. Đang nóng quá trời quá đất. Ghi hiểu em, mã này sẽ là yếm nâu và phong trơn trắng, yếm xanh và phong trơn trắng, yếm kèm màu và kèm số điện thoại. Phong ngày hôm nay lần đầu tiên em bán 55.000, em có phong trơn trắng này, phong trơn đỏ này, trơn hồng này, trơn nâu này, trơn cam này, trơn ghi này, trơn đen này và trơn sữa. Phong trơn kèm màu và kèm số điện thoại, mọi người đẩy lên 3.000 ba người cho em tặng thành 6 người luôn. Ok chưa? Lên 3.000 ba tặng 6 người luôn đi nào. Màu trắng, màu đỏ, màu hồng, màu nâu, màu cam, màu ghi, màu đen và màu sữa, 55.000 đồng một áo, em qua mẫu luôn ở đây. Và bây giờ em sẽ lên cho mọi người một cái áo sơ mi cực kỳ đẹp ngày hôm nay. Thật sự nó rất là hay, là lên áo phông này trước nhỉ. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm, hôm nay là một cái hôm cực kỳ nhiều hàng đẹp luôn. À có cả cái áo này cũng đẹp này, cái áo này cũng rất là đẹp này. Ôi nhưng mà chắc là tí nữa em mới lên được áo này này. Áo này cũng đẹp vãi trưởng luôn, mọi người thấy chưa? Áo này thì sẽ mặc với cả cái quần bò mà lúc nãy em mặc này, hoặc là áo này mọi người sẽ mặc với lại là chân váy, nhưng mà thôi tí nữa em lên sau, từ từ. Còn cái áo phông kẻ này là cái hôm là gọi là cái áo nổ đơn luôn, nhưng mà bây giờ em đang hơi bị lan man, em lên cho một cái sơ mi này. Thề, đẹp vãi trưởng luôn, mọi người nhìn cái màu này, trời ơi em mặc cái màu này đi. Hay là em mặc cái màu này đi. Thôi em mặc cái màu này đi nhá. Và em sẽ mặc cho em xin bảo màu tắc ta luôn. Tắc ta ngày em tặng các chị luôn. Em đã bảo là hôm nay là livestream rẻ nhất, cho nên là tranh thủ mua nhá. Được chưa? Yếm kèm size, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em qua mẫu luôn. Em qua mẫu luôn, qua mẫu luôn. Rồi cho em xin bảo màu quần tắc ta, tặng luôn. Năm ngoái em bán các chị quần này bao nhiêu? Em bán hình như 85.000 đúng không? Về sau là 79.000 đúng không? Chính xác chưa nào? Quần tắc ta hôm nay đã về đủ màu và đủ size. Quần tắc ta nhà em đủ màu và đủ size. Em chốt cho các chị hôm nay trong live ngày hôm nay là bao nhiêu ạ? Quần tắc ta em có màu xanh lá này, màu kem này, màu vàng này, màu hồng này, màu đen và màu nâu. 75.000 đồng một quần. 75.000 đồng một quần tắc ta. Và bây giờ sẽ mặc vào cái sơ mi này luôn, được chưa? Nhanh 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 lên mọi người, yếm hết sạch hàng rồi. Em nói thật mọi người là em chỉ nhập thử có 200 yếm thôi. Tại vì tầm này ế vãi cả trưởng rồi, có biết bán được hay không đâu, nhập thử có 200 yếm thôi. Biết mà nhiều người mua cái này thì em nhập mẹ 1.000 yếm luôn rồi. Nay có lên, nay không lên sơ mi cổ tàu à chị? Có chứ, cổ tàu có chứ. Nhưng mà tí nữa bây giờ em lên cái hạng mới trước đi đã này, xong tí tặng mọi người cái áo này cũng xinh này. Áo này xinh cực, đáng yêu vãi, tí nữa tặng luôn giá
60 mấy nghìn thôi, rẻ lắm luôn. Thế rất là rẻ. Yếm bán sao linh dạ có 188.000 đồng một yếm thôi chị ơi, hai size và hai màu chị nhá. 188.000 đồng một yếm. Yếm có hai màu, anh đứng dậy treo lại luôn cho em cái set yếm này đi. Cái áo phông trắng này lồng cái yếm nâu vào cho em phải treo lên cho khách nhìn anh ơi. Trời ơi. Áo này cho em hỏi tí, các chị thấy ai livestream chưa? Em hỏi thật, các chị thấy ai livestream chưa? Hàng đỉnh luôn, hàng này hàng loại đẹp luôn đấy, hàng loại đẹp không phải hàng loại vừa tiền đâu. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người. À quần này thì em sẽ mặc với quần này đi, màu này đi. Áo này thì em sẽ mặc với quần màu kem này đi cho nó nổi được chưa? Quần tắc ta nha. Yếm bán 200k chị cũng mua chị ơi. Em không đến 200.000 luôn, nhà em ở đây không có cái gì đến 200.000. 188.000 chị ơi. Và em cam kết này, em không cam kết yếm này em bán rẻ nhất, nhưng em cam kết yếm này em bán hàng đẹp cho các chị luôn. Hàng đẹp gần như em nghĩ là nhất trên thị trường đấy. Không biết có hàng nào đẹp hơn, nhưng mà theo con mắt của em là trời ơi sao hàng hôm nay đẹp quá vậy trời. Mặc cái này thì chết mẹ rồi. Trời ơi khách chết tiền với em. Không thể nào mà cưỡng lại sự sung sướng này được. Sự sung sướng này là không thể kìm hãm được. Cái set em đang mặc này, cái áo sơ mi này chắc chắn em Linh sẽ phải lấy mặc. Nói điêu mất sạch lọc luôn. Hù sơ mi chị mặc đẹp quá. Em thề nếu như em không lấy sơ mi này mặc em mất sạch lọc chắc chắn phải lấy. Đây mới là gu em này. Em thích cái kiểu này kinh khủng em. Tức là mình em thì ít ít theo cái kiểu váy điệu lắm, nhưng mà em hay thích mặc mấy cái kiểu như này. Nó đơn giản, nó dễ mặc nhưng mà nhìn nó vẫn sang. Khách bảo là sơ mi chị mặc đẹp thế, có màu gì khác không? Lên luôn. Anh sơ mi gì đây? Má gì luôn anh ơi, nhanh lên, đẹp vãi trưởng luôn. Áo này mà mặc đi biển này, mặc đi du lịch này, mặc đi làm công sở, mặc đi quần què gì cũng đẹp luôn. Em nghèo mất chị Linh ơi, trời ơi chị dạo này nói thật là đang bị khủng hoảng tinh thần tí em ơi. Không em treo màu nâu đi, màu xanh ở đây có rồi, cái màu nâu ở đây này. Áo này sẽ gọi là gì đây anh ơi, nhanh lên. Áo thì đây, áo đẹp lắm, em thề. Mà chưa có một ai bán, chưa có một ai mặc. Có mỗi các chị mua ở nhà em là các chị được mặc trước thôi. Thiên hạ chưa có ai mặc đâu. Chất này không nhăn nhá. Chất này nó là cái chất thô nhưng mà nó mềm. Em không hiểu gì, em không biết diễn tả như thế nào. Nhưng khi mà nhân viên em treo lên đây là chưa hề là, là chưa hề là, nói điêu mất độc luôn, chưa hề là. Mà đeo từ túi ra là nó sẽ như thế này. Thì như thế này thì có nghĩa là không nhăn rồi. Chứ nếu mà nhăn là phải là rồi đúng không? Áo này sẽ gọi là gì đấy ạ? Áo á? Áo hả? Nghĩ cái tên gì mà A100 kèm màu và kèm số điện thoại. Đây chắc chắn phải là mã nổ đơn. A100 màu này cho em sẽ là màu nâu. A100 màu này cho em sẽ là màu trắng. Em mặc cả ba màu, các chị chết tiền với em cả ba màu luôn. A100 màu này cho em sẽ là màu gì đấy anh ơi? Màu này sẽ là màu rêu đi. Màu này sẽ là màu rêu. Hôm nay cái này sẽ là nâu này, cái này sẽ là trắng này, và cái em đang mặc sẽ là rêu. A100 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này 3.500 rồi, 3.600 rồi. Hiện tại em đang tặng cho bao nhiêu người? Em không biết, không biết bao nhiêu người, nhưng hiện tại em đang tặng cho mọi người 1.400.000 đồng rồi. Lên luôn 4.000 tặng 2.000.000. Em hứa là em phải làm nha. Em Linh hứa là em Linh phải làm. A100 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? Trời ơi, em nói thật với mọi người là bây giờ view 3.700 mà còn thấy hạnh phúc. Đúng là cái cuộc đời này không ai nói trước được một điều gì đúng không mọi người? Cháy đơn A100 rồi anh ơi. Chốt luôn cho em trong livestream này là bao nhiêu ạ? 154.000 đồng. 154.000 đồng. Đáng nhẽ ra những áo này bình thường nhá, em sẽ phải bán là hơn 160, nhưng em nói rồi, đây sẽ là like rẻ nhất từ ra Tết đến bây giờ luôn, hứa danh dự luôn. A100 màu này sẽ là màu rêu, A100 màu này sẽ là màu nâu, và A100 màu này sẽ là màu trắng. 154.000 đồng. Bắt buộc kiểm tra hàng trước mà bưu tá đứng ở đấy bóc hàng ra kiểm tra hàng sở chất. Thích thì ướm thử vào người, ưng thì mới lấy, không ưng thì hoàn hàng lại, được chưa? A100 kèm màu, em mặc sang màu tiếp theo. Em nói thật này, em mà mặc cả ba màu em sợ các chị lú luôn. Các chị đúng là thật sự là em mặc cả ba màu xong là các chị nghĩ một lúc ôi biết lấy màu gì luôn. Con Linh nó mặc cả ba màu, màu nào mình cũng thích, chắc chắn là như thế luôn. Nhìn cái form áo này, rồi xong màu rêu này, mặc tiếp sang màu nâu này, xong màu nâu em lại chơi luôn sang màu trắng này. Mọi người đừng có nghĩ là màu nâu già nhá. Em Linh mặc luôn nhá các chị xem màu nâu có già hay không này. Em mặc luôn nhá các chị xem màu nâu có già hay không nhá. Phải chia sẻ đủ lượt cho em nhé mọi người ơi. Nếu như mà lên 4.000 như em đã hứa, hứa là phải làm nhá. Như em đã hứa em tặng 10 người chia sẻ like nhiều nhất, mỗi người 200.000. Nhưng khi mà 10 người thì phải tương đương cho em, mỗi một người phải tương đương với 500 lượt chia sẻ, thì 10 người sẽ phải là tương đương với 5.000 lượt chia sẻ giúp em. Là mọi người phải chia sẻ đủ, em đã nói rồi, được chưa? Áo này không đẹp nên em nói thật là cho vả vào mồm luôn. Trời ơi, nhìn cái áo này. Mọi người đừng có nghĩ cái màu nâu, tổ sư áo gì mà áo nâu đi chùa. Không hề nha, không hề giống giống gọi là gì này. Mọi người nhìn giúp em này, thấy chưa? Không hề già đúng không? Đẹp mà, form áo này. Em ơi, nhưng mà thề nhá, nếu như chất này, nếu như chất này mọi người mặc mà mọi người thấy không mát ấy,
em cho mọi người hoàn hàng lại và vào đây bóc phốt em thoải mái luôn, được chưa? Nhận hàng sờ chất mà nếu cảm thấy chất này không mát vẫn được hoàn hàng lại và vẫn được vào đây bóc phốt em, được chưa? Ghi của em mã này sẽ là A100 nâu và cách số điện thoại. Quần tắc ta ngày hôm nay 75.000 luôn, năm ngoái em bán quần này 85.000 đúng không? 75.000 quần tắc ta kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Nếu như không đủ bạ 4.000 ấy thì 3.800 em vẫn sẽ tặng cho 7 người chia sẻ like nhiều nhất là tổng 1.400.000, à 1.600.000 chứ, 8 người chia sẻ like nhiều nhất là 1.600.000. Còn lên 4.000 là tặng 2.000.000, không phải lằng nhằng ngày nào cũng tặng. Ghi của em mã này sẽ là tắc ta xanh lá, tắc ta vàng, tắc ta hồng, tắc ta đen, tắc ta nâu và tắc ta sữa. Hai size SM từ 50 cân đổ, à từ 5, đây này, em đang mặc size S, từ 55 cân đổ về mặc size S, từ 56 đến 60 là 70 cân mặc giúp em size M. Quần tắc ta này 70 cân vẫn vừa luôn, form rất là to. Còn nếu mà để mặc đẹp thì 68 cân đổ về tắc ta kèm màu, 4.000 rồi. Tắc ta kèm màu, ủi tụt mẹ xuống 3.900 luôn. Không được rồi, mọi người phải lên lại đi. Tụt xuống luôn rồi. 75.000 đồng tắc ta kèm màu, không màu em đang mặc không phải màu trắng, màu em đang mặc là tắc ta kem, tắc ta nâu, tắc ta đen, tắc ta hồng, tắc ta vàng và tắc ta xanh lá. Em chốt trong like là 75.000. Còn áo em đang mặc là 4.000 trong lại tụt. Tổ sư, cái mắt này có kiểu gì, anh treo lại luôn cho em cái màu gel nhanh lên anh ơi. Được chưa? Chị Ngọc Bích lên số điện thoại giúp em. Mọi người đặt hàng nhà em bắt buộc phải lên số điện thoại, nếu không có số điện thoại là không có đơn, được chưa? Mã này sẽ gọi cho em là A100 trắng. Màu này cho em sẽ là A. Linh ơi cho chị cả ba màu, em hứa với các chị luôn này. Nếu như em không lấy áo này mặc thì không phải là em, là cái điều cái chắc. 3.900 đẩy lên 4.000, giữ cho em 1 phút chứ không phải nhiều đâu. Giữ được 1 giây thì em phải là sống như thế nào. Ghi hiểu em mã này treo lại chưa? A100 trắng, màu này A100 nâu và một màu nữa là A100 đen. 154.000 đồng và bắt buộc kiểm tra hàng rồi mới trả tiền nhá. Nhắc lại một lần nữa này, bắt buộc kiểm tra hàng rồi mới trả tiền nhá. Em thề luôn, cái áo này hôm nay phải nói là bùng nổ luôn, mọi người thấy chưa? Ba màu, màu nâu em đang mặc. Nếu như em không mặc mẫu, nhiều khi các chị nghĩ là ủa nâu này nâu đi chùa, ai mặc cái áo này? Dạ không nha, hơi bị đẹp luôn. Còn nếu như da ai không trắng lắm thì lấy sang cái màu này, nếu không thì lấy cái màu trắng là dễ mặc nhất. Và em có cần mặc màu trắng nữa không ạ? Em Linh có cần mặc màu trắng nữa không ạ? Hay là thôi ạ, chứ quá trời đơn như thế này lấy gì mà giả các chị. 65 cân vừa không? Em bao vừa thoải mái đến 65, 68 cân nha chị ơi. Ê ơi, 4.000 một phút thôi này mà tụt 4.000 mất rồi, khả năng rất là cao là phải tặng, là được tặng mọi người ha. Không phải là phải tặng đâu, mà là được tặng. Em mong muốn được tặng các chị. Bây giờ em đóng thùng vào xem nhá. Đây em đóng thùng vào cho các chị xem này, đóng thùng cũng cực kỳ đẹp. Tắc ta này ngày hôm nay là 75.000. Yêu ơi, 75.000 em đã ở đây sẽ là cái livestream rẻ nhất từ ra Tết đến bây giờ. Bởi vì bán ế vãi cả trường ra rồi, yêu ơi, ế đến khủng hoảng tinh thần luôn rồi. Đây mọi người thấy chưa? Đóng thùng này. Quần tắc ta này là bao nhiêu ạ? Tắc ta gì ạ? Kem, tắc ta gì ạ? Xanh, tắc ta gì ạ? Vàng, hồng, đen và nâu. Chốt trong like là 75.000 đồng. Mặc trắng đi em ơi, ok chị luôn. Đối với màu trắng thì em sẽ mặc với quần tắc ta màu đen luôn. Tắc ta hôm nay 75.000 tất tay. Muốn chơi kiểu gì chơi các chị ơi, muốn mua bao nhiêu cái cũng được, rẻ lắm luôn đây này. Nếu như mà áo trắng thì em sẽ mặc với tắc ta đen, được không? Đó, như thế này cho em này. Trời ơi, nhức cái nách luôn. Em qua mẫu luôn nha các chị ơi. Yếm đi chị, yếm vừa lên đầu livestream rồi em ơi. Hơn 500 đơn yếm. Nhưng mà cái áo này này, em ơi, kể cả mặc với quần Ngô Thái này cũng đẹp nhá. Cái quần Ngô Thái em đang mặc đây mọi người thấy chưa? Có 38.000 đồng một quần. Nhưng cái áo nó đẹp, mặc với cái quần 38.000 nó cũng đẹp cơ. Cái kiểu đây này mọi người thấy chưa? Đó, cái áo nó đẹp, mặc với cái quần 38.000 cũng đẹp. Ai có đơn thì nhớ dồn cái quần 38.000 này vào. Quần này ghi cho em là Ngô Thái 38.000. Úi giời, hôm nay cái váy này cũng đẹp vãi trưởng luôn. Em đăng lên khách cũng hỏi nhiều. Sau mã đấy sẽ là mã này, ok chưa? Nhanh lên cho em nào, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em. Lâu lắm rồi mới view cao thế này đấy. Em ơi, ngày trước nhá, em thề với mọi, không phải ngày trước mà là trước Tết ý. Ngày nào mà 4.000 người xem là buồn. Trời ơi, phải 6-7.000 các thứ. Bỏ ghim đi shop khó nhìn quá. Chị ơi, phải ghim gì? Ghim cái váy gấu xinh quá đấy á. Trời ơi, phải anh ghim lại cái bình luận comment mã cách số điện thoại anh ơi. Đây này, kể cả áo này mặc với quần đen cũng rất là đẹp. Trời ơi, cái set này các chị không mua là em buồn các chị lắm này. Trời ơi này, các chị thấy em mặc set này xinh không? Đây em đang mặc quần tắc ta đen, em đang mặc áo A100 nâu. A100 này các chị nhất định phải lấy, mỗi người ít nhất một cái thôi. Mua một cái xong đẹp, quay lại mua thêm cho em một cái nữa được không ạ? A100 kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Trời ơi, cái tay này, cái tay nó cũng xinh. Đây này mọi người thấy chưa? Này nhìn cái tay nó bồng này và nó lỡ lỡ ở đây, nó không dài hẳn, nó không ngắn hẳn, nó lơ lơ lửng lửng thế này. Bây giờ em sẽ mặc sang màu trắng nhá. Nhanh lên. Em nhận hàng rồi, đẹp lắm mà. Ok, cảm ơn Cẩm Nguyệt rất là nhiều. Đặt hàng mã cách số điện thoại, dồn đơn cũng mã cách số điện thoại, treo lại cho em màu nâu luôn anh ơi. Em mặc sang màu trắng. A100 và tắc ta. A100 và tắc ta. Và đối với lượt view này em không cần phải nói nhiều này. Bây giờ để xem được bao nhiêu lượt chia sẻ đã nào. Em hứa tặng là đương nhiên em phải tặng.
mà em tặng là ngày mai em công bố game luôn chứ không phải là ấy đâu. Đây bây giờ xem từ từ để em xem được bao, hình như mới được có 1.900 lượt chia sẻ thôi á mọi người. Em tặng 10 người là mọi người phải chia sẻ cho em đủ bao nhiêu ạ? 5.000 lượt mà bây giờ mới được có 1.900. Mọi người phải chia sẻ lên giúp em. Mà em nói này, cái view là cái khó, còn cái tổng lượt chia sẻ chả có gì khó hết. Tức là cày cho được cái view lên nó mới là khó. Chứ còn bây giờ view đủ rồi, các chị chia sẻ nữa, đủ lượt chia sẻ nữa là được. Nên là chia sẻ đủ 5.000 lượt cho em thì em mới tặng được 10 người mọi người nhá. Chứ em hỏi mọi người chia sẻ cho em được có 1.000 mấy lượt mà em bỏ ra 2 triệu em tặng mọi người, có phải là quá thiệt thòi cho em đúng không ạ? Áo này sẽ ghi giúp em là A100 trắng. Và mọi người đừng, không cần phải hỏi em là Linh ơi chất này có mỏng hay không, nhìn phát biết luôn này. Em đang mặc áo dây đen và không bị lộ đúng không? Chất này, này em nói luôn này, nếu như nhận hàng kiểm hàng mà chất nóng thì các chị vẫn được hoàn hàng. Tuy nhiên các chị còn có quyền quay vào đây và bóc phốt thêm một lần nữa rằng là tao kiểm hàng, tao thấy nóng, tao hoàn hàng lại nhưng vẫn được bóc phốt. Bởi vì em tự tin là chất này quá đẹp, bà nào khó tính nhất cũng sẽ thích luôn. Đều đồ đẹp dã man chị ơi, cảm ơn em rất là nhiều. A100 trắng và cách số điện thoại. Và em đang mặc quần tắc ta đen, kẹp lại cho em màu sữa lên anh ơi, kẹp là màu kem luôn. Em đọc lại bảng màu quần tắc ta một lần nữa, em đọc lại bảng màu A100 một lần nữa, sau đó em qua mẫu luôn ở đây được chưa? Ghi của em mã này sẽ là quần tắc ta gì ạ, màu đen, 2 size SM, 55 cân đổ về, mặc giúp em size S, từ 56 đến 70 cân mặc giúp em size M. Tắc ta em chốt trong line này là 65.000, áo hết 75.000 đồng một quần, 75.000 đồng một quần tắc ta. Còn áo em đang mặc sẽ là A100, em chốt trong line này là 154.000. Em cam kết chuẩn hàng như thế này và em cam kết với các chị là thị trường chưa có một ai bán mã này hết, có một mình các chị mặc thôi, được chưa? Tắc ta màu này sẽ là nâu, đây sẽ là hồng, đây sẽ là vàng, đây sẽ là xanh và đây sẽ là kem. Và màu em đang mặc trong người thì sẽ là tắc ta đen là màu đắt hàng nhất, 75.000. Còn với áo em đang mặc là 152.000. Em đọc lại bảng màu áo em đang mặc một lần nữa, sau đó em link qua một cái mã váy cũng đẹp vãi trưởng luôn. Em đã nói mọi người rồi đây này, áo này sẽ ghi giúp em là A100 nâu, màu em đang mặc sẽ là A100 trắng và màu này cho em sẽ là A100 rêu. Em nói lại một lần nữa là áo này kể cả nhận hàng kiểm hàng mà sờ chất xấu, kể cả hoàn hàng lại rồi vẫn được quyền quay lại đây bóc phốt em Linh, được chưa? Ghi của em mã này sẽ là A100 kèm màu và kèm số điện thoại, 152.000, hết sạch hàng qua mẫu luôn nha các chị ơi. Lên cho mọi người một mã tiếp theo. Một cái mã váy này mà em đăng lên rất nhiều khách comment, bởi vì lâu rồi bây giờ em cũng không bán nhiều váy, nhưng mà mỗi mã váy mà em lấy em cân nhắc rất là nhiều. Cân nhắc rất là nhiều tại sao ạ? Tại vì là phải chọn được một cái mã váy nào mà thật sự em cảm thấy ưng ý và cảm thấy là khi mà mình tung ra nó sẽ đắt hàng, chứ em không nhập tà tràn lan quá nhiều mã mọi người nhá. Chia sẻ lên cho em đủ 5.000 lượt. Còn với lượt view bây giờ thì không phải nói nhiều nữa, tặng 10 người chia sẻ like nhiều nhất mỗi người 200.000 đồng, tổng là 2 triệu đồng ngày hôm nay. Kể cả không mua hàng nhà em vẫn chơi game bình thường, vẫn tặng quà bình thường chứ không phải là khách hàng thì mới được tặng nha mọi người nhá. Và phải chia sẻ đủ 5.000 lượt giúp em, nhưng kéo dài từ bây giờ đến khi em tắt like là còn 2 tiếng rưỡi nữa thì thoải mái cho các chị chia sẻ đủ 5.000. Các chị cứ chia sẻ một lúc xong nghỉ một lúc rồi chia sẻ tiếp để tránh trường hợp bị chặn. Cứ chia sẻ một lúc này, 10 15 phút sau, 30 phút sau vào chia sẻ tiếp. Trước khi em tắt like là được, là tổng lượt 10 người nhiều nhất mỗi người được 200.000. Được chưa? Bây giờ em sẽ lên váy này cho các chị đẹp chưa? Còn quần em đang mặc sẽ là quần tắc ta 75.000 đồng qua mẫu luôn. Trời ơi cái áo này này. Em sợ là em phải lấy mỗi màu một chiếc thật. Tủ quần áo của em bây giờ kín rồi, mới mà kín rồi. Trời ơi, không biết là bao nhiêu đủ, bao nhiêu cái tủ cho đủ quần áo của em luôn. Đi mua quá trời mua. Đây này, quần tắc ta em đang mặc size S, mọi người nhìn thấy chưa? Mác là size S này, 55 cân đổ về là size S, từ 56 đến 70 cân là size M. Tắc ta đen 75.000. Không có năm nào không bán. Quần tắc ta này em bán năm nay năm thứ tư rồi. Và ngay bây giờ em sẽ lên cho một cái váy này. Trời ơi là trời, đẹp quá. Anh ở bây đầu like tập trung chốt ấy đi anh ơi. A100 kèm màu và kèm số điện thoại. Áo kẻ đen đúng không? Áo kẻ đen. Còn quần Q5 không chị ơi? Quần Q5 thì em vẫn về và vẫn hết. Và vẫn về và vẫn hết đấy chị. Lên set thỏ hồng đi chị ơi. Ok, chờ em chút em lên cái váy này đã. Váy này đẹp lắm. Thầy váy này rất đẹp luôn. Đây này. Trời ơi, chưa mặc đã biết đẹp rồi này mọi người ơi. Mọi người thấy em mặc váy này đẹp chưa? Chốt đơn đi nè. Chả chốt đơn đi còn gì nữa, bây giờ em cúc vào cho mọi người coi này. Đấy, mọi người thấy chưa? Hot girl mặc đẹp không? Hot girl mặc mua hàng nhà chị rẻ, đẹp mà lại rẻ nhất luôn. Cảm ơn em rất là nhiều. Hot girl mặc đẹp nó là điều đương nhiên. Mà em vừa xấu này, bụng thì béo này, tuổi thì gọi là có tí tuổi rồi này, ba mấy tuổi này mà mặc vẫn đẹp thì chắc chắn là các chị mặc đẹp, được chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là, đối với cái mã này thì em sẽ đi giày búp bê cho nó nữ tính nha mọi người. 1m49 mặc váy này được không? Chắc chắn là được rồi. Váy này gọi là gì anh ơi? Đẹp lắm anh ơi. Váy này có cái ly ở đây hay gọi là váy ly nhỉ, hay gọi là váy gì? Từ từ nha mọi người. Hai bên có túi này, bầu bí ban trên thoải mái đến 68-70 cân. Váy này không nổ đơn, không lấy tiền luôn. Mã này sẽ ghi giúp em là V mấy đi anh cho nhanh. V8 có chưa? Hay là V4 có chưa? V4 đi, V4 có chưa?
Wow, 4.900 rồi. V4 kèm màu và kèm số điện thoại. V4 màu em đang mặc sẽ là màu bò. Và V4 màu này cho em sẽ là màu đen. V4 kèm màu và kèm số điện thoại. V4 kèm màu và kèm số điện thoại. Nghe giá luôn. Kiểm hàng trước khi nhận. Em nhắc lại một lần nữa này. Đây sẽ là like rẻ nhất. Từ ra Tết đến bây giờ em chơi tức tay với các chị, giá nào cũng bán luôn. Được chưa? V4 này em mới về sẵn 150 chiếc thôi. Và đương nhiên là sẽ về thêm, nhưng phải chờ. Ưu tiên ai chốt trước thì đi đơn trước, ai chốt sau thì đi đơn sau. Mọi người nhá. V4 kèm màu và kèm số điện thoại. Và chất này là chất gì? Mọi người nhìn vào đây giúp em này. Nó là cái chất kiểu như tổ. À không phải, gọi là cũng không hẳn là tổ ong, mà nó hơi kiểu, nó sao nhỉ. Tóm lại là mọi người cứ kiểm hàng trước khi nhận đi. Chất đẹp thì mới nhận. Phong to này, bầu ý bon chen được này. Hai bên có túi này. Và chốt giá luôn giúp em. 174.000 đồng. 174.000 đồng chốt nhanh giúp em. Váy này ghi giúp em là V4 màu gì ạ? V4 màu bò. Và mã này ghi giúp em là V4 màu đen. 174.000 đồng. Với cái lượt view và với cái lượt comment này, em tự tin váy này em phải bán 800 chiếc ngày hôm nay thật sự luôn. Và 4.800 chị đang xem livestream ở đây, nghe rõ giúp em này. Hiện tại ở livestream này, shop Linh Zin đang tặng cho 10 người chia sẻ livestream này nhiều nhất, mỗi người 200.000 đồng. Tổng số lượng tiền em tặng là 2 triệu đồng cho 10 người chia sẻ livestream này nhiều nhất. Và đủ 5.000 lượt chia sẻ từ tính từ bây giờ đến khi em tắt livestream. Cho nên mọi người cứ chia sẻ từ từ thôi, 10-15 phút lại vào chia sẻ tiếp, 10-15 phút lại vào chia sẻ tiếp. Trước khi em tắt livestream là được, là vẫn đúng thể lệ. Và sáng ngày mai em sẽ công bố mini game. Mọi người nhớ bấm theo dõi page để biết là mình có trúng game hay không nhá. Ví dụ em mã này sẽ là V4 bò. Bò này mà bò chứ. Bò này. Vừa nãy em đọc bò, khách đang comment cho em xin cốc nước đi. Em có mang trà ra ấy. Đây này, pha em cốc trà. Em mặc sang màu đen luôn để em qua mẫu nhá. Em không đẹp như mấy hot girl nhưng em mặc gì cũng thấy đẹp. Yêu ơi, yêu thế. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em mặc cả màu đen luôn nhá. Em mặc cả màu đen cho chị luôn, cho các chị luôn nhá. Cho em hai quần cỡ S cái gì cơ? Hai quần gì cơ? Comment đúng cú pháp giúp em với. Áo phông sọc sau bao nhiêu? Mọi người hỏi áo này nhiều ghét cả người luôn. Áo này gọi là kẻ nâu và kẻ đen, 76.000 đồng một áo. Riêng áo này hôm nay không bán trên 1.000 con, em đi đầu xuống đất luôn nha. Bây giờ em sẽ màu này sẽ là màu bò, kiểu như là rêu bò, và sẽ gọi giúp em là màu bò, V4 màu bò nhá. Mọi người comment bò giúp em đi ạ. Mà ai mà lỡ comment nâu rồi thì cũng được, tại vì em cũng chỉ có một ánh này thôi, không có ánh khác để nhầm đâu nhá. Ví dụ như là nó có cả nâu cả bò thì còn nhầm, còn cái này chỉ có một màu này thì cũng không nhầm được đâu. Và mọi người đừng quên là tất cả những ai có đơn, em khuyên tất cả các chị này dồn một quần ngũ thái này vào 38.000. nhưng mọi người đừng nghĩ rằng là 38.000 thì bên em bắt các chị phải lấy hàng. 38.000 vẫn được kiểm hàng, vẫn được sờ chất, nếu như không đẹp vẫn được hoàn hàng lại cho bưu tá đối với một cái quần ngũ thái 38.000. và cái quần đó như thế nào thì nhìn em đang mặc đấy. Em đang mặc quần 38.000 đây này, được chưa? Một cái quần ngũ thái nhà em ba thế hệ, từ mẹ đẻ em này đến em này và đến gì ạ? Cháu em, hai đứa cháu gái, một đứa lớp 3, một đứa lớp 5 đều mặc cái quần ngũ thái này, đều mặc. Và nó đi học ấy, em bảo nó là mặc cái váy này đằng trong, à, mặc cái quần này đằng trong, tại vì đi học phải mặc đồng phục mà có chân váy ấy, là sẽ mặc cái váy này đằng trong cho nó kín đáo, cho nó thoải mái ấy mọi người. Đẹp chưa? Màu đen này, đấy, màu nào cũng đỉnh luôn. V4 kèm màu và kèm số điện thoại. V4 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là yêu ơi, xếp đồ đằng sau bao nhiêu ấy, yêu từ từ chờ yêu một tí đi chị ơi, bình tĩnh nhá. Từ từ rồi em sẽ lên, còn rất là nhiều hàng hay ho ngày hôm nay. Ghi cho em mã này sẽ là gì ạ? V4 treo lại luôn cho em cái màu bò đen ơi. V4 màu em đang mặc sẽ là màu đen. Giày búp bê em đang đi, em chốt trong live này hôm nay này, chốt cho các chị là 258.000 một đôi. 258.000 đồng một đôi giày búp bê. Full 3 màu kem nâu sữa, full 5 size. Tuy nhiên là màu kem size 37 và màu sữa size 36 là bên em đang hết hàng, và phải 20 ngày nữa hàng mới về cơ. Thành ra là trừ 2 size đó ra, ngố thái này mặc thích lắm, mặc nhẹ như không mặc luôn. Em cảm ơn chị An Hiên rất là nhiều. Không có ngày nào nhà em đi dưới 500 người ngố thái, gần như là khách nào cũng chốt luôn á. Ghi hiểu em mã này sẽ gọi cho em là V4 màu bò, và màu em đang mặc sẽ là V4 màu đen. Thiết kế của váy này như thế nào mọi người nhìn vào đây này, tức là nó sẽ có như này. Nó là một cái váy suông nhưng nó có hai cái đường ly ở đằng trước và gì ạ? À đằng sau không có, có hai đường ly ở đằng trước. Phần cổ là nó máy này, nói chung là rất là xịn sò. 100 bao nhiêu ạ? Váy này là 100 bao nhiêu anh nhỉ? 74.000 đồng. V4 bò và V4 đen, em qua mẫu luôn ở đây, được chưa? Niếm bò này lúc đó em lên rồi, nổ đơn cháy hàng rồi, hết hàng rồi các chị ơi. Thôi em không lên niếm bò nữa đâu. Và quần ngố thái cho tất cả các chị dồn đơn. Rồi bây giờ cho em xin cái phông này tặng các chị luôn này, cái phông rẻ vãi cả chưởng đây này. Con này này đang lúc view cao này, tặng mọi người con này em thề luôn, không rẻ, không lấy tiền. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người một cái màu thật là xinh đi. Em sẽ mặc cho mọi người cái màu, gọi là cái màu, màu gì nhỉ? Mọi người ơi, mặc cái màu này nhá, cái màu này cho nó khác bọt đi. Hay là màu đỏ, hay là màu trắng nhỉ? Hay là em mặc màu trắng nhỉ? Hay là mặc màu đen? Trời ơi, em thề là không biết màu nào, vì màu nào cũng đẹp luôn. Ok,
em qua mẫu tiếp theo nha mọi người nha. Em link qua mẫu tiếp theo. Dép trắng em lên rồi, dép trắng em chốt trong live chỉ có, dép trắng ngày hôm nay em chốt trong live chỉ có bao nhiêu ta? 94.000. Em ở đây là rẻ, live rẻ nhất trong cái cuộc đời. Cái quần này là 38.000, cú pháp là ngố thái cho tất cả các chị dồn đơn, ngố thái cho tất cả các chị dồn đơn. Và em đang mặc là mã là V4 chị ơi. Trời ơi đẹp quá. Vậy lên cái gì? Em lên cái đấy nhá. À và mọi người đừng quên để treo lại cho em cái áo kẻ đi anh ơi. Áo này mọi người chốt điên loạn từ đầu livestream. Áo kẻ nâu và áo kẻ đen 76.000 đồng một áo, 76.000 đồng một áo. Và hôm nay em có một cái mã quần bò cực kỳ đẹp luôn. Đó là quần này. Quần này ghi cho em là quần đẹp. Quần đẹp này em chốt trong live có bao nhiêu ạ? 145.000. Mua được ở đâu bằng tiền em cho các chị hoàn lại. Còn bây giờ em sẽ mặc cái áo này đi cho nó xinh. Áo này xinh này, mặc cái màu này đi cho nó nổi. Ok không? Áo này mặc màu này đi cho nó nổi. Áo này gọi là áo gì ta? Xinh lắm ấy mọi người, đây này, xinh thế. Mặc với cái gì anh ơi? Mặc với lại quần tất ta tiếp à hay là a? À, ui, hôm nay còn có cả cái váy này này. Váy này người ta nhớ em sale. Cái này là người ta nhớ em sale chứ hàng nhà em là hết sạch rồi. Đi vào mắt lộc luôn, váy này nhìn người ta nhớ em sale. Thì bây giờ áo này sẽ mặc với áo này sẽ mặc với quần bò đi nhở? Hay là mặc với cái gì trước ta? Thôi mặc cái quần Q5 này đi. Q5 này nhà em rất là đắt hàng đây. Q5 này đây. Em sẽ mặc với Q5 này đi. Sau đó thì em sẽ lên cái chân váy kia và sẽ mặc với một cái áo cũng rất là xinh. Mọi người chờ em một chút. Nói chung live stream ngày hôm nay mà mọi người bỏ lỡ, đó là một điều đáng tiếc. Em nói thật, hôm nay nhiều hàng đẹp lắm luôn. À, có khi mà đây là cái live mà nhiều hàng đẹp nhất từ ra Tết đến bây giờ, thật sự ấy. Mọi người thấy em lên từ nãy giờ mã nào cũng đẹp đúng không? Mã nào cũng chốt đơn điên loạn luôn đúng không? Có công nhận với em không? Chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em. Sơ mi trắng lúc nãy chị mặc mã là gì? Trời ơi em không dám quay lại cái mã đấy nữa luôn. Mã đấy gọi là A100. A100 mà em thề với chị là trời ơi khách chốt mà cái lúc đấy view thấp hơn bây giờ. Bây giờ mà lên nữa chắc chết luôn. Bây giờ em lên quần Q5. Quần Q5 này em lên một cái livestream buổi chiều. Và ngày hôm đó là view của em chỉ được có cao nhất là 1.900 người xem. Có nghĩa là hôm đấy là một cái rất bán rất ế của em. Nói thật là như thế. Đây mọi người nhìn thấy link live em phải ăn thật nhanh để vào xem. Và em bán được 1.100 chiếc chiều ngày hôm đó. Nhưng mà em đó hôm đấy là ế. Vì view chỉ được có 1.900 người coi thôi. Bao nhiêu ạ? 138.000 một quần. Mua được ở đâu bằng tiền nữa, quay đây hoàn hàng cho em. 138.000 đồng một quần. Em thề sau khi em lên cái quần này 138, khách của em hỏi là chị bán hàng vì đam mê à, chứ sao bán 138.000. Đây quần bò đẹp, em cảm ơn chị rất là nhiều. Quần này ai đã nhận hàng rồi vào cho em xin một câu phản hồi. Tất cả những ai đang xem livestream ở đây đã nhận hàng cái quần này rồi cho em xin một câu phản hồi. Mã của nó sẽ là gì ạ? Q5 kèm size và kèm số điện thoại. Q5 em đang mặc ở đây là size S và nó là dáng bò bét ghi. Mọi người xem những cái phim Hồng Kông ngày xưa ấy mọi người ấy, mà người ta hay mặc mấy kiểu quần bò như này này, rất là đẹp luôn. Đang tắm cũng phải mở xem livestream này bà này nhá, đang cởi chuồng xem tôi livestream nhá. Chị Trâm Huyền lên số điện thoại giúp em đi ạ. Bây giờ em sẽ mặc cái áo này gọi là áo gì anh ơi? Áo hoạt hình, à, áo mặt cười được không? Nó đang cười đây này. Ok, áo mặt cười này. Thôi, hôm nay tất tay cái áo mặt cười đi này. Chưa bao giờ bán giá này luôn, hôm nay em chả tiếc cái gì với các chị đâu. Anh ghi giá cho em ngày hôm nay cái áo mặt cười này này. 61.000 đồng. Chả có cái áo phông nào ở đây 61.000. Tất cả phông hình nhà em ở đây không có một cái mã nào 61.000. Mặt cười kèm màu và kèm số điện thoại 61.000. Q5 đỉnh của chóp luôn. Đỉnh không thể không đỉnh đời không nẻ. Em cảm ơn chị bé Moon rất là nhiều. Em cảm ơn chị nha. Các chị đọc comment của Q5 bao nhiêu nhỉ? 1.100 này, làm trước là 900 nữa là 2.000. 2 livestream bán được 2.000 cái quần này. 2 livestream bán được 2.000 cái quần. Thì em hỏi mọi người em bán số lượng có lớn không? Lớn đúng không? Nếu mà để mà tính bán lẻ là lớn đúng không? Tại vì nhà em không bán xỉ. Mặt cười ném nay 61.000 đủ màu. Từ từ em đọc màu cho. Em đã bảo những cái áo này bình thường phải 364, 65. Nhưng em đã nói rồi. Ủa em kéo lên. Là gì ạ? Đây sẽ là livestream bán rẻ nhất từ đầu năm đến bây giờ. Bởi vì mấy hôm nay tương tác quá kém luôn. Em phải kéo lại tương tác thôi mọi người ơi. Mặt cười màu em đang mặc sẽ là ù là trời. Đây mọi người xét này trẻ không? Em 32 tuổi rồi nhá. Và vẫn thích mặc với cái phong cách như này. Và các chị 42 tuổi, 45 tuổi nếu thích vẫn mặc được. Miễn là mình thích. Mặt cười màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Mặt cười màu này cho em sẽ là màu vàng. Vàng nhở? Vàng. Mặt cười màu này cho em sẽ là màu đỏ. Mặt cười màu này cho em sẽ là màu đen. Và mặt cười màu cuối cùng cho em sẽ là màu nâu. Bóc hết ra cho em cái. Mặt cười kèm màu và kèm số điện thoại 61.000 đồng một áo mặt cười. 61.000 đồng cho khách chia sẻ livestream. Cho nên là ngày hôm nay nhá, kể cả là không gì ạ, không chơi mini game nhà em, mọi người cũng cố gắng chia sẻ cho em nhá. Bởi vì em bán một cái giá như một con ngã. Hả? Như một cái con gọi là một cái con ngã cây luôn ấy. Vì quá rẻ rồi. Thật sự là ngày hôm nay quá rẻ rồi mọi người ơi. Mặt cười kèm màu kèm số điện thoại. Q5 kèm size kèm số điện thoại. Bây giờ em mới bắt đầu tư vấn Q5 này. Q5 nhà em là một cái mã bò bét ghi. Như em đang mặc ở đây là size S. Và em có 3 size SML, size to nhất, thoải
mái cho các chị đến 64 cân đổ về mặc được. Và quần em đang mặc ở đây mã là Q5 và em bắt đầu tư vấn bảng size. Từ 50 cân đổ về mình mặc giúp em size S giống như em đang mặc, được chưa? Từ 50 cân đổ về mặc giúp em size S giống như em đang mặc. Từ 51 đến 56, 57 mình mặc giúp em size M. Từ 57, 58 đến 63, 64 mình mặc giúp em size L nha. Ghi giúp em mã này sẽ là Q5 kèm size và kèm số điện thoại. Mọi người nghe lại một lần nữa này. Hàng nhà em 138.000 đồng, chắc chắn là rẻ rồi. Nhưng bên em bắt khách phải kiểm hàng và ưng thì khách mới lấy. Cái thứ hai nữa là form nhà em là form to đến tận 64 cân. Chứ em không bán hàng form nhỏ 50 cân để các chị nói rằng là hàng rẻ, hàng form nhỏ. Không hề nhỏ nha. Em bắt đầu dơ lại bảng màu mặt cười một lần nữa này. Chốt nhanh giúp em này, tụt view của em rồi cố gắng chia sẻ lên. Để em kiểm tra xem được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Bởi vì đủ 5.000 là em tặng 10 người là tổng 2 triệu đồng đấy. Hôm nay em đã bảo là lâu lắm, trừ cái hôm lì xì ra thì chả có hôm nào mà em tặng nhiều như này cả. Cho nên là mọi người hoan hỉ, chia sẻ nhiều lên em một tí, thương em cho em vượt qua cái giai đoạn gọi là ế vãi cả trường này hộ em một tí nha mọi người nha. Cố gắng tương tác và chia sẻ livestream lên giúp em nha mọi người ơi. Ghi của em mã này sẽ là mặt cười, em xem được bao nhiêu lượt, máy này không xem được, hình như là tùy máy nó mới xem được hay sao ấy mọi người. 2.600 lượt chia sẻ mới được có một nửa thôi. Ghi của em mã này sẽ là mặt cười trắng, màu này cho em sẽ là mặt cười đỏ, màu này cho em sẽ là mặt cười nâu và màu cuối cùng cho em sẽ là mặt cười vàng. Em chốt trong livestream này là 61.000 đồng ngày hôm nay. Em qua mẫu luôn ở đây nhá. Bây giờ em lên cho mọi người. Quần này nhà bà form to, đúng rồi, chính xác. Không thì em to lắm, nhà em chỉ bán hàng form to, form nhỏ không bán được cơ. Và bây giờ sẽ lên một cái chân váy mà trước Tết em bán rất là đắt hàng và mặc với một cái áo cũng cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ like mạnh mẽ lên cho em nhá. Tụt view rồi. Mặt cười màu em đang mặc sẽ là màu trắng, mặt cười màu này sẽ là màu vàng, mặt cười màu này sẽ là màu nâu và mặt cười màu này cho em sẽ là màu đỏ. 61.000 đồng cho khách chia sẻ livestream giúp em. Q5 có mấy màu em ơi? Dạ Q5 chỉ có một màu duy nhất như em đang mặc thôi. Từ bây giờ đến khi em tắt livestream mọi người phải úi rồi nhặt lên hộ em. Từ bây giờ đến khi em tắt livestream mọi người phải chia sẻ đủ 5.000 lượt mọi người nhá thì em mới tặng được 10 người đấy. Chứ bây giờ mọi người mà chia sẻ ít mà em tặng nhiều thì thật sự là cũng quá bất công cho em rồi đúng không? Ghi hiểu em mã này sẽ là Q5. Ok em qua mẫu luôn. À em xin lỗi. Mặt cười. Ok, bây giờ em sẽ lên cái mã váy này. Ô quên. Em quên giơ cái mặt cười đen mọi người ạ, có cả màu đen luôn, quên mất này. Này xé cho cái này, nó băng dính này, được chưa? Cái chân váy lúc nãy em lấy ra đây đâu rồi nhỉ? Đây. Chân váy này trước Tết mình gọi nó là chân váy gì anh ơi? Chân váy nhăn phải không anh? Chân váy nhăn hàng Quảng Châu, phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam. Em hoàn cho các chị 50 lần giá trị cái chân váy này. Trước Tết em bán chân váy này là 160 mấy nghìn ấy, chắc chắn là trên 160.000, hàng Quảng Châu. Và nó là chân váy nhăn. Nhưng cái này bây giờ người ta nhờ em sale hộ, ngờ em sale hộ chứ em không nhập. Và hàng nhà em nếu như mà mọi người cách đây mấy like các chị xem á thì các chị sẽ thấy là em sale cái màu rêu, bởi vì em chỉ còn duy nhất 10 cái màu rêu hay là 20 cái màu rêu đấy. Còn màu đen với màu nâu là nhà em hết sạch rồi, mọi người nhớ không? Chân váy nhăn hôm nay là em được nhờ sale. Em chốt trong like cho các chị là bao nhiêu ạ? Ghi giá luôn hộ em 144.000 đồng, chuẩn hàng Quảng Châu. Em bán là 16 mấy nói điêu mất lọc luôn. Bây giờ là được nhờ sale nên là giá là 144.000 đồng. Tranh thủ chốt đơn nhanh giúp em. Bây giờ em sẽ lên luôn cho mọi người chân váy nhăn này. Đây là nhờ sale, được nhờ sale. Còn trước Tết mọi người mua cái này còn không có hàng cơ. Mọi người trước Tết mọi người nhớ không? Mặc set thỏ hồng đi. Ok, chờ em một tí. Bây giờ em mặc cái chân váy nhăn này đã. Chân váy nhăn này là hai màu đen nâu. Người ta nhờ em sale hai màu đen nâu này thôi. Tức là chắc là kiểu hàng về muộn xong là không chốt kịp, không bán kịp trước Tết ấy. Chứ bây giờ là phải sale ấy mọi người, không phải để đến mùa đông năm sau. Đây mọi người thấy chưa? Chân váy nhăn mới em đang mặc sẽ là màu đen. Và kể cả này, chân váy nhăn mặc với áo phông vẫn xinh luôn. Nhưng em sẽ mặc cho mọi người với một cái áo này còn xinh hơn. Đây này, anh lấy cho em cái này màu nâu đi. Lúc nãy đầu live em định mặc nhưng mà ở đâu rồi. Đây này, treo lại cho em cái màu nâu. Cái áo này, áo này cũng là mã mới nhất của bên em luôn. Mã này sẽ gọi cho em là 3 phân được không? Nó giống như 3 phân ý, được không? Hay là gọi là cái gì? A mấy đi, anh nghi mã luôn không? Em này, em sẽ mặc với màu em sẽ mặc váy đen với cả áo nâu. Đưa cho em cái áo nâu này luôn, không cần phải treo nữa. Mặc xét yếm đi chị, tí nữa chị ơi, lúc nãy em lên xét yếm rồi và mọi người chốt rất là nhiều và một tí nữa em mới quay lại được nhá. No ở dividend, ok. A mấy? A9 và cách số điện thoại, bây giờ em lên luôn. Qua mẫu mặt cười nhá, mặt cười chỉ có 61.000 thôi. Và em mới chỉ có sẵn có 200 con thôi. Nên là mọi người tranh thủ chốt nhá, không là mọi người sẽ phải chờ lâu ấy. Nói thật, cái áo này 61.000 em được mấy nghìn một cái áo thôi. Nói thật lòng luôn đấy, 61.000 được mấy nghìn một cái áo thôi. Đây này, chân váy này sẽ là chân váy nhăn hàng Quảng Châu. Chất liệu nó là chất liệu nhung nhưng mà nó xếp nhăn như này. Chất liệu của nó là chất liệu nhung nhưng mà nó xếp nhăn như này mọi người ơi. Nó là hàng Quảng Châu nhá, phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam, đền tiền 100 lần luôn. Dép chị đang mặc bao nhiêu? Dép em đang đi là dép trắng 94.000 đồng. Em có bán nha các chị, bán rất là nhiều từ đầu live đến bây giờ.
giờ. Ví dụ em mã này sẽ là lép trắng 35, 36, 37, 38 và 39. Em chốt trong line này là 94.000 đồng. Các chị tranh thủ chốt đơn. Áo dây thái em đang mặc là bao nhiêu? Áo dây thái em đang mặc là 25.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Quần ngố thái là 38.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Và bây giờ em sẽ mặc cái áo này này, A9, và cách số điện thoại áo này 70 cân cũng vừa. Mọi người nhìn form này, đây này, mọi người thấy chưa? Mọi người nhìn form hàng em này, đó, trời ơi, mặc vào thấy con Linh nó nữ tính chưa? Các chị thấy em nữ tính chưa? Này, áo giãn thoải mái đến 70 cân đổ về mặc được, trời ơi, mặc này. Em thề là nhìn em quá nữ tính luôn, chứ không phải nữ tính, trời ơi, sao hàng hôm nay kiểu gì ý? Cái má thì cũng đẹp luôn á, hàng hôm nay không hiểu kiểu gì. Túi này ghi cho em là túi xích, em chốt trong line này là 194.000. Đây, mọi người nhìn cái set em đang mặc này, trời ơi, cái áo này này, rẻ mấy chục nghìn luôn, nhưng mà rẻ nhưng mà có võ nha, đẹp vãi trường. À, đây sẽ gọi là A9 đúng không anh? Ok, em chốt trong line A9 này là bao nhiêu? Từ từ em phải check lại giá cái. Hôm nay bán rẻ lắm, rẻ rẻ nhất từ trước đến bây giờ luôn. Cho nên là em phải check lại giá, không em bán nhầm giá là chết mẹ em luôn ấy. Từ từ nhá mọi người, chờ em một giây thôi. Ok, 80 mấy nghìn ạ? 82.000 đồng một áo. 82.000 đồng một áo, mọi người tranh thủ chốt đơn. 82.000, 82.000 đồng một áo. Cú pháp cho em sẽ là gì ạ? A9. A9 màu em đang mặc sẽ là màu nâu. A9 màu này cho em sẽ là màu đen. A9 màu này cho em sẽ là màu bò. Và A9 màu này cho em sẽ là màu trắng. Em nói thật này, trong tủ đồ các chị đừng có thiếu cái áo này. Em nói thật lòng luôn đấy. A9 80 mấy, em vừa đọc 83 hay 82? 82.000 đồng A9, em bao vừa 70 cân đổ về mặc vừa, không vừa em cho các chị hoàn hàng lại. A9 màu em đang mặc sẽ là màu nâu. A9 màu này sẽ là màu đen 82.000. A9 màu này sẽ là màu bò. Và A9 màu này cho em sẽ là màu trắng. Em đóng thùng ở đây là em đang mặc bình thường. Đây là một cái form áo bình thường và rất là eo hót. Bây giờ em sẽ đóng thùng và đeo thêm một cái đai này cho các chị xem. Dép size 39 chứ không có size 29 đâu chị ơi. Dép kèm size và kèm số điện thoại. Còn chân váy em đang mặc là chân váy nhăn. Hàng này là được người ta nhờ sale chứ không phải là hàng em còn. Hàng em hết sạch rồi. Và cái đai này đợt trước là em gọi đó là đai gì anh nhỉ? Đai dây phải không anh nhỉ? Hay em gọi đó là đai gì nhỉ? Đai dây đúng không? Đai dây này em chốt trong line là bao nhiêu nhỉ? 49.000, hình như là em bán 49.000 đây này. Đai dây 49.000, các chị có thể phối nhỉ? Đỉnh chưa? Đây là cái phong cách mà trước Tết em hay phối cho các chị đây này. Đai dây này là 49.000. Váy này là chân váy nhăn đen. Và váy này cho em là chân váy nhăn nâu 144.000. Còn áo em đang mặc sẽ là A9 có giá là 83.000 đồng. Trời ơi, cả set 83 hay 82, lại quên rồi anh. Gì? 82. Em ơi, thật đầu óc của em có tí vấn đề mà thông cảm, hay bị lú lắm, hay quên, nhanh quên. Chị Nguyễn Hảo lên số giúp em này, nhiều chị đặt hàng không lên số điện thoại đâu. Mọi người đặt hàng vui lưu ý này, không có số điện thoại là không bao giờ có đơn đâu. Và nhớ giúp em là like này em đang tặng cho 10 người, mọi người nghe rõ không? 10 người chia sẻ like nhiều nhất. 10 người chia sẻ like nhiều nhất, mỗi người 200.000 đồng. Với điều kiện mọi người phải chia sẻ cho em đủ 5.000 lượt chia sẻ. Mà bây giờ là hiện tại là đang được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em đang xem này. Hiện tại được 2.800 rồi. Và chắc chắn là sẽ đủ từ giờ đến khi em tắt like xong. Tắt like, cho nên là mọi người cố gắng tương tác lên nhá. Ghi hiểu em mã này sẽ là gì ạ? A9, còn chân váy này sẽ là chân váy nhăn. Áo này sẽ là A9, A9 màu em đang mặc sẽ là màu nâu. A9 màu này sẽ là màu trắng. A9 màu này sẽ là màu bò. Và A9 màu này cho em sẽ là màu đen. 82.000 đồng. Còn chân váy nhăn là 144.000 đồng. Áo chất gì thế chị? Ok luôn. Áo này nó là chất zip chị ơi. Chất zip rất là đẹp luôn. Còn đây này, giới thiệu thêm một tí nữa, một cái mà lúc nãy mọi người hỏi rất là nhiều, đấy là cái áo kẻ này này. Đi ra đi vào mọi người cứ hỏi Linh ơi, gì nhỉ? Áo kẻ này bao nhiêu? Áo kẻ này thế nào? Dạ đây nhá. Áo kẻ này của em là 76.000 đồng một áo. Em có hai màu, một là áo kẻ đen và hai là áo kẻ nâu. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người màu nâu nhá. Lúc nãy em mặc màu đen rồi. Có 76.000 và áo này nổ đơn, cháy đơn đầu livestream. Được chưa? A9 kèm màu và kèm số. Đây là em mặc đóng thùng, em đeo thêm cái đai này, gọi là đai này ghi giúp em là đai dây. Còn cái nếu như mà không đeo đai thì mọi người tháo ra như này cũng đẹp. Dơ yếm đi em ơi. Ok, thế yếm em dơ nhé, chứ em chưa mặc được đâu. Tại vì đầu like mọi người chốt nhiều lắm. Bây giờ không thể mặc được các chị. Ví dụ em mã này sẽ là yếm nâu và yếm xanh. 188.000 đồng một yếm. 100 cứu em phát này, dây rơi này. 188.000 đồng một yếm. Em nói rồi, yếm này em không cam kết hàng em là rẻ nhất, nhưng em cam kết hàng em là hàng đẹp. Cái dây này nó bị rơi ra này. Yếm này ghi giúp em là yếm xanh và yếm này ghi giúp em là yếm nâu. Hai màu đen xanh form to dáng rộng 62-63 cân đổ về mặc được. Hai size SM 188.000 một yếm. Còn áo phông trơn trắng bên trong hôm nay em sale là 55.000 cho tất cả các chị kèm đơn này anh ơi. Xong chưa? Tí nữa em mặc sau, thông cảm cho em, tí nữa em mặc sau. Chứ bây giờ mà mặc nữa là chết em luôn ấy. Được chưa? Chân váy nhăn này và áo kẻ. Bây giờ em sẽ mặc sang áo kẻ nhá. Ai lấy A9 nó chốt luôn để em qua mẫu. Các chị nhìn thấy em mặc áo này nữ tính chưa? Chuẩn không? Trời ơi, như ảnh chuẩn chuẩn như là
hàng chuẩn như ảnh mẫu luôn, được chưa? Em giơ lại bảng màu A9 này, anh treo lại A9 ở dưới áo kẻ cho em. A9 màu em đang mặc sẽ là nâu, màu này sẽ là đen, màu này sẽ là bò và màu này sẽ là trắng, quần không cần kẹp đâu, tí em mặc luôn đấy mà. Rồi bây giờ em mặc nhanh cái áo kẻ này. Dép em đang đi bao nhiêu? Mọi người nhớ nhá, từ giờ đến khi em tắt like là phải chia sẻ đủ 5.000, bây giờ mới được có 2.800 thôi. Em nói tặng là em tặng, em không bao giờ lươn khươn, chỉ nói một lời thôi. Và nếu như ai biết em thì em phải chơi mini game 2 năm nay rồi, chả có một cái livestream nào em không chơi game hết. Like nào em cũng tặng. Khi nào mà tương tác gọi là tốt thì là tặng gọi là nhiều hơn, khi nào tương tác kém thì tặng ít hơn. Mà bản thân em ủ trời ơi, sau cái này em phải lên con vịt tím đẹp vãi đái luôn, thề trời ơi, một con vịt tím nhìn hàng nhìn tăng mát, biết hàng đẹp luôn, mặc luôn bây giờ luôn đây, trời ơi khách không nhắc là cũng quên luôn. Cái chất này nhá, cái chất vịt tím này nhá, mà nhận hàng mà chia chất xấu cũng quay lại bóc phốt em luôn. Trời ơi đẹp chưa, nhưng mà tí nữa nhá. Đây đang mặc cái áo kẻ này đã. Áo này ghi cho em là áo kẻ, form của nó mọi người nhìn này là vừa phải như em đang mặc, chứ nó không dài, nó có không quá rộng. Thứ hai nữa là chất này nó rất là giãn, 65, 68, 70 cân vẫn vừa. Và bây giờ em đóng thùng với chân váy đây, các chị xem cũng rất là xinh. Đầu livestream là em mặc với quần bò, còn bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với chân váy đây. Mọi người nhìn giúp em này, xinh chưa? Đó, quan trọng là các chị thích mặc như thế nào và quan trọng là các chị thích phối như thế nào. Còn hàng nhà em thể loại gì cũng có và giá thì thôi, không cần phải hỏi giá, em nói là không cần phải hỏi giá. Ví dụ em mã này sẽ là áo kẻ nâu và áo kẻ đen, chân váy này sẽ là chân váy nhan, trời ơi mọi người thấy chưa, dù mặc áo phông nhưng vẫn nữ tính, mọi người có công nhận với em không? Em mặc set này dù là em mặc áo phông, mà áo phông là thường là nó sẽ năng động, nhưng em chắc chắn luôn là set này vẫn nữ tính. Tại sao ạ? Tại vì em đang phối với chân váy đó, nó vừa có độ năng động trẻ trung, nó vừa có độ nữ tính và nó vừa rẻ vãi chưởng. Chân váy này là hàng Quảng Châu, đang được nhờ sale 144.000, mã là chân váy nhăn đen. Áo này là áo kẻ đen và màu này cho em sẽ là áo kẻ nâu. Áo này hôm nay không bán được 1.000 con, em đi đầu xuống đất luôn. Áo này sẽ ghi giúp em là áo kẻ đen và màu em đang mặc sẽ là áo kẻ nâu. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 76.000 đồng một áo, co giãn thoải mái, 68-70 cân đổ về mặc vừa, được chưa? Em qua mẫu tiếp theo ở đây nhá. Trời ơi cái set này mọi người, em thề là mặc quá nữ tính luôn, nữ tính vãi chưởng luôn. Bây giờ áo con vịt này em lại tiếp tục chuẩn bị lên áo con vịt nha mọi người. Đây mọi người nhìn em Linh mặc cái set này. Cái dép em đang đi là 94.000, cái túi xích em đang đeo là 194.000, cái chân váy nhăn em đang mặc là 144.000, còn cái áo em đang mặc là 76.000, cái dép em đang đi đây 94.000. Em nói thật, nhiều khi mọi người thấy 94.000 mọi người thấy rẻ quá, mọi người không dám mua vì mọi người sợ rằng là mặc đi 1-2 hôm nó hỏng. Đây là gì, chủ shop mặc gì cũng thấy đẹp. Em cảm ơn chị rất là nhiều, an ủi em nhé. Đây này, đây là cái dép em đi từ năm 2022 đến năm nay là 23 và chưa hề bị sứt một cái chỉ hay là bong một cái da nào, chỉ có là nó bẩn thôi, do là em đi ở đây nó bụi bặm nên nó bẩn thôi, chứ nó không hề sứt chỉ hay là sứt da luôn nhá. Đây 94.000 một đôi, em nói thật 94.000 một đôi, chỉ cần đi một mùa rồi vẫn là rẻ mà mọi người. Lên quần jean loe đi, ok. Bây giờ em sẽ lên, à trời ơi tại sao lúc nãy em không nghĩ ra, từ từ em nói này. Bây giờ em phải quay lại cái áo này để em mặc cái quần jean loe lại một cái, tại vì cái quần jean loe là em mới mặc lên đầu like được có một tí tẹo nhá, cho nên là bây giờ cho em mặc lại một tí thôi, vì lúc đấy là view chưa cao, lúc đấy mới được có 2.000+ người coi. Bây giờ 4.000+ người coi, em phải lên lại cái quần đấy vì quần đấy rất là hot. Quần đấy em có sẵn được 1.090 quần, có sẵn có từng đấy thôi. Và nếu mà muốn về tiếp thì lại 10 ngày nữa mới có hàng. Bây giờ em sẽ phép mặc lại cái áo này đi, sau rồi em mặc với cái quần đấy đi cho nó đẹp nha mọi người. Đây A9 nhá, A9 và mặc vạ khôn. Quần đấy không phải là quần loe, nó không phải là quần vẩy, mà quần đấy nhà em gọi là quần đẹp, quần đẹp. Đây chân váy nhăn 100 này, trời ơi đi chân đất cũng xinh luôn. Trời ơi, chân váy nhăn đen và chân váy nhăn nâu 144 hàng Quảng Châu, áo kẻ 76.000, ok chưa? Em qua mẫu tiếp theo. Dép trắng của em 94.000, mình chỉ cần ghi dép thôi, bởi vì nhà em chỉ có duy nhất mã dép đấy và chưa có mẹ dép nào khác, nên mình chỉ cần ghi là dép kèm size và kèm số điện thoại thế thôi. Bây giờ em sẽ mặc cái áo này và mặc với cái quần đẹp ở đầu livestream ấy. Trời ơi nó phải là quá đẹp luôn. Quần dập ly đi em. Quần dập ly gọi là quần gì chị nhỉ? Quần dập ly là quần gì? Áo Miu Miu của em mã là áo đá, tí nữa em lên áo Miu Miu để em bán được hơn 3.500 chiếc rồi chị ơi, hơn 3.500 chiếc rồi, dã man luôn. Đây cái quần đấy đây này, hiện tại em đang cầm ở đây là size S cho các chị cùng nhìn size luôn. Đây size của em đang cầm ở đây là size S, mọi người nhìn rõ không ạ? Và bây giờ em sẽ mặc cái quần này cho các chị xem luôn. Và quần này sẽ gọi là quần gì ạ? Quần đẹp. Hiện tại em đang mặc cái quần ngô thái ở đằng trong này, cho nên là chắc chắn nó sẽ xấu hơn khi các chị mặc không có ngô thái ở đằng trong. Nhưng mà em đứng ở đây thay đồ nên bắt buộc em phải mặc như thế. Quần màu cốm kia em ơi, quần màu ơ nhà em có quần màu cốm luôn á. Chị Minh Hằng làm lên số giúp em đi ạ. Nhà em làm gì có quần màu cốm đâu chị ơi. Áo sơ mi đằng sau đi chị, chờ em chút. Mọi người nhìn giúp em này. Đó, trời ơi, hợp lý luôn. Quần baggy vải nhà em vẫn đang nợ đơn nhiều lắm, cho nên là em nói thật là em chán luôn này. Chán đến mức mà em cũng không buồn thèm bán nữa.
chán bởi vì nợ đơn quá nhiều và quá lâu. Trời ơi các chị thấy chưa? Trời ơi, đẹp chưa? Quần này sẽ gọi giúp em là quần đẹp. Em đang có sẵn 1090 quần. Ghi của em mã này sẽ là quần đẹp. Quần này này, em khẳng định lại là bên ngoài đẹp hơn trong livestream. Bên ngoài đẹp hơn trong livestream. Còn nếu như mọi người nhận hàng bên ngoài không đẹp, mọi người được hoàn hàng lại. Mua hàng nhà em là như vậy, là phải bắt buộc kiểm hàng. Kiểm hàng là phải ưng thì mới lấy. Còn nếu như cảm thấy không ưng, bên em không bao giờ ép khách nhận hàng nhá. Ưng thì mới lấy, không thì thôi. Ghi của em mã này sẽ là A9 nâu. Và em đang mặc với quần này sẽ gọi cho em là quần đẹp. Đeo thêm một cái túi cắp nách vào nữa cho em. Trời ơi, tao nói quần đẹp này em chốt trong live nha các chị. Em nói thật này, nếu như quần này bình thường á, em phải bán là 155.000 chứ không có giá này đâu. Nhưng em nói rồi, tương tác dạo này quá kém luôn, nên thành ra là em bán 145.000. Em đố các chị mua được ở đâu bằng tiền luôn ấy. Quần này, quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Cái form của nó này các chị thấy đỉnh chưa? Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này là 145.000 đồng một quần. 145.000 đồng giúp em. Quần đẹp kèm gì ạ? Kèm size và kèm số điện thoại. Bảng size của nó sẽ như thế nào ạ? Từ 50 cân như em đổ về, các chị mặc giúp em thay S. Từ 51 đến tầm 56 cân, mình mặc giúp em size M. Và từ tầm 56, 57 đến 62 cân, mình mặc giúp em size L. Tại vì chất của em là chất bò giãn, cho nên các chị mặc thoải mái luôn. Size L thoải mái đến 62 cân đổ về mặc được. Ghi của em mã này sẽ là quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại nhá. Còn áo em đang mặc, các chị hỏi em đúng không? Áo em đang mặc sẽ gọi giúp em là A9. A9 này của em là 82.000 đồng một áo. A9 màu em đang mặc sẽ là màu nâu. A9 màu này cho em sẽ là màu đen. A9 màu này cho em sẽ là màu rêu. Và A9 màu này cho em sẽ là màu trắng. A9 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live là 82.000. Quần đẹp này em chốt trong live là 145.000. Nhận hàng vui lòng hãy kiểm tra hàng rồi hãng thanh toán tiền. Đây, những cái mã này thường là em chỉ về 1-2 livestream là em sẽ dừng. Bởi vì em hay bán được mấy cái mã Becky rộng rộng ấy. Chứ mà mấy cái mã vẩy vẩy thì nói thật là em cũng không bán nhiều lắm đâu. Nên là các chị khi mà em về được các chị tranh thủ chốt đi. Không phải lúc hết hàng là không có hàng, chưa chắc là có hàng về thêm đâu nhá. A9 kèm màu kèm số và quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại. Đặt hàng bắt buộc phải lên số điện thoại, không lên số điện thoại là không có đơn nha các chị nhá. Còn cái quần này các chị có thể mua hay không thì tùy, nhưng áo này em khuyên tất cả các chị nên mua. Chị Hoài Thương lên số điện thoại giúp em. Rồi anh treo lại cho em con A9 này, rồi em qua mẫu tiếp theo ở đây. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người áo vịt. Và áo vịt thì em sẽ mặc cho mọi người với cái gì nhỉ? Em cũng chưa nghĩ ra là áo vịt của em sẽ phải mặc với cái gì. Em đang suy nghĩ đây mọi người. Áo vịt này mặc với cái gì ta? Đây này, rất là đẹp luôn. Trời ơi, cái chất này đỉnh chưa? Màu tím là tím, gọi là tím vãi cả tím luôn. Màu này phải gọi là tím vãi cả tím luôn. Áo vịt nha mọi người, chờ em một chút nha. Em qua mẫu tiếp theo. Và quần ngố thái em đang mặc là 38.000 cho tất cả các chị dồn đơn nào. Các chị chia sẻ cho em đủ 5.000 lượt chưa? Em nói rồi, nếu như mà sợ bị khóa nick ấy, thì chia sẻ một lúc xong rồi quay lại chia sẻ tiếp. Miễn là trước khi em tắt live stream là được 3.000 mốt lượt chia sẻ rồi. Bây giờ từ bây giờ đến nay, khi em tắt live chia sẻ đủ 5.000 lượt thì em mới tặng được 10 người. Còn với lượt chia sẻ như bây giờ là em mới tặng được có 6 người thôi nhá mọi người nhá. Còn em hứa tặng mà em tặng, em không có lươn khươn và không muốn nói hai lời. Mọi người nhìn mác cổ này, xịn sò chưa? Áo vịt này của em có tất cả là hai màu và hàng này là hàng đẹp nhá. Hàng này mà chất không mát là cho hoàn hàng lại. Kiểm hàng, chất không mát là được hoàn hàng lại. Được chưa? Nhìn giúp em này. Áo này, nhìn giúp em là áo gì ạ? Áo vịt tím và ôi, cái áo này chỉ cần mặc với quần ngố thái này chứ chả cần mặc cái gì đâu mọi người ơi. Này treo lại cho em cái áo này cái anh ơi. Đây. Cái áo này chỉ cần mặc với quần ngố thái này thôi, tụt view của em rồi, cố gắng tương tác và chia sẻ nhiều lên giúp em nào. Đây, mọi người nhìn giúp em này. Đó. Áo này chỉ cần mặc với quần ngố thái như em đang mặc nó đã đẹp lắm rồi. Vì tím màu em đang mặc sẽ là màu tím. Và một màu nữa các chị nhìn hàng nha, bảo không xịn này. Và đây là chất cốt tông 100%, không phải chất cốt tông khô nhá. Ví dụ như áo này là chất cốt tông khô thì có 61.000 là em bán tặng 61, còn bình thường em cũng phải bán 64, 65. Còn hàng này của em nó là chất cốt tông rất là mịn, cốt tông 100%, không pha một tí nào. Hay còn gọi là cái chất gọi là em hay gọi nó là chất cốt tông mịn, nó còn xịn hơn cả chất cốt tông tàu nữa cơ. Đó, tả tóm lại nó là như thế. Và có hai màu, màu này cho em sẽ là vịt sữa và màu em đang mặc sẽ là vịt tím. Em chốt trong line này là bao nhiêu ạ? 91.000 đồng. 91.000 đồng bao giá thị trường cho các chị, chuẩn hàng này, chuẩn mác này, chuẩn hàng cổ xịn sò và chuẩn chất vải này. Còn tuy nhiên ví dụ như bây giờ làm bằng chất này và in hình này thì vẫn được, nhưng mà ra giá thành thì nó sẽ rẻ hơn. Và em nói rồi, em bán giá nào đều có lý do của nó hết. Còn em bán đắt hay không các chị tự cảm nhận, các chị mua của em bao nhiêu năm nay thì biết là em Linh bán hàng có đắt hay không, đúng không ạ? Và nếu như em bán đắt thì em có quảng cáo hay cỡ nào các chị cũng không mua đâu, các chị cũng đi tìm chỗ khác rẻ hơn chứ tội gì mua của đứa bán đắt, đúng không ạ? Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là áo vịt sữa và màu em đang mặc sẽ là áo vịt tím. Em chốt trong line này là 91.000 đồng. Còn cái quần ngố thái em đang mặc này là 38.000 đấy. Cái không cần phải nghĩ là mặc với cái gì, mặc với quần ngố thái này là đơn giản nhất rồi. Quần ngố thái này là bao nhiêu ạ? 38.000
đồng một quần. Thì các chị cứ lấy một áo một quần đến hàng, đến kiểm hàng, đẹp lấy cái áo cả quần, không đẹp hoàn lại cái áo cả quần, được chưa? Chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em tụt view rồi. Em hôm nay em đã bảo là chưa bao giờ mà mọi người biết 2 triệu là phải tương đương với bao nhiêu đơn hàng của em không ạ? Tương đương với rất nhiều đơn hàng của em luôn ấy, cho nên là mọi người cố gắng tương tác và chia sẻ. Em mặc luôn sang cả cái con màu sữa này nó cũng rất là đẹp. Cho em xin cái sạc điện thoại này anh ơi. Và quần ngột, trời ơi, nổ đơn vì tím luôn. Form này, cái chất cotton, cái cotton khô á thì nó sẽ không giãn. Còn cái chất cotton này này, mọi người thấy chưa? Nó giãn vãi cả trưởng luôn. Form to vãi cả trưởng luôn, được chưa? Vịt tím và vịt rượu, vịt sữa và cách số điện thoại 91.000 đồng. Vịt tím và vịt sữa cách số điện thoại giúp em. Chốt nhanh lên giúp em nha mọi người ơi, chờ em một chút. Em cắm cái sạc điện thoại để em bắt qua đấy để cho nó đỡ bị tụt máy mà. Đấy. Đấy. Như thế máy nó không bị tụt. Rồi ok. Bây giờ mặc hai màu sữa này treo lại cho em. À thôi không cần. Được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là vịt tím và gì ạ? Vịt sữa và cách số điện thoại bao nhiêu ạ? 91.000. Đó, đẹp chưa? Em đang mặc ở đây là vịt sữa này và đeo thêm cái túi sách này nữa là hợp lý luôn. Chỉ cần đeo cái túi sách đơn giản, túi sách của mọi người thôi, còn túi này của em hiện tại đang hết hàng rồi. Còn quần này sẽ gọi là gì? Quần ngố thái. Em chốt là gì ạ? Em chốt là bao nhiêu ạ? Em cẩn thận ông cái dây đấy nó va vào đấy. Được chưa? Cái màu tím của em đâu rồi? 91.000 đồng. Em qua mẫu luôn nhá. Trời ơi cái hình in và quên mất chưa quảng cáo. Cái hình này không phải là hình in. Cái hình này của em là hình dặn lòng từ giờ tới hè không mua nữa, nhưng mà đầy mã đẹp like nào cũng phải mua. Em cảm ơn chị Thùy Nguyễn rất là nhiều. Hình này của em nó là hình ép nhiệt, không phải hình in. Thành ra là ép nhiệt này các chị cứ giặt máy tung trời luôn cho em, không cần phải giặt tay. Giặt máy tung trời, em cam kết là không bong vì đây là hình ép nhiệt. Còn ví dụ như đây là hình in này. Đấy, hình nào là em nói các chị hình đó. Ok chưa? Sang một mã phông tiếp theo cũng đẹp luôn. Đang nhân tiện lên phông thì em lên một loạt phông cho các chị luôn. Vì tím này em bao vừa 70 cân đổ về mặc vừa không vừa em cho các chị hoàn hàng, được chưa? Form này rất là to, thứ hai nó là hàng co giãn. Chất này là chất cốt tông mịn 100%, nó còn xịn hơn cả chất cốt tông tàu. Còn chất này mà các chị cảm nhận nóng nữa, các chị cứ quay lại đây bóc phốt em chắc chắn là như thế luôn, được chưa? Màu này sẽ là vịt tím và màu em đang mặc sẽ là vịt sữa, 91.000 đồng qua mẫu tiếp theo luôn. Lên một cái mã mà chắc chắn các chị sẽ thích. Đây này, một cái mã này em đã chờ đợi rất là lâu rồi. Mọi người nhìn thấy chưa? Xịn sò chưa? Tang 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 tang, mặc luôn nhá. Áo này mà mặc đôi là đỉnh của chóp luôn. Đỉnh của chóp luôn. Anh thử mặc cái áo này cho em xem có vừa không. Đây. Cứ bịt khẩu trang đi xong rồi còn làm mẫu đi anh ơi. Dạ mày ế phải ra làm mẫu đi. Đây này, em mặc màu trắng cho mọi người này. Em đang nhờ ông anh trai em 82 cân mặc xem có vừa hay không, em tư vấn với các chị luôn. Form rất là to thế nên em mới nói là đông áo này anh ơi. Thế nên em mới nói là 70 cân đổ về không vừa em cho các chị hoàn hàng. 80 còn vừa đó là 70 là cái gì đâu, không là cái gì luôn. Lên yếm bò đi, đúng rồi, nếu như mà mặc cái áo này mà mặc với cái yếm bò cũng đẹp vãi trưởng luôn. Nhưng mà em đang lăn tăn một điều rằng là yếm bò em sợ em không có hàng giả các chị đâu. Yếm bò em chỉ về được có 200 yếm thôi vì là không biết là có bán được hay không. Đấy, 82 cân mà mặc thoải mái luôn mọi người ơi. Mặc vừa thoải mái luôn, 82 cân nhá, 82 cân. Mà chồng các chị được mấy người được 82 như ông anh nhà em. Các chị chỉ tầm 7 mấy là nhiều rồi. Cho nên là các chị yên tâm là chắc chắn vừa. Mua mặc đôi, áo này là mua mặc đôi. Úi dồi mà áo này gầy thế. Mà áo này hơi gầy đấy. Ghi em mã này sẽ gọi cho em là áo gì ạ? Áo sóc hay áo gì đấy? Con sóc đúng không? Áo sóc kèm màu và kèm số điện thoại và chất liệu cũng giống như con vịt tím ấy. Chất liệu cũng giống như con vịt tím ấy. Áo sóc kèm màu và kèm số điện thoại. Em có áo sóc này cho em sẽ là sóc trắng. Không làm mẫu thì giả áo đi ông ơi, để tôi còn dơ cho khách nào, không phải lấy cho em áo khác. Nhanh lên. Áo sóc này của em sẽ là sóc trắng và áo sóc của em sẽ là sóc đen. Em chốt trong livestream này cũng là 91.000 đồng luôn, bằng với áo vịt. Nhưng áo này mà bình thường là bán là phải bán 97-98, nhưng mà nó thật tầm này ế vãi cả ế rồi. Miễn là có đơn cái đã, còn lại ít được, không cần phải gì ạ, không cần phải gọi là lời một tí thôi là được, không lỗ là được rồi. Là ok lắm rồi mọi người ơi. Áo sóc kèm màu và kèm số điện thoại nha. Áo sóc màu này cho em đây này, em nhớ ông anh em mặc thử 82 cân nhưng mà ông ấy ngại ông không ra làm mẫu, nhưng mà chắc chắn là vừa. Thế nên em tư vấn cho mọi người bao vừa chắc chắn 78 cân đổ về là chắc chắn vừa và mặc đẹp luôn đấy. Áo sóc màu này cho em sẽ là màu đen và áo sóc mà em đang mặc sẽ là màu trắng, cực kỳ đẹp luôn. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 91.000 đồng. Hai mã vịt sóc em bán bằng tiền nhau. Và nói luôn là hình này nhà em tiếp tục vẫn là hình ép nhiệt, các chị thấy chưa? Không có một cái hình in nào mà nét được như thế này đâu. Đây này em so sánh cho các chị luôn. Ví dụ như đây là hình in này, đây. Đây là hình in đúng không? Hình in nhìn nó khác hẳn. Còn đây là hình ép này, các chị nhìn thấy khác nhau chưa? Đây là hình in này, đó, và đây là chất cốt tông khô có 60.000 một áo này. Còn đây là hình ép nhiệt và đây là chất cốt tông mịn 91.000 đồng một áo. Thì tùy sở thích của mọi người, tùy điều kiện của mọi người thích mã nào thì mọi người chốt. Còn loại nào em cũng có để để phục vụ cho các chị nhá. Set caro hở mọi người hỏi rất là nhiều nhưng mà tiếc rằng là
Em không có nhiều, tiếc rằng là em không có nhiều. Em chỉ có mấy chục set thôi. Nếu bây giờ mà lên thì mọi người có chờ được hàng không? Và thứ hai nữa là hàng này của em nó là hàng đẹp, hàng chuẩn hot girl, hàng đẹp ấy mọi người. Chuẩn như hot girl mặc ấy. Còn hàng này mà hàng rẻ hơn thì nói thật là trong tầm 140 cũng có. Nhưng mà hàng này của em đang là hàng rất là đẹp luôn ấy. Nhưng mà em chỉ sợ mọi người mua xong rồi mọi người thấy thị trường bán rẻ, nhiều khi mọi người lại nghĩ em bán đắt. Thật lòng là như thế, set này xinh lắm. Chờ một tí rồi em sẽ lên nhé, tí nữa em sẽ lên. Ví dụ như set thỏ này nó sẽ rẻ hơn này, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là áo gì ạ? Áo sóc đen. Và màu này cho em sẽ là áo sóc trắng. Em qua mẫu luôn nhá. Qua mẫu tiếp theo. Bây giờ lên cái gì nữa đây? Quần em đang mặc bao nhiêu? Dạ đây chị ơi, cho tất cả các chị dồn đơn. Quần Ngô Thái em đang mặc là 38.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Mọi người đi ra đi vào, mọi người toàn hỏi cái váy yếm này thôi, còn hỏi cái yếm này thôi. Em nói thật, cái yếm này mọi người chờ rất là lâu đấy nha. Set đầm yếm bao nhiêu? Lại toàn hỏi yếm thôi. Thì em lên lại yếm một lần nữa nhá. Ok, em sẽ lên lại yếm cho mọi người một lần nữa. Cái yếm bò của em đâu rồi nhỉ? Cái hàng mẫu em mặc anh để đâu rồi? Đây nhá. Yếm bò của em đây, bây giờ em sẽ lên màu xanh trước. À em sẽ lên màu này màu xanh đúng không nhỉ? Em sẽ lên yếm màu xanh trước, sau đó em sẽ lên yếm màu nâu nhá. Và line này chắc là thôi em lấy cái này cũng được. Line này chắc là em chỉ lên được lần này nữa thôi, chứ mọi người chốt nhiều đến lúc là thật sự là không có hàng ấy. Chứ còn em nói thật, em mà có hàng thì em chẳng bán vội, em chẳng thích bỏ sừ ra được ấy, đúng không? Ví dụ em mã này sẽ là cái phông trơn trắng của em đâu nhá. Đây. Cái set này của em này nó là có hai màu. Set yếm này của em là có hai màu. Màu này cho em sẽ là yếm gì ạ? Yếm xanh. Và màu này cho em sẽ là yếm nâu. Và như em đã nói này, set này em không cam kết cho các chị là em bán rẻ nhất. Vì hàng này trên thị trường có hàng rẻ nhập xỉ vào chỉ 100-101 một cái yếm này thôi. Nhưng thứ nhất là nó form khác, thứ hai là nó chất khác nha. Nhưng mà em vẫn phải nói luôn, chứ không nhiều khi các chị lại sợ nghĩ là em bán đắt. Còn một cái yếm mà 1XX thì nó là quá rẻ rồi mọi người. Hot girl những yếm này mà không trên 380.000 em đi đầu xuống đất luôn. Và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người nhá, chờ em một chút. Đây này, màu này sẽ là màu xanh này. Bây giờ em sẽ mặc cái màu xanh trước. Cái phông chân trắng của em đâu rồi, có phải kia không? À đâu nhỉ? Này em mặc mẫu phông chân trắng hay là em treo lên rồi hay ở đâu rồi nhỉ? Hay là đây? Hay là đây? Nhưng mà thôi lấy cái này luôn. Không, lúc nãy em có mặc một chiếc mà. Thôi lấy cái này cũng được. Đây nhá. Em sẽ mặc cái phông chân trắng này và mặc về cái yếm này cho mọi người luôn. Và nếu như mà hàng mà thiếu ấy thì mọi người chịu khó chờ đơn giúp em nhá. Chịu khó chờ đơn giúp em. Bởi vì cái yếm này thì là nó lâu ấy mọi người, chờ lâu lắm không nhanh được như quần áo bình thường đâu, nó là bò mà. Đây em đang mặc áo này sẽ là áo phông trơn trắng, và phông trơn trắng này em vẫn đang bán là 64.000, nhưng hôm nay em tặng các chị là 55.000 luôn, cho nên là khách đầu like rất nhiều lắm. Và 55.000 thì còn bao nhiêu em bán nốt thôi, chứ em không nhập thêm đâu. 55.000 thì em chả nhập thêm để làm cái gì cả, đúng không? Không có lãi thì bán làm cái gì, đúng không mọi người? Bây giờ em sẽ mặc cái yếm này vào nhá. Yếm này mình sẽ ghi cho em là yếm xanh, và màu kia cho em sẽ là yếm nâu. Các chị để ý đi, em có mấy khi em bán yếm đâu. Và cái yếm này hàng rẻ người ta mời em từ lâu rồi, nhưng mà em không thích cái hàng rẻ đấy, bởi vì em thấy form nó ngắn và nó nhỏ. Nếu mà được thì để hôm nào em sẽ mua cho mọi người một cái hàng mẫu, rồi em so sánh cho các chị cả hai loại hàng luôn. Đây này mọi người nhìn giúp em. Áo sọc mã là gì? Áo sọc của em mã là áo kẻ nâu và kẻ đen chị nhá. Đây em đang đi cái đôi dép mà em có bán này, mọi người nhìn nhá, cái yếm này mặc xinh chưa. Em đang mặc với áo phông trơn trắng và đang mặc yếm này sẽ gọi cho em là yếm xanh trẻ kinh khủng. Em Linh năm nay 32 tuổi rồi, sang 32 tuổi rồi em vẫn mặc được những phong cách này, và vẫn nói chung là em vẫn thích những phong cách này. Và khách của em cũng như vậy, từ nãy đến bây giờ nhá mọi người toàn cứ còn, nếu mà 10 comment ấy, thì phải rơi vào tầm 4 comment là lên yếm đi. Ví dụ em mã này sẽ là gì ạ? Yếm xanh hoặc là yếm nâu và cách số điện thoại. Màu này cho em sẽ là màu nâu và màu em đang mặc sẽ là màu xanh. Yếm xanh hoặc là yếm nâu và cách số điện thoại giúp em nha các chị nha. Yếm này, cái nó sẽ có cái dây điều chỉnh ở đây. Và chỗ này là mở ra được như thế này này mọi người. Mở như này nhưng mà vì nó rộng, form này nó rộng ấy, cho nên là em chui vào luôn. Nó điều chỉnh ở cái dây ở đây cho mọi người. Điều chỉnh ngắn dài này. Cao 1m7 vẫn mặc được. Và lùn 1m5. Trời ơi sao em ngu thế nhở. Lúc nãy khách em hỏi là 1m5 có cần phải cắt không, em bảo vẫn cắt được. Tại sao em không nghĩ ra nhở? Mọi người rút cái dây này lại cho nó ngắn lại thì 1m7 cũng mặc được, 1m5 cũng mặc được, mà 1m7 cũng mặc được. Tại vì cái yếm này nó điều chỉnh được mà mọi người. Nó có cái chỗ này này mọi người, điều chỉnh ngắn dài ra được mà. Ví dụ em mã này sẽ là yếm xanh hoặc yếm nâu. Yếm xanh hoặc yếm nâu và cách số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 188.000. Em có hai màu đen nâu và hai size SM. Hai size này nó chỉ chênh nhau tầm 1cm, gần như là nó không khác nhau đâu. Nhưng mà ở trên này nó có dán size thì em cứ tư vấn cho mọi người là có size. Đây mọi người nhìn hàng giúp em được chưa? Yếm này là yếm nâu và màu em đang mặc sẽ là xanh. 188.000 đối với một cái yếm này. Còn áo phông này sẽ là 55.000 cho tất cả các chị dồn đơn. 55.000 một áo phông trắng trơn, và áo này sẽ là 188.000. Em nói thật, không có một cái livestream nào mà em bán rẻ như ngày hôm nay đâu nha.
mặc được chị ơi, miễn là các chị thích là các chị sẽ mặc được. Ví dụ như mình trẻ trung ấy thì mình có thể mặc phối với áo phông. Còn nếu như các chị có thể 4x tuổi ấy thì các chị có thể mặc với những cái áo sát sát, ví dụ như con A9, hoặc là mặc những cái áo cao cổ chẳng hạn, mặc bên trong thì vẫn bình thường. Và ví dụ như mà mình có tuổi thì mình phối bên dưới vào một cái đôi giày khoác hoặc một cái đôi dép khác. Còn trẻ trẻ thì mọi người có thể phối trẻ hơn. Tóm lại là đây, em đang mặc ở đây và nhìn nó vẫn rất là ok. Đằng sau này mọi người nhìn đằng sau giúp em này, form nhà em là form to. Và em nói rồi, em không cam kết yếm này của em hàng rẻ nhất, tại vì hàng rẻ nhất có hàng rẻ hơn. Nhưng em cam kết là hàng của em là hàng loại đẹp và bao vừa thoải mái cho các chị đến 62, 63 cân đổ về mặc được. Hai bên nó có hai cái cúc này để cho các chị mở ra này. Các chị mặc một cái áo phông như này, cho nên là em từ nãy giờ mà em bây giờ chắc là em phải tháo xuống, bởi vì em treo ở đây, khách đi vào hỏi yếm, khách đi ra hỏi yếm, được chưa? Chia sẻ live stream giúp em nào. Bây giờ em mặc nốt cho mọi người màu nâu nhá. Yếm kèm màu và kèm số điện thoại. Yếm kèm màu và kèm size và kèm số điện thoại 188.000. Hôm nay em nghĩ là em phải bán 1.000 cái yếm này luôn ấy. Màu em đang mặc sẽ là màu xanh, đỉnh chưa? Em bảo là nếu như mà rẻ hơn mấy chục nghìn ấy, mặc cái hàng đắt hơn mấy chục nghìn mà nó đẹp thì lấy luôn hàng đắt hơn mấy chục nghìn mặc cho nó sướng các chị ơi. Bởi vì mấy chục nghìn mà nó đẹp hơn thì không tội gì mà không mua, đúng không? Bây giờ em sẽ mặc sang màu nâu luôn, mặc nhanh để còn qua mẫu tiếp theo nha mọi người. Hôm nay nhiều hàng hot lắm luôn. Sau mã này thì em sẽ lên cho mọi người một mã sơ mi mới nữa này. Đấy, à quên, lên cái bộ này đi. Cái bộ này mọi người hỏi rất là nhiều. Cái bộ xinh xinh kia mọi người hỏi rất là nhiều. Chị Hoài Còi ơi, lên số điện thoại giúp em đi, tụt view của mọi người ơi. Ok, sau cái này em sẽ lên đồ bộ cho mọi người nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình và tưng bừng lên cho em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình và tưng bừng lên cho em nha mọi người ơi. Ghi của em mã này sẽ là gì ạ? Yếm. Yếm kèm màu, yếm kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Yếm kèm màu để em xem nào. Mọi người chia sẻ đủ 5.000 lượt để em tặng 10 người chia sẻ like này nhiều nhất, mỗi người 200.000 đồng. Nhà em thì chỉ live chay thôi, mới được có 3.400 thôi. Chỉ live chay, bán chay thôi, không có chạy quảng cáo, không có thuê người sell live stream gì cả. Mà em tặng trực tiếp cho những cái khách hàng mua hàng của em, hay kể cả là không mua hàng. Nhưng mà em chỉ tặng khách chia sẻ live stream, chứ em không có thuê chạy quảng cáo, không có thuê sell live stream đâu mọi người ơi. Đây mọi người nhìn giúp em, màu nâu cũng rất là đẹp. Ghi của em mã này sẽ là yếm nâu và cách số điện thoại. Còn dép em đang đi, lại tụt tiếp rồi kìa mọi người. Dép em đang đi thì sẽ gọi là dép trắng. À không cần ghi dép trắng, chỉ cần ghi là dép thôi. Dép kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 94.000 đồng một dép. Dép kèm size và kèm số điện thoại. Em có 35, 36, 37, 38 và 39. Dép kèm size và kèm số điện thoại cho giúp em nhé. 35, 36, 37, 38 và 39. Đây mọi người nhìn cái yếm em đang mặc xinh chưa? Rất là trẻ luôn. Một cái đôi dép 94.000, một cái yếm 188.000. Cam kết chuẩn hàng đẹp cho mọi người. Và cái áo phông trơn em đang mặc là 55.000. Nguyên set để em có phục vụ các chị, được chưa? Em được chưa? Em qua mẫu luôn ở đây nhé. Thôi chắc là live này em sẽ không lên lại yếm nữa đâu. Tí nữa mọi người anh ấy treo lại cái yếm này luôn này, được chưa? Em qua mẫu này. Đây cái áo phông này anh phải treo ra cái mặt trước như này này. Yếm mặt trước phải ra đây. Lúc em treo ngược. Được chưa? Qua mẫu tiếp theo nha. Bây giờ mọi người lên cái gì? Lên áo sơ mi đi. Trời ơi, sơ mi lúc nãy có một cái mã mà nó đắt hàng quá trời. Cái mã A100 ấy. Trời ơi, em mặc mà em thề với mọi người là bùng nổ, phải nói là bùng nổ luôn ấy. Nổ đơn cái A100 này, cái áo này này. Trời ơi, quá trời quá đất là đơn con này này. 154.000 đồng, A100 kèm màu và kèm số điện thoại. Em có A100 nâu, em có A100 rêu và em có A100 đen. 154.000 đồng. Em lên cái lúc đó nếu như áo này mà không bán ở trên 500 chiếc em đi đầu xuống đất luôn. Từ từ em lên cái bộ kẻ trước đã, ok. Em hứa với mọi người em lên cái bộ này mà, ok ok. Đây bộ này đúng không? Bộ này đúng không ạ? Em lên luôn cho mọi người bộ này nhá. Đây, chuẩn hàng loại 1 như hot girl mặc luôn. Còn nếu như mà hàng này mà rẻ hơn thì hàng rẻ hơn cũng có. Nhưng mà hiện tại đây là em đang bán hàng đắt cho mọi người. Thì em cũng suy nghĩ là xem không biết có nên lấy bán cái hàng đắt này không, hay là chờ một thời gian nữa thì hàng rẻ nó ra rẻ rẻ hơn. Chứ không nhiều khi là bán cao mọi người là cứ nghĩ là em ăn lãi dày, nhưng không phải đâu. Thật sự em không thể nào mà ăn tham của mọi người được đâu. Nếu như mà ăn tham thì em chả bán được một bộ lâu bền với cả đông khách như thế. Đây này, bên dưới đây là nó quần này. Còn đây sẽ là áo này. Set này sẽ gọi cho em là set xinh nhỉ. Set này sẽ gọi là set xinh đi. Xinh lắm. Set này sẽ ghi giúp em là set xinh đi. Và thật sự là set này em mới tiệp có mấy chục set thôi. Tại vì là nó cũng nói thật là em thấy giá nó hơi cao, nên là em cũng nhập có mấy chục set thôi. Chị nào thích thì chốt, mà nếu mà không thì chờ một thời gian nữa xem mà có hàng rẻ thì mọi người chốt. Đây này, set xinh và cách số điện thoại. Mặc thì nó xinh thật đấy, mặc thì thật sự ủi xinh thế, ui đáng yêu vãi luôn đấy mọi người ơi. Áo trắng em đi với dép trắng này, xong hình hồng đi với quần hồng, nó hợp một cách gọi là logic luôn đấy mọi người, đúng không? Khi mà em mã này sẽ gọi cho em là set xinh và cách số điện thoại. Set xinh và cách số điện thoại giúp em, đẹp lắm luôn này. Trời ơi, 100 bao nhiêu ạ? 189.000. Set xinh và cách số điện thoại 189.000. Set xinh và cách số điện thoại đấy mọi người ơi. Nhưng mà em thấy nó xinh thật. Và form này mọi người nhìn này, áo rất là to này, quần chất cũng rất là to, 65 cân đổ về mặc được. Set xinh và cách số điện thoại 189.000 đồng. Trời ơi,
đẹp nhờ mọi người. Nhận hàng thì đương nhiên là phải kiểm tra hàng trước khi nhận, và kiểm hàng thì đương nhiên là phải cảm thấy đẹp, cảm thấy ưng thì mới nhận, mà không thì thôi. Em nói rất nhiều lần trên livestream rồi, trời ơi mọi người chốt xét sinh nhiều thế, cháy đơn nổ đơn bực bực luôn. Xét sinh và cách số điện thoại 189.000 đồng, xét sinh và cách số điện thoại, nhưng mà em thấy xinh thật. Và cái hình này này không phải hình in nha, ví dụ như con thỏ kia nó là hình in, còn hình này nó là hình nhiệt. Như em đã quảng cáo mấy cái áo kia ấy, hình nhiệt này thì các chị giặt máy thoải mái vô tư tưng bừng là nó không bị nhạ, không bị bong nha. Nhớ là em đang tặng 10 người chia sẻ like này, nhiều nhất mỗi người 200, và phải đủ 5.000 lượt chia sẻ thì mới tặng, và hiện tại mới được có 3.000 mấy thôi. Thì mọi người chia sẻ nhiệt tình và năng nổ lên giúp em, hiện tại mới có 3.500 thôi. Từ giờ đến lúc em tắt like chia sẻ thêm 1.500 nữa là được. Chị Vũ Thị Hải Anh lên số điện thoại giúp em được chưa ạ? Ghi em mã này sẽ là xét sinh. Xét sinh và cách số điện thoại, xét sinh và ủi hết sạch hàng. Hết sạch hàng luôn, thôi em qua mẫu luôn ở đây nhá. Em qua mẫu ở đây chứ các chị chốt quá trời là chốt. Để em lên một mã tiếp theo. Đây mã này. Em lên cho mọi người một cái mã sơ mi này cũng rất là đẹp. Cái sơ mi này cũng rất là đẹp luôn này. Đây này, xinh lắm luôn này. Sơ mi này xinh chưa? Đấy mọi người thấy chưa? Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người màu. Em mặc cho mọi người sơ mi này màu này đi. Màu này nhá, màu này đi. Màu này xinh này, được chưa? Lên luôn. Sơ mi này gọi là sơ mi lụa nhá anh. Chất nó hơi kiểu giống lụa. Áo gì? Xét xinh nhá, 189.000 xét xinh. Hết hàng xét xinh nha mọi người ơi. Chia sẻ nhiều lên rồi em đi nào, tụt view rồi. Chia sẻ nhiều lên rồi em, xét xinh và cách số điện thoại. Xét xinh và cách số điện thoại 189.000 như em đang mặc, nhưng phải công nhận là xinh thật. Phải công nhận là xinh thật nên em phải gọi nó là xét xinh là đúng đúng luôn rồi, không thể sai được luôn rồi. Bây giờ em bộ đang mặc mã là gì? Mã là xét xinh nha chị ơi. Chất bên trên này, quần này nó kiểu chất lụa mềm, áo thì nó là chất cốt tông mềm 100%. Nói chung là đẹp lắm. Nhận hàng thì đương nhiên là các chị cứ kiểm hàng và cảm thấy phù hợp, tức là cái giá tiền em mang để cho các chị hợp lý thì lúc đấy các chị mới nhận nha. Nhớ giúp em, nhớ giúp em. Sơ mi cổ tàu tí nữa em sẽ lên nha chị ơi. Bây giờ em sẽ lên cái sơ mi này mặc với chân váy tắc tai cho các chị, hay còn gọi là chân váy CV1 đây. Hay còn gọi là chân váy CV1 mà em bán được rất là nhiều. Đây mọi người ơi, lên luôn cái set này nhá. Quần legging mã là gì? Trời ơi, cho em xin một cái quần đây này. Quần legging nhà em này. Cho em hỏi là 3.000 chị đang xem livestream ở đây, ai đã mua legging F21 này nhé em, cho em xin một câu phản hồi. Ai đã mua quần legging F21 này? 3.000 chị đang xem live ở đây, ai mua rồi cho em xin một câu phản hồi. Cái quần này thật sự luôn, em bán đến giờ phút này là hơn 6.000 quần F21 này rồi. Các chị mua, các chị cảm nhận nha, các chị comment vào đây giúp em và chia sẻ nhiều lên giúp em nha mọi người ơi. Cố gắng chia sẻ nhiều lên. Còn giày búp bê không chị? Dạ em còn, chị chờ em một chút xíu chị nha, chờ em một chút. Chân váy mã là gì? Chân váy của em á, chân váy của em, chân váy nào chị ơi? Đã mua 5 cái, mặc mòn mỏi quần legging, em cảm ơn chị rất là nhiều. Yêu ơi, mua hẳn 5 cái luôn, em cảm ơn chị nha. F21 mặc mê quá, em cảm ơn chị Hà Ngọc Linh Nguyễn rất là nhiều. F21 ok chị luôn này. F21 đỉnh luôn, em cảm ơn chị Bích Phượng rất là nhiều. Mọi người thấy chưa? Mọi người đọc comment đi, em mới đọc qua có mấy người. F21 siêu đỉnh nhé, hôm nay mặc đi tập nè, mặc sướng lắm, chính xác. Bà nào đi tập gym đồ, bà nào đi tập mình nhận mặc ok lắm. Em cảm ơn chị Đỗ Hồng rất là nhiều. F21 mặc thì thần sầu luôn, em cảm ơn chị Việt Nam rất là nhiều. Chị Thu Hoài Vũ, F21 chất đẹp giá quá rẻ, em cảm ơn chị Thu. Chị Lệ Dương, F21 nhà Linh quá đẹp, dày dặn lắm. Trời ơi em cảm ơn mọi người rất nhiều, rất nhiều nha. Trời ơi mọi người dành cho em quá nhiều lời khen. Và em thấy chưa thấy một khách nào chê cả, thật sự. Thì em mới nói như thế này này, nay mới lĩnh lương và gặp bà Linh sản nghiệp luôn. Em cảm ơn chị Minh Đăng rất là nhiều. Em nói mọi người này, trong tất cả các mã hàng nhà em ấy, trong các mã quần ấy, thì em khuyên tất cả các chị ở đây nhá, nên lấy thử một quần này thôi. Và như em đã hứa với mọi người là sao ạ? Khi mọi người lấy một quần hàng đến mà đẹp, các chị sẽ cảm thấy tiếc và muốn mua thêm, thì lúc đấy các chị lại tốn thêm 30.000 tiền ship. Thế nên em mới nói là mọi người cứ lấy hai cái đi. Hàng đến kiểm tra hàng, nếu đẹp thì lấy cả hai, nếu không đẹp mình hoàn luôn cho bưu tá cả hai. Đó là lý do tại sao em nói mọi người là cứ lấy hai cái đi. Lẻ một chiếc là 88.000, mua từ hai chiếc là 85.000. Còn tất cả những khách hàng lúc nãy giờ ở đây, mà nếu như có ai là em nhờ comment hay là em nhờ nick ảo comment, thì gì ạ? Thử mua một quần lại tiếc, đã từng bị mua hai lần. Em cảm ơn chị Bông Bông rất là nhiều. Em rất hiểu ý khách luôn, bởi vì em bán hàng 5 năm rồi. Cho nên em hiểu từ cái cách mua cho các chị và nên mua thế nào cho nó hợp lý nhất luôn ấy. Thật lòng luôn. 88.000 một chiếc và mua từ hai chiếc là 55.000, được kiểm tra hàng, được bóc ra trước và bưu tá được sờ chất, ưng thì mới giả tiền, được chưa? Và em bán hơn 6.000 chiếc rồi. Và nếu như mà từ nãy giờ những khách mà vào khen mà có em nhờ, hay là em dùng nick ảo comment, hay là em tác động một cái gì đến những người đó comment, em mất sạch lọc không bán được hàng nữa, được chưa? F21 mặc bao sướng luôn, vải đẹp nữa, đồ nhà chị Linh vừa rẻ vừa đẹp. Cảm ơn Như Hiền rất là nhiều. Đấy, đó là tất cả những cái khách hàng đã mua của nhà em và người ta vào phản hồi thôi, chứ em không có khái niệm nhờ người khen hay là lập nick ảo để khen đâu các chị nhá. Yên tâm là như thế.
em 21 chất đẹp đúng không chị? Chính xác, em cảm ơn chị rất là nhiều. Còn ví dụ trừ khi các chị nhận hàng hơi rộng hay là hơi chật hay là bị lỗi thì đó là cái điều không tránh khỏi. Chứ còn để mà nói và để mà đánh giá là ở cái quần này chất xấu hay là form xấu thì em chưa thấy khách nào chê luôn. Ui dồi ôi, áo này mà không mát nữa thì không có cái áo nào mát luôn. Mát vãi chưởng luôn, áo này gọi là sơ mi lụa anh nhá. Em đùi to mặc lên sướng thật, em đặt thêm cho cả cháu mặc. Cảm ơn An Duyên rất là nhiều, cảm ơn mọi người nhá. Chị nhận được quần và F21 rồi, đỉnh quá em ơi. Chưa bao giờ mua online mà mê như nhà em Linh. Cảm ơn em Linh nhiều, trời ơi em cảm ơn chị rất là nhiều. Em phải cảm ơn chị mới đúng chứ. Áo này sẽ gọi giúp em là sơ mi lụa. Áo này thì em có 4 màu. Sơ mi lụa này thì form rất là to, em bao vừa thoải mái đến 70 cân đổ về. Các chị nhìn cái chất này. Chất này là nhân viên em bóc từ túi ra và treo ở đây, không hề là, nói đi bất lập luôn nhá. Bóc từ túi ra và treo nó đẹp như thế này rồi, không cần phải là mã nào mà cần là thì em sẽ nói với mọi người. Ví dụ như hôm trước cái mã A1 nó là chất thôn đến, và em nói nhăn là em nói nhăn chứ không hề bốc phét nha. Nhưng mọi người có nhớ cái mã A1 mà hôm khai xuân em bán không? Em có nói rõ với khách hàng là chị ơi, các chị ơi, chất này là nó nhăn nhé, chị nào cảm thấy ok thì hãng mua. Bởi vì có như nào thì nói với khách như thế thì mới bền lâu được các chị ơi. Nhìn giúp em này, đẹp chưa? Em đang mặc ở đây là chân váy tắc ta mã là CV1. Và áo này sẽ ghi giúp em là sơ mi lụa. Sơ mi lụa này màu em đang mặc sẽ là màu gì ạ? Màu em đang mặc sẽ gọi cho em là màu sữa. Sơ mi lụa màu này cho em sẽ là màu trắng. Sơ mi lụa màu này cho em sẽ là màu cốm. Và sơ mi lụa màu cuối cùng cho em sẽ là màu hồng. Riêng sơ mi lụa này mà chê chất nóng được hoàn hàng lại và quay ở đây bóc phốt em, được chưa? Sơ mi lụa kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Sơ mi lụa kèm màu và kèm số điện thoại và rất là rẻ luôn, rẻ lắm luôn. 113.000 đồng một áo, được kiểm tra hàng nha. Ghi hiểu em mã này, ghi giúp em là sơ mi lụa và kèm màu và kèm số điện thoại. 113.000 đồng, từ từ. Em thay cái đôi sục cho nó lịch sự. 113.000 đồng một cái. Chị ơi nếu như mà muốn phản hồi với nhân viên, chị vui lòng inbox vào cái số điện thoại. Quần vẩy đẹp lắm chị ơi, hu hu. Em đặt thêm quần vẩy 2M cái gì đấy. Cảm ơn em rất nhiều nhé. Quần vẩy 99.000 vẫn chốt. Và sau cái này em sẽ mặc luôn. Đây em đang mặc ở đây là CV1. CV1 nhà em Linh có tất cả là 3 màu. CV1 màu em đang mặc sẽ là màu đen. CV1 màu này cho em sẽ là màu kem. Và CV1 màu này cho em sẽ là màu nâu. Bây giờ em sẽ mặc cái CV1 nâu và mặc cái sơ mi trắng này cho các chị luôn. Sơ mi lụa kèm màu và kèm số điện thoại 113.000. Cộng với chân váy này ngày hôm nay em bán cho các chị 106.000. 113 cộng 106 là 219.000 cả set. Công mặc công sở, mặc đi làm, mặc đi chơi, mặc đi du lịch đều quá là ok luôn, đúng không ạ? Ghi em mã này sẽ là sơ mi lụa sữa. Sơ mi lụa sữa và CV1. Và CV1 nhà em là có tận 3 set ML thoải mái đến 63 cân. Chứ em không bán hàng form nhỏ. Còn sục em đang đi ở đây gọi giúp em là sục da 248.000, hàng Quảng Châu full book full hộp. Cam kết hàng Quảng Châu full book full hộp. Phát hiện ra hàng sửa Việt Nam đền tiền 100 lần. Cái sục em đang đi này, được chưa? Sục này ghi giúp em là sục da. Còn áo này gọi là sơ mi lụa này. Chân váy này gọi là CV1 này. CV1 màu đen này, CV1 màu nâu này và CV1 màu kem này. Còn sơ mi lụa màu này sẽ là màu sữa này, màu này sẽ là màu hồng này, màu này cho em sẽ là màu cốm này và màu cuối cùng cho em sẽ là màu nâu này. Cái này là nhân viên em treo ra và em mặc luôn ở đây trước mặt các chị, không hề là trước khi livestream. Cho nên là yên tâm mà nó không nhăn đâu ạ. Và ví dụ như áo trắng này em sẽ mặc với cái màu nâu quá đỉnh luôn, mọi người thấy chưa? Quan trọng là mình thích phối như thế nào, quan trọng là sở thích và quan trọng là làn da của mình phù hợp như thế nào thôi. Rất nhiều sự lựa chọn cho mọi người nha. Ghi mà em mã này sẽ là sơ mi lụa và mặc với cái này sẽ gọi giúp em là CV1. Nó là chất liệu tắc ta và nó có mã là CV1. Mã này bình thường em bán là 111, bây giờ em đang bán cho các chị là 106. Được kiểm tra hàng thoải mái và kể cả chân váy này đóng thùng với áo này thành một set luôn. Eo ơi nhìn giống nhau đến nỗi giống như set luôn, nhưng nó là hai chất hoàn toàn khác nhau đấy ạ. Bây giờ em sẽ mặc áo trắng và chân váy nâu này cho mọi người, sau đó em tiếp tục qua mã tiếp theo, được chưa? Mọi người từ từ nhá, hôm nay rất nhiều hàng đẹp thật sự. Là nếu như mà livestream này ngày hôm nay mà các chị không mua là một điều hối tiếc đấy ạ. Rất là hối tiếc luôn. Thứ nhất là hàng đẹp và thứ hai là em bán rất là rẻ, các chị có biết đấy. Và thứ ba là em tặng quà rất là nhiều. Tại sao thì em có nói rồi, tại vì tương tác đợt này rất kém, em bắt buộc phải như vậy thì em mới có thể tồn tại được ấy mọi người ơi. Và cái quan trọng là em nói rồi, ví dụ như em nghỉ 5 ngày, em nghỉ 1 tuần, tiếc thì có tiếc thật. Nhưng mà để mà nói là chết đói thì cũng không chết đói được, để mà nói là không có tiền tiêu thì cũng không phải. Nhưng mà nếu như mà em nghỉ thì bắt buộc là nhân viên em cũng phải nghỉ. Mà khi mà em đã tuyển nhân viên thì không thể nào là ừ hôm nay có việc thì em ơi em đến làm đi, mai không có việc, em ơi ngày mai nghỉ nhá, không có việc. Như thế không được. Cho nên là bắt buộc là bây giờ em phải bán cho có đơn. Và em phải bán thật rẻ thì mới có đơn. Và em phải tặng thật nhiều quà ấy mọi người. Đây bây giờ em sẽ mặc sang màu nâu và sẽ mặc với sơ mi trắng nhá. Được chưa? Sơ mi lụa kèm màu và kèm số điện thoại 100 bao nhiêu ạ? Sơ mi lụa của em là 100
13.000 đồng nha, 113.000 đồng. Chia sẻ mạnh mẽ lên giúp em, chia sẻ nhiều lên giúp em. Và mọi người đừng quên là livestream này hôm nay em tặng mọi người tận 2 triệu đồng cơ mà. Bình thường tặng lẹt đà lẹt đẹt 500-600.000, 200-300.000. Nghiện em này mất rồi. Em cảm ơn chị Hà Ngọc Linh Nguyễn rất là nhiều. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Vì chắc chắn ở đây thì rất là nhiều. Mọi người em bày cho mọi người một cách chia sẻ mà không bị chặn, là mọi người cứ chia sẻ một ít thôi. Một lúc sau 5, 10, 15 phút sau các chị vào chia sẻ lại. Cứ kéo dài từ khi em bật like đến khi em tắt like được. Đó là cái cách để mọi người không bị chặn chia sẻ. Đấy là em chỉ cho khách đấy, một cái mẹo đấy. Ví dụ như là mình đừng chia sẻ liên tục 10, 15 phút mà mình cứ chia sẻ này, rồi mình lại nghỉ này, rồi mình lại ra ngoài làm gì. Nếu mà không mua hàng thì cứ ra ngoài làm gì, một lúc sau lại vào chia sẻ. Đấy là cái mẹo để mọi người không bị chặn. Còn em nói thật, bản thân em lúc nào cũng muốn tặng nhiều, bởi vì tặng nhiều thì em có đồng nghĩa với việc là em view cao, mà view cao thì đồng nghĩa với việc là em được bán được nhiều, mà bán được nhiều thì tặng nhiều, cái đấy là chuyện bình thường. Quần kaki về đẹp lắm, ủng hộ nhà Linh suốt, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Bây giờ em sẽ mặc sang cái CV1 này. Trời ơi, ta nói quá trời. Em mặc áo cổ tàu đi, ok, sau cái này em mặc áo cổ tàu chị nhá. À, nhà Linh sang xịn mịn chất lượng, em cảm ơn chị Ngoan Bùi rất là nhiều ạ. Các chị cứ ưng là được, các chị cứ cảm thấy ưng là được, được chưa? Ưng thì quay lại chỉ cần feedback cho em, ủng hộ em hoặc là xem live stream của em cho tăng mắt là em cũng đã ủng hộ, cảm ơn mọi người lắm rồi. Đây mọi người nhìn giúp em này, bày hình như là em chưa mặc cái chân váy như này màu nâu bao giờ, hôm nay mới bắt đầu mặc này, mọi người thấy chưa? Rất là hợp đúng không? Em đang mặc ở đây là sơ mi lụa màu trắng và nó không hề mỏng, không hề lộ đâu. Em đang mặc áo dây ở bên trong, cam kết là áo này em không hề là trước khi live stream nhá, nói điều mất lọc luôn. Cam kết là áo này không hề là trước khi live stream. Và đối với cái set màu này thì em lại xin phép phối với cái túi màu này cho nó hợp tông. Như lúc nãy là màu đen thì em phối với cái túi này. Túi này sẽ gọi là túi xích đen, và túi này thì sẽ gọi là túi xích sữa. 194.000 hàng Quảng Châu full book. À full hàng Quảng Châu cao cấp nha mọi người. Mọi người nhìn giúp em này, rất là cùng tông, rất là hợp tông. Bây giờ là em lại đi thêm một cái đôi sục này nữa này, sơ mi lụa em bao vừa đến 70kg đấy mọi người thấy chưa. Mặc cái set này mà không lịch sự, đi làm công sở này, đi chơi này, đi cà phê bạn bè này, quá lịch sự, đi gặp đối tác khách hàng này, tiếp khách này, trời ơi ta nói. Em nói thật là bây giờ mọi người không mua set này là phí đấy. Áo này em chỉ về được 100 chiếc thôi, bởi vì áo này hiện tại đang hết hàng và em đang đặt phải chờ 5 ngày nữa mới có hàng. Chị Yến Nhi lên số điện thoại giúp em. Bây giờ em đọc lại bảng màu chân váy một lần nữa, em đọc lại bảng màu áo một lần nữa và sau đó em qua mẫu nhá. Chân váy em đang mặc mã của nó là CV1, anh kẹp lại cho em màu đen. Áo em đang mặc mã của nó là sơ mi lụa, màu em đang mặc sẽ gọi là màu trắng, form to 70 cân đổ về, mặc được 48 cân, mặc size S, y xỉ như em đang mặc. Mã thứ hai màu này cho em sẽ là sơ mi lụa trắng, màu thứ hai cho em sẽ là sơ mi lụa sữa, màu thứ ba cho em sẽ là sơ mi lụa cốm, và màu cuối cùng cho em sẽ là sơ mi lụa hồng. Sơ mi lụa em có tất cả là 4 màu, còn CV1 em có tất cả là 3 màu. Mọi người nhá, nghe kỹ giúp em để em tư vấn để cho các chị chốt đơn này, nghe kỹ giúp em đã này rồi hãng chốt đơn nhá. CV1 màu em đang mặc là màu nâu, màu này là mới về và đây cũng là lần đầu tiên em mặc màu này luôn đấy. Và đương nhiên hàng nhà em luôn luôn có lớp lót quần ở đằng trong, lúc nào có lớp lót quần để mọi người mặc không sợ bị lộ bị hở. Chứ ví dụ như chân váy này mà không có lớp lót quần không bao giờ các chị tự tin để các chị mặc được, chắc chắn là như vậy rồi, được chưa? Mã của nó sẽ là CV1 và bây giờ em bắt đầu đọc bảng size này. 49 cân đổ về mặc giúp em size S. 50 cân đến 55 cân mình mặc giúp em size 55 đến 56 cân mặc size M. Từ tầm 56 đến 63 cân mình mặc giúp em size L. Form nhà em là form to. CV1 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Sơ mi lụa trắng kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 113 cộng 106 thì cả set này là 219 đúng không ạ? Và được kiểm hàng rồi mới trả tiền. Em qua mẫu tiếp theo luôn ở đây nhá. Các chị chốt quá nhiều rồi. Em qua mẫu luôn tiếp theo ở đây, cho lên cho mọi người cái mã này. Nhưng mà thật ra cái mã này bây giờ đang thiếu đơn nhiều quá, không biết có nên lên hay không. Cái mã này này, em đang thiếu đơn quá nhiều. Em hôm trước em bán được hơn 500 chiếc, thành ra bây giờ đang bị thiếu đơn nhiều ấy. Còn CV1 màu em đang mặc sẽ là màu nâu, lại tụt view rồi, chia sẻ nhiều lên đi mọi người ơi. Chia sẻ đi anh ơi. Mọi người nhá, từ giờ đến khi em tắt like phải chia sẻ cho đủ 5.000 lượt thì em sẽ tặng 10 người. Còn nếu không thì em cứ nhân lên 500 lượt sẽ tương đương với 1 người. Bây giờ đang là hình như là 3.500 là phải được 7 người rồi. CV1 màu em đang mặc sẽ là màu nâu, CV1 màu này sẽ là màu kem và CV1 màu này sẽ là màu đen. Full 3 size SML 106.000 đồng. Bây giờ em mặc sang cho mọi người cái mã sơ mi này, là một cái mã sơ mi ngày hôm nay phải nói là em nghĩ rằng là đây sẽ là mã sơ mi hot nhất ngày hôm nay. Đây sơ mi này này, sơ mi này gọi là A100. Màu trắng này mặc với chân váy này cũng đỉnh cao luôn. Màu này sẽ là màu nâu và màu này sẽ là màu rêu. Một cái mã sơ mi mà em Linh mặc đủ 3 màu thì các chị phải biết rằng là nó quá đẹp. Nó quá đẹp. Áo phông vịt em lên rồi chị ơi, phông vịt của em là 91.000. Em bảo đây sẽ là livestream rẻ nhất từ trước đến bây giờ. Nên là mọi người tranh thủ chốt đơn nhá, tranh thủ chốt đơn giúp em. Sơ mi lụa nhá, sơ mi lụa kèm màu và kèm số điện thoại, lại tiếp tục tụt view với các chị ơi. Lên váy đi chị. Em các chị em bảo
Nếu như là mua váy thì ngày hôm nay nhất định mua váy này, nhất định mua váy này này. Váy này gọi là V100. Phải không anh nhỉ? V100 đúng không? Ừ. V100 174.000, đẹp kinh khủng, lúc nãy em mặc cả hai màu luôn con V100 này. Nếu như hôm nay mua váy thì nên mua váy này, em nói thật. Nếu như hôm nay mua váy thì nên mua váy này. Có cái set VIP này của em nói thật lòng với các chị là bây giờ đang nợ đơn cả mẫu váy, cả mẫu set đỉnh, không phải set VIP, nhầm, set đỉnh. Em đang nợ đơn cả phiên bản quần, cả nợ đơn cả phiên bản váy, nên là hôm nay em không muốn lên với mọi người, được chưa? Áo này sẽ là A100 gì? A100 gel, A100 nâu và A100 trắng. Em mặc cho mọi người một màu nhé. Em đảm bảo là các chị nghiện luôn, chắc chắn là các chị nghiện luôn. Em qua mẫu sơ mi lụa, riêng hai mã sơ mi này em khuyên các chị này, mỗi mẫu lấy một màu. Mỗi mẫu lấy một chiếc. Ví dụ lấy thử một cái lụa và lấy một cái A100. Em nghĩ rằng là các chị sẽ quay lại để mua thêm cái mã sơ mi này. Thật lòng luôn đấy, em nghĩ rằng là các chị sẽ quay lại để mua thêm đấy. Mọi người nhìn form của nó này, form của con lụa này rất là to, 70 cân đổ về thoải mái đúng không? Và kể cả không cần đóng thùng vẫn đẹp, chứ không phải nhất nhất là các chị phải đóng thùng đâu đây này. Em mặc không đóng thùng nó vẫn rất là đẹp nha, đúng không? Đây em sẽ mặc A100. À quên, cái này là A gì? Cái này là gì? Cái này là gì? A mấy nhỉ? Cái kia không phải V100 đâu. Thế có kia là V mấy? Sao em hỏi V100 anh cũng ừ. Cái này là V mấy? Hả? V4. Con này là V4, em xin lỗi mọi người nhé, không phải V100 đâu. V4. Em xin lỗi nha, V4 và A100. Nếu như ai comment V100 thì sửa lại giúp em là V4. Còn cái áo này là A100 nhé, không phải V100 đâu. Em xin lỗi mọi người, em nhầm ạ. Được chưa? Em qua mẫu tiếp theo này, bây giờ em mặc cho mọi người nhanh cái áo này này. Áo này sẽ gọi là A4. Khổ, bị nhầm chị ơi, tại vì là A100, nhiều mã quá nên là bị nhầm ấy. Quần kẻ đen ok chị, cái này sẽ là A100 và cách số điện thoại. Đây chắc chắn là cái áo mà sơ mi hot nhất tối ngày hôm nay, mọi người thấy chưa? Màu trắng em mặc với cái chân váy tartan nâu này, mã là CV1 nâu, nó là siêu đỉnh luôn. Đây, nguyên cái set này các chị nhìn hộ em lên xem có đẹp không ạ? Em hỏi thật các chị có thấy đẹp không? Nó là một cái dáng cổ tàu, nó là một cái dáng đúng cổ tàu luôn. Các chị cúc hẳn lên như thế này cũng đẹp, mà các chị bỏ ra cũng đẹp. Và chắc chắn đây là mà áo mà chắc chắn em sẽ lấy mặc trong ngày hôm nay. Chắc chắn em phải lấy, em không cần biết là khách có mua nhiều hay không, nhưng bản thân em Linh chắc chắn là sẽ lấy. Thề đi mất lọc luôn, mọi người nhìn giúp em này. Cái màu túi mình đang rất là tông với màu váy, rất là sang và rất là hợp. Mọi người nhìn xem có hợp không ạ? Và không cần phải đóng thùng. Mặc thế này nó là quá đẹp, cái form mà nó đẹp, không cần đóng thùng đâu. Ghi hiểu em, mã này sẽ là A100 kèm màu và kèm số điện thoại. 154.000 đồng một áo, thề. Set này mà các chị mặc không xinh thì từ bây giờ nhìn thấy em là block em luôn. Không xứng đáng để bán hàng cho các chị nữa, em nói thật lòng đấy. Set này mà các chị mặc thử không xinh từ bây giờ thấy em là block luôn đi. Không phải em livestream của em nữa đâu, thật đấy. V4 các chị chờ em một tí. Tại sao các chị em nói như vậy các chị biết không? Tại vì em quá tự tin với mã này, tại vì nó quá đẹp thì em mới nói như thế. Thật lòng luôn. Này, kiểu em nghĩ là kể cả chị nào khó tính nhất cũng không chê được mã này đâu. A100 kèm màu và kèm số điện thoại. Em có A100 màu này sẽ là màu trắng. Em có A100 màu này sẽ là màu nâu. Và em có A100 màu này cho em sẽ là màu gì? Màu gel đúng không anh nhỉ? Màu này em gọi là màu gel đúng không? A100 kèm màu và kèm số điện thoại. Chất liệu này là nó là một cái chất liệu mà nó kiểu thô mềm và nó không nhăn. Nhân viên của em treo ra là em mặc mẫu ở đây luôn cho các chị, chứ không hề lá trước khi livestream. Không hề nhăn nhá, không hề nhăn và không hề lá trước khi livestream. A100 kèm màu và kèm số điện thoại. Em có A100 màu, em đang mặc là màu trắng. Em nói thật, lấy nguyên set này về mặc thử mà không thấy đẹp, từ bây giờ đừng có nghe mồm em. Em quảng cáo nhà cũng đừng bao giờ nghe mồm em nữa. Thật lòng ấy, em nói thật đấy. A100 trắng này, A100 gì ạ? Nâu này và A100 gì ạ? Gel này. Em chốt trong line này là bao nhiêu ạ? 154.000 đồng. Em khẳng định luôn là chưa có một ai like mẫu này hết. Nếu các chị mua nhà em, các chị sẽ được mặc đầu tiên và không giống ai hết. Vì mã này thậm chí hot girl còn chưa bán. Hot girl còn chưa bán, cái bạn mặc mẫu đấy cũng không hot lắm đâu. Cái bạn này em không biết là vì bạn đấy lần đầu tiên em thấy áp ảnh thôi, chứ không phải là hot girl mà. Hot girl còn chưa bán mã này luôn. Ghi hiểu em, mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? A100 màu trắng và đang mặc với CV1. CV1 của em là chất liệu tacta, có 3 màu nâu đen sữa, có 3 size SML, thoải mái đến 63 cân đổ về mặc được. Còn áo này em bao vừa 68 cân đổ về mặc được. Thôi em qua mẫu này ở đây luôn nhá. Các chị chốt nhiều quá trời nhiều. Không biết lấy cái gì mà giả đơn cho các chị nó luôn rồi nhá. Các chị chốt quá trời nhiều rồi, em qua mẫu nhá. Mặc V4 nâu đi. Ok, bây giờ em mặc V4 này, mọi người hỏi V4 rất là nhiều. Cái này là V4, váy V4 và bây giờ em sẽ lên luôn nhá. Được chưa? Em qua mẫu tiếp theo. Chưa nhận được hàng đừng đặt lại chị ơi, nếu như mà lâu quá thì mình vui lòng gọi hotline. Nhưng mà em nói thật lòng là đợt này là nhà em lâu thật, bởi vì hàng bị thiếu nhiều. Đầu năm khan hàng vô cùng luôn, thì mọi người thông cảm giúp bên em nhá. Chứ còn không phải là do bên em sót đơn đâu, mà do là hàng thiếu quá nhiều. Đơn tồn nhà em bây giờ nhá. Này, A100 mà mix với F21 thì hết nước chấm. Tại khách nói đấy, tại khách nói nên em phối luôn cho các chị xem. Tại khách nói đấy, đấy, cảm ơn khách rất là nhiều. Đây, thử xem.
rất là nghe lời khách, mặc thử con em 21 này nhá. Vì đây là em đang tham khảo nhá, tham khảo em nghĩ là hợp đấy, em nghĩ là khách nói đúng đấy. Bây giờ em sẽ mặc thử cho mọi người. Áo này sẽ ghi giúp em là A100 kèm màu và kèm số điện thoại nhá. Kèm màu và kèm số điện thoại. A100 kèm màu và em sẽ mặc sang màu này đi. Mặc sang màu này, lúc nãy em mặc màu trắng, bây giờ mặc sang màu này và mặc với con legging đi, F21 luôn. Tại vì từ đầu line đến bây giờ cũng chưa mặc F21 luôn. Và F21 là một cái mã quần mà em bán được hơn 6.000 quần rồi. Và khi mà em hỏi trên cái livestream cái thời điểm mà lúc đấy là 3.000 người xem, em hỏi là ai nhận được F21 nhà em, phải cho em xin một câu phản hồi. Và thật sự là chưa, không có một khách nào vào chê, toàn là khách vào khen. Ủa ôi, quả có quả mặc cồng kềnh đấy, lồng vào xong cuối cùng vẫn phải cúc, ngáo vãi trưởng. Em thấy em bị ngáo thật đấy mọi người. Đây này, mọi người nhìn giúp em cái màu này, trời ơi nó phải gọi là quá đẹp. Like cũ ship hết chưa Linh, trời ơi làm sao ship hết được chị, chốt còn chưa hết chứ đừng nói là ship hết. F21 size như nào bây giờ mới bắt đầu tư vấn nè chị. Rồi bây giờ này, mọi người thấy chưa, em đang mặc tạm thế này và đây, kể cả mặc này cũng xinh thì mình có thể thay bằng cái CV1 đen. Cách phối màu thì tùy mọi người thôi, tùy mọi người thích phối. F21 đỉnh chị à, cảm ơn anh Huyền rất là nhiều. Em đã nói là khi mà em hỏi ấy là có ai nhận được F21 nhà em và cảm thấy như thế nào, khách vào khen 100%. Từ đầu đến bây giờ chỉ có duy nhất một khách vào comment là nhận hàng bị lỗi và chưa được xử lý cách đây hình như 4 hay 5 ngày ấy. Đấy thế thôi. Còn không có một khách nào vào chê là ủi cái F21 này chất xấu thế, ủi F21 này cái này cái gì nhỉ, là form xấu thế, là em chưa thấy ai, thật sự là chưa thấy ai. Đây này, size em đang cầm ở đây là size S. Và bây giờ em đang mặc một cái quần ở đằng trong, nó mặc quả áo cười đau bụng, lộn vào xong cuối cùng là không cúc một cái cúc nào, cũng lộn vào như thật. Nói em đã bảo em bị ngáo à mọi người. Bây giờ em sẽ mặc cái quần F21 này cho mọi người nhá. F21 và áo đang mặc, đừng ghi áo đang mặc chị ơi, chị ghi giúp em là A100 gel và cách số điện thoại, không ghi là đang mặc. Tại vì một cái live stream em mặc 1 tỷ thứ, các chị ghi như thế thì nhân viên sẽ không biết là các chị đặt cái gì đâu nha. Nha, đơn ngay, đơn 10 ngày chưa nhận được thì chắc là do thiếu đơn rồi, bên em đang cố gắng hết sức mình để làm sao ạ, để đi đơn cho các chị một cách nhanh nhất rồi, thì các chị bình tĩnh nhá. Còn nếu như mà lâu quá mà mình chưa nhận được hàng thì mình có thể gì ạ? À gì, gọi hotline. Đỉnh luôn chị ơi, em đang mặc, cảm ơn Quỳnh Quỳnh rất là nhiều. Trời ơi các chị thấy chưa, ôi khách của em quá là tuyệt vời. Áo này mặc với quần này là đẹp luôn này, hợp lý đấy. Khách của em gọi là tư vấn hơi bị ok luôn đấy, mọi người nhìn nhá. Em đang mặc ở đây là A100 gel đúng không, mọi người có thể cúc hết lên cũng được, mà cúc vừa vừa nhẹ cũng được, kéo cái áo ngực xuống. À đây em đang mặc kéo dây thái ở bên trong, mặc ngay cho nó thoáng cổ, đẹp chưa. Đấy, và bây giờ túi xích đỉnh sữa hàng hạ, túi xích sữa đỉnh cái gì đấy, đỉnh như hàng gì đấy. Em cảm ơn chị nhiều, em không kịp đọc comment vì comment nhảy nhanh quá. Đây này, mọi người nhìn cái F21 này sau đã thấy hàng chốt này. Cái F21 của em này mọi người thấy chưa, đó nhìn này, nó rất là cao, cạp nó rất là cao, ôm sát sàn sạt như thế này, được chưa, ôm sát sàn sạt và cạp của nó dài từ đây đến đây, dài và dày, cho nên nó ôm sát vào bụng để làm sao cảm giác như nó là một cái quần nịt bụng hơi nhẹ nhẹ, ép mùng bụng hơi nhẹ nhẹ đó. Và em đang mặc ở đây là size S. Trước khi mặc là em dơ size ra, tất cả các bạn cùng xem rồi đúng không, là chính xác là xác nhận cho em là size S đúng chưa. Và em đang mặc size S thoải mái, cái rốn em ở dưới này cơ mà. Và cái quần đến đây thì các chị biết rằng là cạp nó cao hay không. Và đây là em đang mặc size S, các chị nhìn này, thoải mái một cách vô cùng. Đây là cái quần mà em mặc mẫu từ live stream đầu tiên cho đến ngày hôm nay, là hôm khai xuân đến bây giờ là mười mấy ngày, là ngày nào live stream em cũng mặc mẫu cái quần này, mặc đi rồi mặc lại. Chị Hải Yến Nguyễn lên số điện thoại giúp em, đây là quần mẫu của em chứ em không mang quần này về nhà, là cứ lên live stream ở đây là mặc đúng cái quần này cho mọi người. Và bây giờ em mới bắt đầu tư vấn mặc size nhá. Đây mọi người nhìn này, khách bảo là cái A100 này mặc với F21 là đỉnh, thì em nghe lời khách và em thấy nó đỉnh thật, rất là hợp nhau luôn, rất là hợp nhau luôn nhá. Bây giờ em tư vấn này, treo lại cho em cái áo này màu trắng chưa. F21 của em là có 3-4 size S, M, L và XL. S, M, L là XL nha. 50 cân mặc size M hơi rộng à chị ơi? Đúng rồi, tại vì em tư vấn là từ tầm 50 đổ về mặc S thì 51 đổ lên là sẽ mặc M. Thì cái cân nặng của chị là nằm giữa hai size S, M với chị. Thì nếu mà 50 chị mặc M hơi rộng thì chị mặc S giúp em. Tại vì như em đã tư vấn là từ 50 cân đổ về là mặc size S, từ 51 cân đổ lên là mặc size M. Mà mình 50 cân mà mình mặc S thì nó là hơi mà mình mặc M thì nó là hơi rộng, là đúng rồi chị ạ. Nó là hơi rộng. Tại vì chất này nó giãn nhiều vào form của em, cái này là form to, được chưa? Bây giờ em bắt đầu tư vấn mặc size này. 50 cân đổ về mình mặc giúp em size S. Từ 51 cho đến tầm từ 51 cho đến tầm 56 cân mình mặc giúp em size M. Từ 57 đến 63 cân mình mặc giúp em size L. Và từ 64 cho đến tầm 68 cân mình mặc giúp em size XL. Mình nghe kỹ bảng size giúp em. Và quần nhà em khi mọi người nhận hàng nó sẽ trong một cái túi như thế này, có cái mã F21 ở đây. Và ví dụ như cái này em đang cầm ở đây là size L, thì em đã nói rồi, các chị hãy nghe lời em ở chỗ này này.
khi các chị mua một cái ấy, là 80.000 đúng không, thì cũng mất một lần, bằng một lần tiền ship là 30.000 là tổng, à 88.000, em xin lỗi, 88.000 mất 30.000 tiền ship là thành 118.000 một đơn để đến tay. Thì ví dụ như đến tay xong rồi, bóc hàng ra xong rồi, ưng rồi và mua về là nhận hàng là ưng rồi, thì lúc đấy lại bảo là ủa biết thế, bởi vì thường của Letting mọi người lúc nào cũng sẽ mua hai cái, phải mặc thay đổi chứ. Thành ra là mọi người làm sao, mọi người sẽ thấy tiếc và ủa biết thế, tao lấy hai cái, bây giờ tao lấy thêm cái nữa lại mất thêm 30.000 tiền ship, vị trí hai cái quần mất 60.000 tiền ship, trong cái quần thì có 80.000. Thế thành ra là em khuyên mọi người này là đặt hàng ấy thì cứ đặt hai cái để làm gì, để được tính rẻ hơn là 85.000 một quần. Và để làm gì, để nếu đẹp thì không phải mua thêm một lần nữa, tốn thêm một lần tiền ship. Và để làm gì, và nếu như nhận hàng chất không đẹp thì vẫn được hoàn cả hai quần. Chứ bên em không bao giờ có khái niệm ép khách nhận hàng, được chưa? Đây mọi người nhìn giúp em này, khi hàng đến bóc hẳn cái quần này ra khỏi cái túi này luôn, xem luôn, ưng thì mới nhận, được chưa? Áo A100 này em không nhàu đâu chị ơi. Tại vì sao? Chị ơi, cái chân váy đấy em nói thật là em lấy về sẵn đây này, em lấy về đây này. Đây, đây. Chị hỏi từ nay đến giờ thì em cũng trả lời luôn là em về đây rồi. Nhưng em nói thật lòng với chị, nó ngắn quá, em không mặc được. Eo ơi, mặc kiểu nhìn nó em thấy nó vô duyên ấy. Nó ngắn theo cái kiểu gọi là nó kiểu cứ bị kiểu gì ý. Hai nhà chị lên cái gì cũng rẻ mà đẹp. Tết em mặc quần tất không rách tí gì luôn, rẻ mà xịn hơn quần em mua cái gì đấy. Cảm ơn em rất nhiều nha, comment dài quá chị không đọc kịp. Đây, em đã đăng lên có nghĩa là em có hàng, là em có ở đây rồi này. Quần rẻ mà đẹp mọi người nên mua. Nhưng mà mặc lên em thấy nó cứ ngắn ngắn, nhìn như kiểu, nhìn cứ kiểu làm sao ấy, em thấy không hợp luôn ý. Thành ra là chắc là em phải đặt lại hàng khác dài hơn mọi người ạ. Chứ ngắn thế này em mặc em thấy nhìn nó cứ kiểu gì ý. Em không tự tin một tí nào, bảo em mặc cái này ra đường em không dám mặc đâu. Thế nên là em mới không lên ý, nên là em mới không treo ra đây. Lý do là bởi vì em cảm thấy chưa ưng. Mặc cái gì mà em mà chưa ưng là em không bán cho khách đâu. Bởi vì tâm lý nhá, mình phải ưng thì mình mới bán cho khách. Mình không ưng mình bán cho khách làm sao được, đúng không các chị? Ví dụ em mã này sẽ là F21, 4 size SMLXL, 88.000 đồng một quần, mua từ 2 quần là 85.000. Cứ chốt đơn 2 quần, hàng đến kiểm tra hàng đẹp lấy cả 2, không đẹp các chị hoàn cả 2, các chị cứ nghe em. Tin em đi, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là F21 kèm size và kèm số điện thoại. F21 kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Nếu biết size gì hãy để lại size, nếu không biết size gì hãy để lại cân nặng, nhân viên bên em chốt size. Còn em đọc lại bảng màu áo em nó mặc một lần nữa để mọi người hỏi quá nhiều. Áo em nó mặc sẽ là A100 rêu, màu này sẽ là A100 trắng và màu này cho em sẽ là A100 nâu. Em chắc chắn luôn với mọi người là chưa có ai like mẫu này và chưa có một hot girl nào bán mẫu này luôn. A100 em chốt trong line là 154.000. Và đương nhiên là vẫn kiểm tra hàng rồi mới ra tiền, được chưa? Nhớ nhá, F21 này bán hơn 6.000 chiếc, chưa có một khách nào vào chê đâu. Bởi vì các khách mà chê thì các chị cũng đọc được, chứ phải mình em đọc được đâu. Nếu như hàng thực sự xấu thì 3.000 người đang xem kiểu gì cũng có người vào chê, nhưng không có ai chê cả thì các chị biết rồi đấy. Rồi duy nhất một khách bảo là mặc rộng thôi, đúng không? Và đây, ví dụ như cái áo kẻ này mà mặc với legging này cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ mặc là thôi, vỡ trận đấy, nên là thôi. À trời ơi, tại sao lại em không nghĩ ra nhá. Em bảo này, em bảo mọi người này, trời ơi, nó lại là chân ái luôn. Trời ơi, sao em thông minh quá vậy. Các chị thấy không? Nè, sao nó quá là đẹp luôn, còn gì nữa. Đây, áo kẻ nâu thì đi với chân váy CV1 nâu, ai hợp phối với nhau này, hợp lý luôn. Đấy, bạn nào mua thì phối này cho em này, hợp lý luôn. Bạn đang mặc màu gì, dạ A100 màu dê, em qua mẫu luôn nhá. Các chị hỏi nhiều quá, các chị chốt nhiều quá. Em qua mẫu đã nha. Sát điểm phải tí nữa, chị ơi em lên 2 lần rồi. Không, Muji là khác. Em nói này, Muji ấy thì form nó cũng giống F21, nhưng chất nó dày hơn để phù hợp mặc mùa đông và nó đắt hơn. Còn cái này nó rẻ hơn, nó mỏng hơn và phù hợp mặc thiết thời tiết này hơn. Đó, quần này để dành làm sao? Mặc mùa xuân, mùa thu và mùa hè. Còn F21 thì các chị mặc mùa đông nhá. Được chưa ạ? Mặc mùa đông, thật ra F21 thì cũng không phải là quá dày, nhưng mà nó dày hơn quần này. Và quần này thời tiết này mặc quá đỉnh luôn. Các chị nhìn, em 50 cân mà em mặc xe S mà như này cơ mà, thoải mái một cách khủng khiếp luôn. Em nói là bà nào khó tính không chê được đâu. Nhìn form quần này, đó, đằng sau có hai túi này. Mà đây là em đang mặc cái quần ngố thái, nó có cái đường hàn này là do em mặc quần ngố thái ở bên trong. Đấy, được chưa? Chị nhận váy xếp ly dài. Cái gì đấy? À, chị lên váy xếp ly dài á, cái váy đấy gọi là váy gì nhỉ? Cái gì quên rồi. À, chân váy nhăn. Chị hỏi Hương lên số điện thoại giúp em nhé. Lên V4 đi chị ơi. Trời ơi, nhiều yêu cầu quá, bây giờ không biết lên cái gì trước luôn này. Ok, em lên con nhanh con V4 thôi, em không lên váy yếm nữa đâu, cuối live em lên nhá. Bây giờ mà lên nó là chết đấy. Lên mặc cái V4 này đi, mọi người hỏi nhiều quá. Mọi người hỏi quá nhiều chứ không phải là nhiều quá. Chị Mon Bin ơi, lên số giúp em. Thôi A100 like này là em không lên lại nữa đâu nhá. Chết luôn đấy, chết sặc nước luôn đấy. Bây giờ em lên con này. Em lên cho mọi người con này, quá là đẹp.
Có áo cúp ngực nữa không bạn? Áo cúp ngực là áo gì chị nhỉ? Áo cúp ngực là áo gì ạ? Không ạ. Nhà em hình như là chưa từng bán áo cúp ngực luôn ấy. Thật đấy. Hình như là nhà em chưa từng like áo cúp ngực luôn đó mọi người. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nha. Đủ 3.000, à được bao nhiêu lượt rồi nhỉ? Em xem nào. Đủ 5.000 lượt. Em có hai máy mà cái máy kia thì sẽ không xem được lượt chia sẻ, cho nên là em sẽ xem máy này nhá. Chờ em một chút nhá. Chờ em một tí thôi. Một chút thôi. Rồi, chiến đấu tiếp. Lên con A, A mấy nhỉ? À, V4. V4 đúng không? Được 4.000 là chia sẻ rồi đúng không? Từ giờ đến khi em tắt like chỉ cần chia sẻ đủ 1.000 nữa thôi mọi người nhá. Thật sự là lúc nào cũng chỉ, em nói thật là lúc nào em cũng đặt quyền lợi của khách lên trước ấy. Em chỉ muốn là mọi người chơi vui, vừa có tiền vừa vui, là ngày nào mọi người cũng vào chơi với em thôi. Còn em đã xác định tặng thì là tặng rồi, chứ không có tiếc đâu, không có tiếc tiền tặng đâu. Bởi vì các chị chia sẻ nhiều mà em bán được nhiều thì em tặng nhiều, chứ chả có lý do gì phải tiếc luôn ấy. Đúng không? Cái này là tiền mình tự nguyện bỏ chứ không phải là mình mất đâu mà mình tiếc. Đây cho nên mọi người chia sẻ nhiệt tình đến giúp em. Đây váy này cho em là váy V4 rất là xinh. Váy này bầu bí mặc thì quá là hợp luôn. V4 kèm màu và kèm số điện thoại. V4 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em nha mọi người. V4 kèm màu kèm số. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu nhỉ? Đây. Đâu rồi? Cái váy này, cái túi này đâu rồi? Đây. Chờ em chút. Nhanh kẻo chồng bắt đi ngủ. V4 này của em thoải mái cho các chị đến 70 cân, 68 cân đổ về là mặc đẹp. Các chị thấy chưa? 68 cân đổ về là mặc đẹp. Và hai bên có túi, bầu bí bon chen thoải mái. Ghi của em mã này sẽ là V4. Và V4 này là em có hai màu mã váy mới nhất của máy hôm nay. Đúng rồi, F21 nhà em là dành để mặc mùa hè là chính xác luôn đấy chị. Chính xác luôn đấy. Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là V4 màu đen. Và màu em đang mặc sẽ là màu bò. Cho em xin phép mặc một màu thôi nhé. Tại vì lúc nãy em mặc hai màu rồi, các chị đã chốt rất là nhiều rồi. Lên yếm sau đi ạ, chờ em một tí nhá. Em kỷ yếm đấy là em lên hai lần rồi. Hay là chờ em một chút. Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là A gì ạ? À V4 màu đen và màu em đang mặc sẽ là gì ạ? Sẽ là V4 màu bò. V4 kèm màu và kèm số điện thoại. Tụt view của em rồi, cố gắng chia sẻ mạnh mẽ, tương tác lên giúp em nhá. V4 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 174.000. Nhận hàng nhớ hãy kiểm tra hàng. Ưng thì em lấy. Em nói rất nhiều lần ở trên livestream. Mọi người mua hàng nhà em bắt buộc kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Vậy em xin phép lên cái set này này, tại vì tự nhiên em nghĩ ra cái set này em thấy nó đẹp. Nên em nghĩ là chắc là em phải lên một tí thôi. Và mọi người đừng quên là cái dép này hiện tại em đang vẫn đang bán là bao nhiêu ạ? 94.000 full size. 94.000 full size 35, 36, 37, 38, 39. 35, 36, 37, 38 và 39 bao nhiêu ạ? 94.000 đồng. Tranh thủ chốt đơn luôn giúp em nhá. 94.000. Được chưa? Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái set này. Em nghĩ là mọi người sẽ thích ấy. V4 lấy hai màu luôn. Ok chị, trời ơi, toàn đơn V4 thôi. Hôm nay trộm vía lắm nha mọi người. Hôm nay trộm vía, không biết ra đường đi chân nào mà trộm vía. Lên mã nào mà để cháy. Em thề luôn ấy. Lên từ đầu đến bây giờ lên mã nào mà, à không phải, đấy là do view cao thôi đúng không? Chứ view thấp thì lên cái quái thì chả ế. F21 kèm size và kèm số điện thoại. F21 kèm size và kèm số điện thoại. Còn cái này là V4. F21 của em là 88.000 đồng một áo. Và mua, à một quần. Và mua từ hai quần là 85.000. Tụt view rồi, chia sẻ nhiều lên giúp em nha. Đừng quên là like này em tặng cho 10 người chia sẻ like nhiều nhất. Mỗi người 200, tức là tổng là 2 triệu. Mọi người có biết 2 triệu phải tương đương, em phải bán được bao nhiêu đơn mới được 2 triệu mọi người. Nên là đừng có phụ với em, thương em với nhá. Hai cái CL ok chị luôn này, 2F21 CL chị Trịnh Nương lên số điện thoại giúp em. Mà phải đặt hàng với đó lên số này, em đang mặc ở đây là áo kẻ nâu, được chưa nào? Và bây giờ em sẽ mặc với chân váy CB1 nâu. Ôi, chưa mặc và biết hợp với nè. Túi đang đeo mã là gì? Thề luôn mình muộc dáng người rông to mà eo bé nên chả mua được ở đâu. Cái gì gặp linh cái gì đây? Ý chị là không mua được ở đâu nhưng mua được của em đúng không? Tại vì thật sự là hiện tại comment nhà em đang nhảy nhanh quá, thành ra em không đọc, tức là không kịp đọc hết một cái comment của chị luôn ấy. Rất là dài và tâm đắc nhưng mà em không kịp đọc hết. Cảm ơn chị nhá, sorry chị nhiều vì không kịp đọc hết comment của chị. Đây này mọi người nhìn giúp em này, trời ơi, em thấy em thông minh quá mọi người. Em thấy em xối cái set này quá là đẹp luôn. Hề, đẹp đấy. Chốt, và quan trọng này, cộng giá cho mọi người luôn này. Và nếu như set này nhá, em bảo mặc áo màu kẻ nâu
mặc chân váy màu nâu sữa, đi giày búp bê sữa và đeo thêm một cái túi xách sữa. Vậy thì cái set này có phải là quá hoàn hảo đúng không ạ? Và em phục vụ mọi người cả set này luôn, được chưa? Thế nên là chẳng có lý do gì mà không mua. Cái áo này mọi người biết em bán bao nhiêu? Đáng nghĩa ra áo này em phải bán 8 mấy nghìn, em nói thẳng luôn. Nhưng mà em mặc áo này làm sao? Đầu live stream là lý do thứ nhất. Và lý do thứ hai là em nói rồi, đây sẽ là live stream bán rẻ nhất từ ra Tết đến bây giờ. Bởi vì đợt này tương tác cực kỳ kém luôn, nên em bắt buộc phải bán rẻ rẻ đến mức có những mã em nói thật với chị, các chị chứ trong tối nay có những mã em chỉ được 3.000 một chiếc. Thật lòng luôn đấy, phải chấp nhận như thế. Mã này sẽ ghi giúp em là CV1 nâu. Và áo này sẽ ghi giúp em là gì? Áo kẻ nâu. Và em không phải là nói là bình thường em lãi từng đó đâu nhá. Bình thường em cũng phải lãi 10 mấy nghìn. Nhưng bây giờ em phải câu khách nha mọi người ơi. Chứ bình thường mà lãi 3 nghìn thì thôi nghỉ, chứ bán hàng làm cái gì đúng không? Ghi em mã này sẽ gọi cho em là áo kẻ nâu 76 nghìn đồng. Và chân váy này sẽ là CV1 nâu 100... À, đang định đọc 111 là giá cũ, nhưng giá mới bây giờ là 106 nghìn, được chưa? Cái này ghi giúp em là CV1 nâu, cái này ghi giúp em là CV1 đen, và cái này ghi giúp em là CV1 kem. CV1 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong line này là 106, chân váy tắt ta, đằng trong có lớp lót quần. Còn áo này gọi là áo kẻ, áo này em khuyên tất cả các chị lấy luôn hai cái và mặc. Hai cái có 176, còn nhân 2 là có 100 bao nhiêu? Người em trắng mặc để em cảm ơn chị rất là nhiều. Không trắng đâu chị ạ, bình thường. Mà trong cái line này thật sự là nó tối đen, tối mù ấy, chứ bên ngoài này em trắng hơn cơ. Nhưng mà ở trong live stream em thể nhìn mặt nó cứ tối đen thui thui như kiểu mà da đen ấy. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là gì? Áo kẻ đen. Và màu này cho em sẽ là áo kẻ nâu. Và ví dụ như áo kẻ đen này thì mình mặc, mình đóng thùng cho em với gọi là gì ạ? Với cái chân váy đen này, hợp lý chưa? Đó, rất nhiều cách phối cho mọi người. Áo kẻ đen thì có thể mặc với CV1 đen, áo kẻ đen cũng có thể mặc với CV1 kem. Còn áo kẻ nâu thì mình mặc với CV1 nâu, đó là hoàn hảo rồi. Hoàn hảo rồi. Đây, đây, một cái chân váy, một cái giày búp bê em có bán, chân váy em có bán, áo kẻ em có bán và túi xích em có bán luôn. Em phục vụ các chị từ A đến Á luôn. Chị Vũ Thanh Huyền lên số giúp em thì các đến nhà em chỉ cần xòe tiền ra thôi là có đồ đẹp mặc rồi, chứ không cần phải hỏi gì nhiều. Em phối cho mọi người luôn rồi, em suy nghĩ xem cái gì hợp lý rồi là em phối cho mọi người để mọi người đỡ phải nghĩ. Ví dụ như là mua mình áo về, mình mua cái áo này nhà con Linh bây giờ về phối với cái gì nhỉ? Thì thay vì như thế lấy luôn cả set có 100 mấy chục nghìn, 106 cộng với cả 76 thì là 180, có 182 nghìn cả bộ. Còn túi này là 194, còn giày búp bê này là 258. Giày búp bê này thì của em là hàng full book full hộp nhá, hàng full book full hộp và full màu. Ủa giày búp bê của em màu sữa, màu kem hết rồi. Đây đây nhá, giày búp bê em có cả màu đen này, em đang đi trong chân là màu sữa này. Ra lấy cho em một đôi màu kem nữa đi anh, búp bê kem nữa đi anh, búp bê qua lấy, nhưng chắc nhân viên lấy rồi. Đây này, đây là búp bê đen này, đây là búp bê sữa và một màu nữa là búp bê kem. Trời ơi, áo kẻ em mua bên chỗ khác hơn 200k, bên chị bán rẻ vãi. Cảm ơn em rất là nhiều, có gì theo dõi chị rồi lần sau ủng hộ chị nhá. Xem là hàng rẻ có chất lượng có ok hay không, hay là hàng rẻ như thế nào thì mình cứ mua thử một lần. Và mình nhớ những chị nào mà mua hàng lần như em là em lần đầu tiên á, thì nhớ giúp em một điều là hãy kiểm tra hàng trước khi nhận, để nếu như mình cảm thấy không ưng ý thì mình cứ thẳng thắn hoàn hàng lại. Và lần sau có nhìn thấy em live stream ở bất kỳ đâu thì các chị cũng không cảm thấy ấm ức, không cảm thấy là mình mất tiền cho cái con Linh này, nó bốc phét, nó bán hàng đẹp lúc nhận hàng chả ra làm sao. Hãy kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em nha các chị nha, được chưa? Em lấy thêm một giày búp bê màu kem nữa cho mọi người xem. Giày búp bê nhà em là full book full hộp như này, anh lấy size gì cũng được. Đây này, khi mọi người nhận hàng giày búp bê nhà em là nó ở trong hộp như thế này này, không phải là hàng trong túi bóng đâu nhá. Cái dép 94.000 này này thì mới là hàng trong túi bóng này. Đây này, cái dép 94.000 này em nói thẳng luôn các chị, dép 94.000 thì không bao giờ có chuyện hàng Quảng Châu đâu. Dép 94.000 là hàng Việt Nam, nhưng em đi 2 năm rồi vẫn chưa học. Đấy, nó như thế này, được chưa? Chứ không phải là hàng gì em cũng phải hàng bảo hàng Quảng Châu. Còn đây là hàng Quảng Châu mà là còn Quảng Châu cao cấp, chứ không phải là Quảng Châu rẻ tiền đâu. Mọi người nhìn giúp em này, em đố các chị đập nát được cái hộp này luôn, nó cứng đét luôn. Khi các chị nhận hàng nó là hàng full hộp nhỉ. Và em dám đứng đây tự tin nói rằng là em bán hơn 5.000 đôi giày búp bê này rồi nha. Mua hàng nhà chị từ lúc 400 người xem đến bây giờ 2.007 người xem. Trời ơi, thế thì chắc là lâu em không xem livestream của chị. Chứ mùa đông nhà chị toàn 5-7.000 người xem cơ. Và đỉnh điểm trong cuộc đời của em ấy, lúc view cao nhất là 12.000 người xem. Đấy là lúc đỉnh cao nhất đấy mọi người. Còn đợt này là thật sự là em đang bán ế đó mọi người. Đây này mọi người giúp em. Còn nếu mà xem em từ lúc 400 người thì cũng phải tầm 3 năm rồi.
Cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Đây này em bóc ra cho các chị xem, đây là một đôi mộc kem này. Đây là một đôi mộc kem. Đây em bóc ra cho các chị coi này. Giày búp bê kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Full book này, full hộp này. Full hook full hộp là như thế nào đây này mọi người ơi. Nó như thế này này. Nó có một cái giấy, một cái que, nhưng khả năng là cái đôi này là em bóc ra rồi hay sao? Đây mọi người thấy chưa? Đây một chiếc nữa đây này, em bóc ra cho các chị xem này. Đó. Mọi người thấy chưa? À đôi này chính là cái đôi hôm trước là em bóc ra để đi mẫu rồi. Ô khỉ bảo sao không thấy cái gót đâu. Đây mọi người nhìn này, còn nếu mà nhận hàng đúng là nó phải lót như này này, nó lót giấy như này và thêm một cái que vào nữa nha. Giày búp bê nhà em sẽ có những size gì? 35, 36, 37, 38 và 39. Sẽ có những màu gì? Màu này sẽ là màu kem, màu em đang đi sẽ là màu sữa, và màu này cho em sẽ là màu đen. Hàng full book và full hộp, sắp đến mùng 8 tháng 3 rồi. Mua tặng cái này quá là hợp lý. Mua tặng chị gái, em gái, tặng mẹ, tặng cô giáo của con. Em nói thật với mọi người là quá là hợp lý luôn, thật sự. Mà thậm chí nhá, cô giáo của con em còn mua hàng nhà em hơi bị nhiều luôn á. Hey, hơi bị hợp lý nha mọi người. Mua tặng các cô là các cô thích lắm. Vậy mọi người yên tâm. Em thấy cô giáo của con em là vẫn hay mua hàng nhà em lắm. Chứng tỏ là các cô cũng thích mặc mà. Thế nên là các chị mà mùng 8 tháng 3 ấy, mùng 8 tháng 3 mà sắp đến các dịp và mình muốn tặng cô một món quà gì ý nghĩa thì đây là hợp lý rồi. Quá là hợp lý rồi. Bộ cái hàng này mà các chị bình thường mà mua trong store thì đương nhiên phải là hàng triệu rưỡi rồi, không phải bàn cãi, được chưa? Giày búp bê kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em thấy là cái set này là một cái set hoàn hảo ấy, thật. Mua hai đôi hai màu nhà Linh đẹp hơn mong đợi, rất nên mua. Em cảm ơn chị Nhi Ngô rất là nhiều. Đây mọi người nhìn giúp em này, một cái set này em cảm thấy tông màu nó rất là liên quan luôn. Đây này, giày búp bê sữa CV1 nâu, nhưng mà nói là nâu nhưng thật ra nó là ánh sữa và kẻ nâu, đeo thêm một cái túi xích nâu. Có hoàn hảo không ạ? Em thấy là quá hoàn hảo cho set đồ này. Quá hợp lý cho một cái set đồ này rồi nha mọi người ơi. Thôi em qua mẫu luôn ở đây nhá. Áo kẻ màu này cho em sẽ là kẻ nâu và áo kẻ màu này cho em Linh sẽ là kẻ đỏ. 76.000 đồng. CV1 này là 106.000 đồng. Túi xích sữa này là 194.000 đồng. Và giày búp bê là 158.000 đồng. Rồi em sẽ phép qua mẫu luôn ạ. Nào xem là bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nào. Chia sẻ cho em lên đến 5.000 lượt để em tặng 10 người chia sẻ like nhiều nhất, mỗi người 2 triệu đồng. Sáng mai sẽ công bố mini game luôn và mọi người hãy vào theo dõi nhé. 4.200 lượt chia sẻ rồi, tích cực lên cho em. Để làm sao ạ? Để được chỉ cần 800 nữa là đủ rồi. Chị Vũ Thúy Quỳnh lên số điện thoại giúp em ạ. Ok, chị Anh Linh Ngô lên số điện thoại giúp em ạ. Chị Hà Nguyễn lên số điện thoại giúp em ạ. Em đang đọc những chị không có số điện thoại, còn những chị có số thì em không đọc đâu, không thể đọc hết được. B3 giá bao nhiêu? Ok, chờ em một chút ạ. Rồi bây giờ em lên quần vẩy cho mọi người này, lên cho mọi người cái quần vẩy này. Hôm nay này anh ghi giá quần vẩy cho em luôn này, cái gì hôm nay em cũng bán rẻ. Hôm nay bán quần vẩy bao nhiêu? 96.000 đồng luôn. Rẻ nhất từ trước đến bây giờ, 96.000 đồng một chiếc quần vẩy. Và quần vẩy này em mặc với cái áo kẻ đen này luôn cũng được, vẫn hợp lý luôn. Mọi người chờ em một chút thôi nhá. Ví dụ em mã này sẽ là quần vẩy kèm size và kèm số điện thoại. Quần vẩy kèm size và kèm số điện thoại giúp em ạ. Đây, chốt giúp em là quần vẩy đi ạ. Yếm đi chị, yếm vậy. Ui dồi ôi, này nhá, cầm cái quần bên này mà có thể mặc được ống bên này luôn. Các chị thấy em đẳng cấp không? Quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp luôn. À không, quần vẩy này mặc với A9 cũng đẹp ấy. Thôi áo kẻ không mặc nó đâu, mặc nhiều rồi. Quần vẩy này mặc với A9 hợp lý luôn này. A9 này, A9 kèm màu và kèm số điện thoại 82, 83 ấy nhỉ anh nhỉ? Em không thể nhớ được luôn hả? 82.000, có từng này mà từ đầu đến bây giờ vẫn không nhớ được, thể luôn ấy. Đây nhá, em sẽ mặc cho mọi người màu trắng đi, màu trắng cũng đẹp này. Màu đen thì bây giờ cùng màu đen thì nó hơi chìm. Ai mặc màu này đi cho nó trắng da. Hợp lý luôn, quá là hợp lý cho mọi người luôn. Đây, vậy em mặc cái set này nhá. Anh sụp da của em đã, à đây, phải rồi. Đây nhá, con A9 này của em này, 82.000 đồng nha. 82, 1m7 mặc chạm mắt cá như chị không? Nếu như mà chị trả lời chạm là chị bốc phét rồi em. Tại vì chị chỉ có 1m6 thôi. Mà em 1m7 thì đương nhiên là em sẽ phải mặc khác chị, là em sẽ phải mặc cộc hơn này. Cái đấy là điều rõ ràng rồi nha. Em thì có như nào em nói với khách, chứ không thể nào mà em 1m6 em mặc như này. Em lại bảo là chị 1m7 chắc chắn chị cũng mặc giống như em. Không thể nào giống được, em thấp hơn người ta 10 phân cơ. Lần đầu tiên mua hàng của em nhưng chim ưng, hàng đẹp phù hợp với giá tiền. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đó, thế nên là em mà 1m7 thì chắc chắn là sẽ cộc hơn chị đấy em ạ. Nhưng mà cộc đến đâu thì chị cũng chưa biết, tại vì chị lùn nên chị cũng không biết là 1m7 thì như thế nào đó. Mọi người nhìn giúp em này. Đó, em đang mặc áo này sẽ gọi cho em là A9. A9 và em đang mặc quần vẩy. Quần vẩy ngày hôm nay là bao nhiêu ạ? 90 mấy nghìn anh? 6 đúng không? 96.000 đồng. Quần vẩy ngày hôm nay em chốt cho các chị 96.000 mà em chưa bao giờ bán giá này ở trong livestream đâu. Chưa bao giờ em bán cái giá này ở trong livestream đâu. Xem dép đi ạ. Ok, dép của em đây. Dép này ghi cho em là dép thôi, chỉ cần ghi là dép kèm size thôi, chỉ cần ghi là dép kèm size thôi. Em chốt trong live này cho các chị là
94.000 đồng một dép, và như em đang cầm ở đây là size 35. Đây size 35 nhá. 94.000 đồng một dép. Và đương nhiên là em bán 94.000 thì các chị vẫn kiểm hàng, đẹp mới lấy, không đẹp thì thôi. Quần vải đẹp xuất sắc, em chưa mặc quần rộng bao giờ, cứ nghĩ mặc lên không đẹp nhưng lại đẹp như thế. Cảm ơn Linh Trung rất là nhiều, cảm ơn em nhá. Quần vải nhà em có những size gì? 4 size SML, XL. Có giá là bao nhiêu? Hôm nay em bán 96.000 đồng. 4 size SML từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Em đọc bảng size này. 48 cân đổ về mình mặc cho em size F. Từ 49 đến 52 mình mặc size M. Từ 53 đến 56 mình mặc size L. Và từ 57 đến 60 mình mặc size XL. Em có tổng 4 size SML. Mã của nó sẽ là quần vải. Và em chốt trong like này cho các chị là 96.000 đồng. Em bảo đây chắc chắn là cái like mà rẻ nhất từ đầu năm đến bây giờ. Là mọi người thấy đấy, tất cả các sản phẩm em đều bán rẻ hơn cả bình thường nữa cơ, đúng không? Và kể cả ví dụ quần vải này, mọi người mặc đóng thùng với áo cắn này cũng nhức nách luôn, đúng không ạ? Thế nên là mọi người tranh thủ chốt đơn nhá. Còn áo em đang mặc bây giờ em bắt đầu giới thiệu này. Áo em đang mặc sẽ có mã là A9. A9 màu em đang mặc sẽ là màu bò. A9 màu này, trời ơi, like này chưa lên được áo đá luôn. Áo đá nhà em bán 3-4.000 chiếc rồi. Like này quá nhiều mẫu hot nên chưa lên được áo đá luôn. A9 màu này cho em sẽ là màu bò hay là màu rêu anh nhỉ? Em quên mẹ em gọi màu này là màu gì. Từ. Rêu hay bò? Hình như rêu. Chờ em một chút. Sao tự nhiên tụt mất của em mấy trăm người coi vậy các chị? Hả? Bò. A9 màu này cho em sẽ là màu bò. A9 màu này cho em sẽ là màu trắng. A9 màu này cho em sẽ là màu nâu. Và A9 màu này cho em sẽ là màu đen. A9 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là 82.000 đồng. 80 set Mai Phương Bùi thế nào chị? Cho mọi người cứ gọi cái set này là của Mai Phương Bùi. Cái set này là hình như Mai Phương Bùi là người mặc đầu tiên hay sao ấy. Set này sẽ đi giúp em là set gì ạ? Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Thôi em lên set đỉnh một chút nhá. Em biết là đang thiếu đơn nhưng mà em sẽ lên một chút đi, tại vì nhiều người vẫn chưa mua được ấy. Mọi người nhá, em sẽ lên cái set đỉnh thì một chút. Còn áo này sẽ là A9 và em qua mẫu A9 ở đây luôn nhá. Còn set yếm thì phải xin lỗi mọi người là cuối live mới lên được, chứ bây giờ lên anh ơi, bây giờ lên không có hàng đâu. Anh áo bông trơn bao nhiêu? Áo bông trơn em đang sale hôm nay là 55.000 đồng. 55.000 đồng. Em qua mẫu luôn ở đây. A9 và quần vải. Quần vải 96.000. Em nói thật với mọi người chứ, mua về nhá, mặc một mùa không thích vứt đi cũng được. Và chất này em cam kết các chị giặt máy tưng bừng. Giặt máy tưng bừng. Được chưa? Ok, qua mẫu luôn. Áo phông hình sóc các chị. Em có hai mà áo phông cực kỳ hot ngày hôm nay này. Em giới thiệu chị này. Một là áo phông hình sóc và hai là áo phông hình vịt này. Đều là hàng chất cốt tông mịn 100%. Cốt tông mịn có nghĩa là nó là cốt tông 100%. Nó không pha một tí ni lông nào hết. Cho nên là các chị nhận hàng mà thấy chất nóng hay là chất xấu, các chị hoàn luôn, bột vào mặt em luôn nha. Vào bóc phốt luôn. Ghi của em mã này sẽ là áo vịt và mã này sẽ là áo sóc. Áo vịt có hai màu tím sữa, áo sóc có hai màu đen trắng. Em chốt trong line này là 91.000. Nhưng áo này bình thường bao giờ em cũng bán 95, 96, không bao giờ bán 91. Em bảo là hôm nay cái gì em cũng bán rẻ. Ghi của em mã này sẽ là áo sóc đen và sóc trắng, áo vịt, vịt tím và vịt sữa. Thì nếu mà tí nữa có thời gian thì em sẽ lên lại. Ủa nhưng mà em vừa nói với khách là chuẩn bị lên cái gì? À, lên set đỉnh, lên set đỉnh. Và set đỉnh ngày em trước, sau một ngày em tung ra thị trường, em bán được hơn 1.200 set. Cái hôm trước ấy, tức là cái live hôm trước, cái buổi tối ngày hôm đó và trưa ngày hôm sau ấy, em bán được hơn 1.200 set đỉnh. Mà trong khi em nói thật với mọi người, cái set đỉnh này ngoài thị trường á, em nghĩ phải tầm 500 người bán cái set này. Quá nhiều người bán vì cái mẫu này nó quá hot. Thành ra là rất nhiều người bán. Nhưng mà em cũng là nói với các chị rằng là em có hai loại hàng. Một là loại hàng rẻ hơn thì là chỉ có 139.000 một set. Hai là loại hàng đắt hơn và xịn hơn là em bán 184.000 một set. Và mọi người có tin không, là không có một khách nào mua hàng 139 hết. Khách của em lấy luôn toàn bộ là 184. Không ạ, hàng 139 em có sẵn mà. Và cuối vụ em chắc chắn sẽ phải thanh lý cái hàng 139 vì không ai mua cả. Em thì em cũng chỉ lấy ít thôi nhưng mà vẫn không ai mua ấy mọi người. Mọi người toàn mua hàng đẹp thôi. Đây, 184.000 đồng một set nha. Em đang mặc set này sẽ ghi giúp em là set đỉnh. Mua đồ nhà Linh bị nghiện ý. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Đây, mọi người nhìn giúp em này. Cái hàng nó đẹp, lên form mặc nó khác hẳn so với cái hàng rẻ hơn. Nói thật là như thế. Cái hàng rẻ hơn thì chắc chắn là không thể đẹp bằng cái hàng đắt hơn được. Đây này mọi người, nếu mà cùng một shop em bán nhá. Còn nếu như so sánh giữa hai shop thì là khác nhau. Nhưng cùng một shop em bán mà một loại mà em bán 139 và một loại mà em bán 184 thì chắc chắn nó phải hơn nhau cái gì đó, nó phải khác nhau cái gì đó rồi, đúng không? Ghi của em mã này đây, set này em đi với đôi dép này luôn. Mã này do em sẽ gọi là set đỉnh kèm size và phải đỉnh không anh nhỉ? Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Set đỉnh này của em này, hàng rẻ của em đâu nhỉ? Hàng rẻ nhân viên để đâu nhỉ? Đây. À đâu, đây là hàng đắt, hàng rẻ đây, hàng rẻ đây. Hàng rẻ của nhà em đây. Đây nha các chị. Hàng rẻ này là 139.000 đồng một set. Và hàng em đang mặc là 184.000 đồng một set. Hàng này của em là gì ạ? Hàng này, đúng rồi, nếu như mà cái hàng rẻ mỏng này là mặc lộ kinh khủng. Bản thân em nhá, bản thân em mặc cái set này nhá, set rẻ này nhá, phều ra một bụng mỡ.
Em thề luôn, và hôm nay em nhiều bụng khủng hoảng tinh thần ấy. Em bảo trời ơi sao đợt này mình béo dễ sợ vậy. Nhưng mà thật ra thì vẫn 49 cân như mọi hôm thôi. Nhưng mà nó rất là lộ, các chị có biết tại sao không? Tại vì cái chất mỏng hơn thì nó sẽ lộ hơn. Còn cái quần này là chất da cá thì nó sẽ đỡ lộ hơn, nhìn nó sẽ đỡ mập hơn. Và hàng này thì có 3 size ML, còn hàng này thì là free size. Nếu lấy bộ này hàng rẻ thì ghi là set đỉnh rẻ. Còn nếu lấy bộ này hàng như em đang mặc thì chỉ cần ghi set đỉnh và kèm size thôi, được chưa? Set đỉnh kèm size em có 3 size SML, em đọc bảng size luôn. 49 cân đổ về mặc giúp em size S, như em 49 cân và em đang mặc size S. Từ 50 đến tầm 55 cân mặc giúp em size M. Và từ 56 đến tầm 60-62 cân mặc giúp em size L. Em có 3 size SML, mã là set đỉnh kèm diện, set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Set đỉnh kèm size và kèm số điện thoại. Còn nếu không biết lấy size gì thì ghi là set đỉnh kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Like này em chỉ mặc một lần mã này thôi nha. Dép thì sáng mai sẽ về sớm nhiều rồi, hôm nay mới về được ít thôi, ngày mai sẽ về nhiều ạ. Hôm nay mới về trước được mấy chục, ngày mai em sẽ về gần 500. Nó chắc chắn là sẽ có 500 rồi, đấy là điều chắc chắn rồi nha. Em qua mẫu tiếp theo. Cái mã này lúc nãy em mặc khách chốt nhiều rồi. Set này gọi là set xinh. Set xinh, eo ơi thề luôn. Em bảo rồi, hàng này một thời gian nữa sẽ có hàng rẻ, lúc đó thì nếu mà rẻ mà vẫn đẹp thì em vẫn sẽ nhập. Còn bây giờ hiện tại là em đang nhập hàng cao. Có sao thì em sẽ nói như thế. Ví dụ như một thời gian nữa mà hàng này mà loại rẻ ra mà nó vẫn đẹp ấy, vẫn kiểu như là chấp nhận được á, thì em sẽ nhập thêm cả hàng rẻ. Còn bây giờ chưa có hàng rẻ mới có cái loại hàng đắt và xịn sò này thì em vẫn nhập. Và em bán là 189.000 một bộ. Và em nói thật này, bộ này em bán 189.000 không lời, bằng bộ này em bán 158, thật lòng luôn nha. Ghi của em mã này sẽ là set xinh 189.000. Và lúc nãy khi mà em cứ nghĩ là giá cao so với những cái hàng khác em bán, nhưng mà khách chốt nhiều lắm luôn, chốt nhiều vô cùng luôn. Chị ơi chốt tin nhắn giúp mình cọc không có ai check. Chị ơi chị cứ chuyển khoản thì chụp lại màn hình và inbox cho bên em. Còn nếu như mấy ví dụ như là mình đã được chốt đơn rồi ấy, thì là chắc chắn là mình đã có đơn rồi. Trừ khi là mình chuyển khoản và mình chưa được chốt đơn thì mình phải nhớ gọi hotline để nhân viên chốt cho mình. Không mà mãi mãi là đi vào di vãng luôn là không ai check cho các chị đâu nhá. Dép em đang đi ghi là dép kèm size và kèm số điện thoại. Trời ơi sao cái điện thoại của em màn hình nó lùi lại sợ thật ý. Yêu ơi, hay là mình phải lắp thêm đèn chứ, sao mà nhà em cái đèn này nó tối thế nhở? Tối lắm ấy mọi người, hay là do cái điện thoại này nó tối nhở? Này, nó tối thui thùi thùi luôn ấy. Set xinh, ok, em mặc set xinh cho mọi người nhé. Set xinh này, free size 65 cân đổ về mặc được. Em qua mẫu set đỉnh ở đây nhá. Ok, chị Kiều Hàng lên số điện thoại giúp em ạ. Chị Kiều Hàng ơi, đặt hàng lên số đi ạ. Mình có chụp rồi, mình ở nước ngoài đấy. Những thế nên em mới nói là em không muốn bán hàng cho khách ở nước ngoài. Lý do tại sao mọi người biết không? Không phải là em chê gì là em làm sao đâu, mà bán cho khách nước ngoài ấy. Bởi vì khách ở nước ngoài thì thường sẽ phải chuyển khoản trước thì bên em mới đi đơn. Nhưng mà đến khi giao hàng có một cái vấn đề trục trặc mà lần trước là em đã bị khách chửi một lần là như thế này. Khách ở nước ngoài, sau đó là khách nhờ mẹ nhận hàng hộ. Nhưng mà các chị biết rồi đấy, nhiều khi mẹ mình ít cầm điện thoại, đâu phải như mình đâu. Ít cầm điện thoại nhiều khi không giao được hàng. Thế nên khi không giao được hàng là hàng lại bị hoàn về shop, là bên em đã mất tiền ship rồi nha. Rồi lại bị hoàn hàng về rồi nha. Rồi đến khi khách ở nước ngoài thì người ta lại không dùng số điện thoại của Việt Nam, thì người ta không gọi được. Người ta lại chỉ nhắn tin. Mà nhà em thì lại không có người trích tin nhắn. Thế cuối cùng là cả tháng trời không có ai xử lý cho, thế là người ta quay sang chửi bên em. Đấy, thì chửi là bởi vì là không hiểu nhá, không gửi hàng rồi không hoàn cọc này kia. Nhưng trong khi là cái đơn hàng đấy là đã đến rồi xong lại bị hoàn về, nhưng khách ở nước ngoài là không gọi được cho shop. Đấy, cuối cùng là như vậy. Thế nên là em nói thật lòng với mọi người là khách ở nước ngoài thật sự là mọi người hãy cân nhắc kỹ trước khi mua nhé. Thật đấy, cân nhắc kỹ trước khi mua, tránh trường hợp đến khi đặt hàng rồi chuyển khoản lại không có hàng, rồi là không nhận được hàng, rồi là thành ra là lỡ dở cho mọi người, rồi cho cả bên em nữa, hai bên cùng mất công với mọi người, đúng không? Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là set xinh, kèm số điện thoại, một màu và một size duy nhất như em đang mặc. Ủa set này xinh thật. Áo trắng này thì cùng tông với quần dép trắng, mà hình hồng thì cùng tông với quần hồng, nó quá là hợp lý luôn, đúng không? Và hình này không phải hình in đâu, như hình này là hình in, còn hình này nó là hình gì ạ? Hình này nó là hình ép nhiệt, các chị vò thoải mái, giặt máy vô tư luôn. Các chị thấy chưa? Vô tư luôn, tại vì nó là ép nhiệt, các chị giặt máy vô tư, không phải phải giặt tay đâu. Ghi vào em mã này sẽ gọi cho em là set xinh và cách số điện thoại. Ghi vào em mã này sẽ là set xinh và cách số điện thoại. Em chốt trong này là 189.000 đồng một set. 189.000 đồng một set. Set đỉnh chị báo lại size đi ạ. 49 cân đổ về mặc S, 50 đến 55 mặc M, 56 đến 60, 61 mặc M. Dạ. Dễ nha chị nha. Bộ đấy là form của set đỉnh chị nha. Bộ mô cũng muốn mua cả chị ơi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi mã này, một cái mã em bán tặng mọi người này. Đây. Em bán tặng mọi người cái mã này này, 61.000 đồng một áo, mặt cười kèm màu và kèm số điện thoại. Em có mặt cười màu đỏ, em có mặt cười màu nâu,
em có mặt cười màu vàng, em có mặt cười màu đen và mặt cười màu trắng, tặng mọi người là 61.000. Linh ơi lên xét yếm đi, em nói thật với mọi người là đừng bảo em lên xét yếm nữa, tí nữa váy tắc ta còn không chị ơi. Váy tắc ta tức là chân váy tắc ta còn nhá, mã của nó sẽ là CV1, CV1 nhá. Lên váy chưa chị ơi? Dạ em lên rồi. Rồi hôm nay còn hàng gì em chưa lên nữa không nhỉ? Em lên hết rồi nhỉ? Nay còn hàng mới gì không lên chưa lên nữa không nhỉ? Cái này lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên rồi, lên rồi. Hết rồi. Bây giờ lên cái gì thì em lên lại thôi, không có gì mới nữa. Em hết hàng mới rồi. Tức là tất cả những hàng mới ngày hôm nay là em đã lên rồi đấy. Dép này của em là đây, em giơ lại này. Dép này của em hiện tại ở đây là em đang cầm size 35 này mọi người. Size 35. Và cái đôi em đang đi trong chân là em đi từ năm ngoái, mọi người thấy không? Nó rất là bẩn rồi. Siêu bẩn rồi. Nhưng mà nó chưa hề bị đứt chỉ và cũng chưa hề bị đứt quai mà cũng chưa hề bị chóc da luôn. Chín mấy nghìn nhưng ảo vãi trưởng luôn nha. Kiểu em mã này, à chị mua xỉ à chị ơi. Ừ em thấy tên chị quen quen nhá. Mã này sẽ ghi giúp em là dép kèm size và kèm số điện thoại. Quần caro có bán lẻ không? Dạ không, em bán theo set chị ạ, không bán rẻ. Lên lại áo phông tím vịt kia, ok em sẽ lên lại cái áo đấy nhá, áo đấy đẹp lắm. Em lên lại áo vịt và áo sóc cho mọi người nhá. Mã này sẽ gửi cho em là dép kèm size 35, 36, 37, 38 và 39. 94.000 đồng một dép. Quần jean loe hôm nay đăng lên chưa? Quần jean loe để em lên hai lần rồi, nhưng mà các chị thích thì tí em lên lại cho mọi người một lần nữa. Vì cái mẫu đấy đẹp. Cái mẫu đấy thật sự rất là tâm đắc. Em rất là tâm đắc luôn. Lên lại bò loe em, ok thì em lên lại luôn nhé. Mọi người đề nghị nhiều quá, ok luôn. Ok luôn, lên luôn. Em lên bò loe. Hay là bò loe mặc với sơ mi trắng ta? Hợp lý không mọi người? Đâu nhỉ? Con bò loe của em đâu rồi anh? Gọi là bò đẹp, à gọi là cái gì? Gọi là quần, quần đẹp à? Hay quần gì nhỉ? Quên mất rồi. Tìm cho em cái nào. Quần này gọi là quần đẹp. Quần loe loe đấy gọi là quần đẹp. Chắc anh kẹp lên đây rồi. À không có. Ôi giời ơi. Váy này like này chưa lên nè. Quên mất nè. Váy này đẹp vãi trưởng này. CV5. CV5. Quên mất chưa lên. Phải lên luôn và ngay bây giờ. Không thể không lên được. Em sẽ lên con CV5 này. CV5 này like trước. Em bán được hơn 700 chiếc. Like trước em bán được hơn 700 chiếc CV5 này. Điều mất lộc luôn. Hơn 700 chiếc CV5. Ví dụ như CV5 này mọi người mặc với cái áo em đang mặc là hợp lý luôn này. Mua bộ nhưng mà sau lấy áo này mặc với váy này vẫn hợp luôn. Để em thử cho các chị con CV5 này luôn. Tại sao các chị lại không nhắc em vậy? Sơ, các chị không nhắc em gì đến cái mã này luôn. Phải nhắc em để cho em còn lên chứ các chị. Bộ chỉ, bộ đỉnh có không? Bộ đỉnh em vừa lên, anh cũng không tìm thấy à? À đây. Đây nha mọi người, CV5 này của em là có 3 size SML. 3 size SML thoải mái cho các chị đến 60 cân đổ về mặc được. 60 cân đổ về mặc được, form rất là to luôn. Hàng nhà em toàn form to. Form bé, form bé có bán được đâu. Em nói thật, em mà nhập form bé và chỉ có ế thôi. 50 cân 1m6 mặc F21 mặc được không Linh? Trời ơi. Còn size này 68 cân chứ 50 cân là cái gì trời. 50 cân 1m6 mặc size S hoặc size M đều được. Ghi em mã này sẽ là CV5. Các chị biết em là bao nhiêu ạ? 132.000 đồng một váy. 132.000 đồng một váy này. Ghi giúp em mã này sẽ là CV5. CV5 của em có tất cả là 3 size SML. Lâu lắm mới bắt được cái like của em. Ủa thế chị không có thông báo livestream của em à? Buồn ghê luôn á. Thế đây là đợt này em ế lắm. Em tương tác kém lắm các chị ơi. Tương tác như khỉ gió ấy. Xem được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Chia sẻ cho em đủ 5.000 để em tặng cho 10 người nha. Bây giờ đang là 4.600 rồi. 400 nữa từ giờ đến lúc em tắt like là được. Phong Tâm em đang hết hàng rồi chị ơi. Ghi em mã này sẽ là CV5. CV5 này là 132.000. 132.000 full 3 size SML. Nghe form giúp em này. 50 cân đổ về nha, em đang mặc size S. Từ 51 đến 55 đổ về mặc size M. Và từ 56 đến 60, 61 mặc giúp em size L. CV5 kèm size và kèm số điện thoại. CV5 kèm size và kèm số điện thoại. Hoặc CV5 kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Em hỏi mọi người con CV5 này em mặc với cái áo này có hợp lý không? Đây cái con này có hợp lý không? Hay là con này mặc về ngũ thái hợp hơn đây này? Mặc với con sữa này đóng thùng nhưng mà con này hình to mà đóng thùng là em sợ nó mất cái hình. Để em tìm cái áo khác xem nào, hay là em mặc với cái áo đỏ này đi. Đỏ này cho nó được rỡ đi xem nào. Đỏ này thì cũng không hợp lắm, từ từ để em phối đã nhá. Hay là màu trắng nhỉ? Hay là màu màu trắng anh nghĩ là hợp nhất đấy mọi người. Đây này màu trắng đây này. Màu trắng là mặc với cái quần này, váy này màu xanh là hợp lý này. Áo này sẽ ghi giúp em là mặt cười này. Mặt cười này em chốt trong like có 61.000 thôi em mặc cho các chị nhá. Váy em bé còn không? Dạ em còn nha chị ơi. Giày búp bê em chốt trong like cho các chị là 258.000 ạ. 258.000 đấy mọi người thấy chưa? Em lên CV5 mọi người chốt rất là nhiều. Thế mà mọi người không nhắc em để em lên CV5. Thế là em quên luôn, thì đến lúc đi lại giá thì mới nhớ là phải lên CV5 mới bán được có một livestream à. CV5 kèm size. Nếu biết size gì để lại size. Nếu không biết size gì để lại cân nặng nhân viên chốt size. Đây nhìn giúp em này. Áo này sẽ là mặt cười. Em tặng các chị 61.000. Giá này em nói thật là giá bán tặng.
Còn nếu mà về bán mà có một tí lời ấy thì em phải bán là 64-65 nghìn. Đấy là em nói thật lòng đấy. Bộ kẻ hồng bao nhiêu chị ơi? Bộ kẻ hồng đấy ghi cho em là bộ là set sinh hoặc là bộ sinh. Chị ơi, dép là đi đúng size chị ơi. Set sinh hoặc là bộ sinh thì em chốt trong live chỉ có 189 nghìn nha chị nha. Chuẩn hàng hot girl luôn đấy. Chuẩn hàng hot girl, hàng đấy chưa có hàng loại 2 đâu. Vài hôm nữa mới có hàng loại 2. Đẹp chưa? Trời ơi. 132 cộng 61, 132 là 192, là 193.000 cả bộ em đang mặc. Rẻ không ạ? 193.000 cả bộ em đang mặc. Ai chẳng mua được hả các chị? Trời ơi, rất đẹp như này, đi làm được, đi học được, đi chơi được. Ghi em mã này sẽ là mặt cười trắng 61.000. Và mặc về chân váy này sẽ là CV5 132.000. Mặt cười trắng 61.000. Và gì ạ? Và CV5 132.000 đồng. Nghe kỹ giúp em nha mọi người. Có áo trơn không hình không? Áo trơn không hình em có luôn chị, em đang sale là 55.000 đấy, đủ màu luôn. Anh rơi bảng màu phông trơn cho khách xem anh ơi. Ghi em mã này sẽ là CV5. CV5 và gì ạ? Và mặt cười phông trơn mà anh. Đây này, đây. Phông trơn đây mọi người ơi. Úi là trời. Treo lại. Chờ em một tí em treo lại bảng màu nhá. Áo có chữ bao nhiêu? Ừ nhở. Áo này em tặng luôn này. Anh lên lấy cho em hai cái áo này đi. Về rồi này. Để em mặc nhá. A gì nhỉ? A20. A20 hôm nay bán tặng các chị luôn. 61.000 luôn, được chưa? Hôm trước là hình như bán 64, hôm nay bán 61. Đây nhá. Bảng màu phông trơn này, màu trắng này, màu đỏ này, màu hồng này. Em đứng lại gần nhá. Màu trắng này, màu đỏ này, màu hồng này, màu nâu này, màu cam này, màu ghi này, màu đen và màu sữa. Em chốt trong live là 55.000, giá cũ em bán là 64.000, nói điêu mất lòng luôn. 55.000 chốt luôn giúp em là phông trơn kèm màu và kèm số điện thoại. Phông trơn kèm màu và kèm số điện thoại giúp em. Rồi sau mã này em lên cho một người chân váy nhăn, người ta đang nhờ em sale rất là rẻ luôn. Rẻ hơn so với trong Tết 30.000 luôn hay sao ấy. Dép em đang đi là 94.000, cú pháp là dép kèm size thôi. Chỉ bán màu trắng không bán màu đen, tại vì màu đen năm ngoái bán thử ế không bán được nên là chỉ bán màu trắng thôi. Màu trắng em bán được nhiều lắm, màu đen đi lên nhìn tù lắm. Thật sự dép này màu đen đi lên nhìn tù cực. Năm ngoái em nhập về rồi mà ế đấy chứ có bán được đâu. Chỉ bán được mỗi màu trắng, thế nên năm nay em chỉ bán màu trắng thôi. Nha. CV5 này em đọc lại bảng màu, à bảng size này, một màu duy nhất như em đang mặc có giá là 132.000. Em chốt trong line là 132, dưới 50 cân mặc S, 51 đến 55 mặc M, 56 đến 61 mặc L giúp em. Mã là CV5. Biết size gì để lại size, không biết size gì để lại cân nặng nhân viên chốt size. Em qua mẫu luôn CV5 nha các chị nha. Rồi, em lên cho mọi người áo này này. Anh ghi giá ngày hôm nay luôn 61.000 này. Đây. 61.000 đồng luôn. Hôm trước em bán 64 đúng không? Hôm nay em chốt cho mọi người 61. Em bảo line này em bán cái gì cũng rẻ. Mã A20 ở anh. A20 kèm màu và kèm số điện thoại. Đây, nhận hàng đúng như này thì nhận, mà không đúng thì thôi. Chứ không phải là em mặc một kiểu em bán, em gửi cho các chị một kiểu đâu. Bán hàng như thế thì vài hôm là sập mặt, không bán được đâu. Đây này, em mặc cho mọi người luôn này. Form to con trai dưới 70 cân và dưới 1m75 là mặc được. Nha, bây giờ em mặc cho mọi người màu trắng này, sang mã A20. Hết mặt cười nhá, em sang mã A20 nha mọi người nha. Có áo tay dài không chị? Có em ơi, à tay dài thì nó là áo sơ mi. Tí nữa em sẽ lên lại cho mọi người cái sơ mi này, cái sơ mi lụa này. Quá đẹp luôn. Hôm nay có hai mã sơ mi, một là A100 và hai là sơ mi lụa. Hai cái mã sơ mi phải nói là em có nói trên livestream rằng là nếu như các chị nhận hàng, sau khi các chị kiểm hàng các chị cảm thấy không đẹp thì các chị hoàn hàng đó là điều đương nhiên. Sau đó các chị được vào đây để bóc phốt em nữa. Em nói thật, vì em tự tin là các chị sẽ thích, sẽ thích và sẽ lấy, chứ không có giả lại đâu. Cái quần Ngô Thái nhà em đây chị ơi, 38.000 đồng một quần. Nên dồn đơn 1 đến 2 chiếc, mặc trải nghiệm xem thế nào. Ok thì quay lại mua tiếp cho em nhá. Đây mọi người nhìn form này em bỏ ra trước này. Rất là to, con trai con gái dưới 1m70 đến 75 và dưới 70 cân đến 75 cân là mặc được. Em đóng thủng với chân váy cho các chị. Mã của nó sẽ là A20. A20 kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. A20 kèm màu và kèm số điện thoại. A20 màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Và A20 em có hai màu nha mọi người nhá. Hai màu là màu trắng và màu đen. Các chị nhìn hộ em cái đi. Em ơi, mặc thế này 61.000 đồng. Ừ thế bỏ qua cái chân váy này không mua cũng được. Những cái áo này thì lý do gì mà mình không lấy ạ? Thật sự luôn. Và các chị sợ là áo rẻ quá chất xấu thì em lại nói lại một lần nữa là sờ chất rồi mới là tiền. Đấy thế thôi. Em đã bảo là mua nhà em là các chị không phải lăn tăn gì hết. Và cũng gần như là sau mà khi mà mua lâu rồi ấy, các chị sẽ quên mất cái thói quen là phải hỏi giá trước khi mua hàng luôn ấy. Bởi vì rẻ quá cần gì hỏi, kiểu gì cũng rẻ. Kiểu gì cũng rẻ, không rẻ nhất thì cũng rẻ nhì thị trường, nên là khách không cần phải hỏi luôn. Ghi của em mã này sẽ là A20 màu đen. Đấy, con trai thì màu đen. Nhưng anh trai em đang mặc một cái áo gần giống như áo này luôn, y xì. Khác mỗi cái dòng chữ thôi.
Áo này sẽ ghi cho em là A20 đen và màu em đang mặc sẽ là A20 trắng. Mặc với chân và em đang mặc sẽ gọi là CV gì ạ? CV5 đấy. 132 cộng 61. Hôm nay em chốt cho một người 61. Dồn quần Ngô Thái vào 38.000 đó, mua đi ạ, nhanh lên ạ, không hết hàng ạ. Được chưa ạ? Đó, dép này 94 em đọc này. Dép 94, chân váy 132, áo 61 và túi 194. Phục vụ từ A đến Á. Vào đây là cũng không cần phải đi mua túi sách, mà cũng không cần phải đi mua giày dép, không cần phải đi mua thắt lưng, tất tật tật cái gì cũng có luôn. Yếm nâu này đằng sau 63 cân mặc được các chị, cái này ghi cho em là yếm nâu hoặc là yếm xanh. Em chốt trong line là 188.000 và mã này em khẳng định là chắc chắn tối ngày hôm nay em phải bán được hơn 1.000 cái yếm này. Khẳng định luôn đấy. Bây giờ em còn không dám mặc mẫu nữa, tại vì là em sợ là chờ hàng lâu ấy mọi người. Chờ em chút nha. Mặc phông trơn đó, thôi phông trơn em không cần mặc đâu. Em qua bộ tiếp theo nhá. Bây giờ lên cái gì ạ? Set áo trắng quần đen bao nhiêu? Áo trắng quần đen là cái gì ta? Túi đen mã bao nhiêu? Túi đen là túi gì chị ơi? Chờ em chút nhá. Lên giày bệt đi ạ, áo kẻ gì ạ? Bây giờ em mặc cho mọi người một cái này này mà mọi người nên mua này. Đây là cái hàng mà em ôm, tức là người ta nhờ em sale rồi em chả ôm, nói thật đấy em chả ôm làm gì. Đâu nhỉ? Cái đen đâu anh nhỉ? Chân váy nhất đen này anh treo lại chưa? Đâu rồi? Hàng này của em ở đây. Đây đây này. Kẹp kẹp lại cho em cái nào. Cái chân váy nhăn này của em ấy, trước Tết ấy là em bán rồi. Và em đã bán là 160 mấy, em không nhớ chính xác là 160 mấy nhưng khẳng định chắc chắn là trên 100. Khẳng định chắc chắn là trên 160.000, được chưa? Và bây giờ là người ta mời em, nhờ em sale hộ. Và Linh ơi sale hộ chị chứ bây giờ còn nhiều quá. Còn em ý thì em đã hết sạch hàng rồi, chỉ có 20 cái màu rêu thì cách đây mấy ngày em đã xả rồi, đúng không? Chân váy nhăn này của em là hàng Quảng Châu. Nếu các chị phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam, các chị được hoàn hàng và được bên em hoàn lại cho các chị 50 lần giá trị cái váy này nữa, được chưa? Ghi vào em mã này sẽ gọi cho em là chân váy nhăn. Và đang được sale là 144.000 đồng. Đang được sale là 144.000 đồng. Bây giờ em sẽ mặc cho các chị luôn. Và kể cả chân váy nhăn này đóng thùng với cái áo em đang mặc, em khẳng định quá là đẹp luôn. Mới nhận 5 quần Ngô Thái nhà em Linh, mềm cộng đẹp cộng mịn nhen. Em cảm ơn chị Cẩm Tú rất là nhiều. Em cảm ơn chị nha. Chân váy nhăn này của em là hàng tàu, các chị nhìn này, nhìn cái đường may phát biết liền luôn, thấy chưa? 144.000. Em qua mẫu CV5 nhé. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người. Chân váy chị mặc có xẻ sau không chị Linh? Không có luôn. Không có nhá. Không có xẻ sau. Dép mã là gì? Dép ghi giúp em là dép kèm size và kèm số điện thoại nhá. Chỉ cần ghi dép là dép kèm size kèm số điện thoại, bởi vì em chỉ bán duy nhất một mã dép thôi, không có mã dép nào khác. Bây giờ em sẽ mặc chân váy nhăn này vào cho các chị này. Các chị nhớ giúp em là chia sẻ nhiều lên nhá. Đủ 5.000 lượt chia sẻ là em tặng 10 người đấy, mọi người thấy chưa? Một cái váy hàng Quảng Châu 144, tí đọc 114 bỏ bu. 144.000. Mặc với một cái áo này ghi giúp em là áo A20, em tặng cho các chị trong line này là 61.000. Túi này ghi giúp em là túi xích, em hỏi mọi người này, nó vẫn nữ tính đúng không? Cái áo phông thì mọi người nhìn nó sẽ năng động, còn chân váy thì nó vẫn nữ tính. Thì chốt lại cả cái set này nhìn nó vừa phải, em cảm thấy là nó vừa đủ. Nó vừa đủ với mọi người, nó không bị gọi là không kiểu nữ tính quá, nhưng nó cũng không gọi là gì ạ, không kiểu gọi là làm trẻ quá, nó vừa phải thôi. Là phối với cái áo phông với cái chân váy là cực kỳ hợp lý luôn. A20 gần tuần rồi đó, cái gì chị? Gần tuần rồi đó, cái gì ạ? Ghi hiểu em, lên sơ mi đi bạn, ok. A20 đen và A20 trắng bao nhiêu ạ? 61.000, em qua mẫu luôn. Và bây giờ nhân tiện đang mặc cái chân váy này thì em xin phép mặc lại cái áo này một lần nữa. Áo này sẽ gọi cho em là A100, đây. A100 kèm màu và kèm số điện thoại. Ủa, cái màu rêu anh chưa treo, à hay là lên sơ mi lụa trước nhỉ? Sơ mi lụa trước đi, lên sơ mi lụa này của em này. Nhưng mà mã nào thì các chị cũng phải chờ hàng thôi. Đây này, sơ mi lụa em có lụa trắng, treo lại cho em cái màu rêu của áo này. Sơ mi lụa em có lụa sữa và sơ mi lụa em có lụa cốm. Và sơ mi lụa em có lụa hồng nha các chị nhá. Kẻ đen đi chị, áo kẻ đen à chị ơi. Vâng,
cái chân váy này mặc với áo kẻ đen cũng là đỉnh cao luôn các chị. Em nói thật, cái chân váy này các chị mặc với áo kẻ đen đóng thùng cũng đỉnh luôn ấy. Áo kẻ này chỉ có 76.000 thôi, các chị tranh thủ chốt đơn nhá. Lên quần bò loe đi chị. Ừ nhỉ, lúc nãy em bảo lên quần bò loe xong em lại quên. Mọi người chờ em một chút nhá, cố gắng chia sẻ livestream giúp em. Thì nếu mà đông người xem thì em vẫn like đến 12:30 1 giờ bình thường. Và nếu mà hết người xem thì em sẽ không like đâu, nên là mọi người cố gắng chia sẻ và tương tác nhiều lên để em like lâu lâu cho mọi người xem hết các mẫu nhá. Lên quần kẻ sọc đi chị. Ok, áo kẻ này em chốt giúp em ấy. Các chị chốt giúp em, em chốt giúp các chị chết. Các chị chốt giúp em là áo kẻ đen và kẻ nâu. Mọi người nhìn form này, co giãn thoải mái đến 65 68 cân. Em chốt trong like này là 76.000 đồng một áo, ghi giúp em là áo kẻ nhá. Áo kẻ kèm số điện thoại Hoàng Thị Lan ấy, cố gắng chờ đợi đơn giúp chị nhá, tại vì đợt này nhà chị quá tải với cả thiếu đơn nhiều quá. Thông cảm nhá, cố gắng chịu khó chờ hàng nhá. Mọi người chịu khó giúp em. Ghi em mã này sẽ là kẻ đen và em đang mặc với chân váy này là chân váy nhăn đen, được chưa? Nguyên set này quá là hợp luôn đúng không? Ví dụ như là nếu mà thích nữa thì mọi người này, mọi người có thể mặc áo kẻ nâu và đi với chân váy gì? Chân váy nhăn nâu, đó hợp lý chưa? Và đi mặc với chân váy kẻ đen thì mặc với áo kẻ đen thì mặc với chân váy nhăn đen. Áo kẻ đen này là 76.000 và thật sự là khách của em toàn lấy 2 chiếc thôi. 76.000 cả 2 chiếc là có 140 mấy, 150 mấy thôi đúng không? Lấy luôn 2 chiếc mà mặc, hàng đến kiểm đẹp thì lấy cả 2, không đẹp hoàn cả 2. Còn chân váy nhăn là 144.000 và em qua mẫu luôn ở đây. Đây bây giờ mọi người bảo em lên lại quần này đúng không? Quần vải đúng không? Em hứa lên xem lại quên. Và em sẽ lên cái quần vải này cho mọi người nhá. Và quần vải này bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với áo á. Em đang suy nghĩ là chưa biết là mặc với áo gì, chắc là áo ơi, đúng rồi, tại sao em không nghĩ ra. Quần vải này mặc với áo đá này chứ còn mặc với cái gì nữa trời. Đây, quần vải này em sẽ mặc với áo đá. Livestream này chưa lên một cái áo đá nào. Livestream này chưa lên một cái áo đá nào luôn. Đá này là đá sữa, đá đen, đá trắng, đá nâu và đá đỏ. Và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người áo đá nhá. Đây, áo đá này trời ơi. Đỉnh chứ, hay là em mặc màu trắng đi. Ok, em mặc màu trắng đi. Tại vì quần xanh là đi với màu trắng là hợp lý mọi người. Trời ơi, sao mọi người chốt áo kẻ nhiều thế. Đây, em sẽ mặc đá trắng và áo đá này. Em dám đứng đây tự tin nói với các chị rằng là em bán hơn 3.000 áo rồi nhá. Bán hơn 3, nhận đơn hơn 3.000 áo rồi. Nhận đơn hơn 3.000 áo rồi, điêu mất lộc luôn. Đắt hàng vô cùng mọi người ơi. Rồi lên luôn này. Và hôm nay áo đá này cũng tất tay với các chị luôn này. Em đang bán 72.000 đúng không? Các chị xác nhận lại của em đi, 3-4.000 chiếc rồi em đang bán 72.000. Còn em nói rồi, hôm nay là cái hôm em bán rẻ nhất để em kéo tương tác lại. Để em kéo tương tác và em bán tặng mọi người, để mọi người chia sẻ livestream giúp em. Được chưa nào? Thế nên là áo đá ngày hôm nay này, em chốt cho các chị luôn 69.000 đồng. Bình thường em bán là 72.000, các chị có thể tua lại tất cả livestream. Tất cả livestream từ khi em bán áo này có đúng là 72.000 không? Hôm nay 69.000 đồng. Tranh thủ chốt đơn giúp em. Đây, bây giờ em đóng thùng cái áo này với quần này, nó lại là hợp lý luôn đúng không? Chân váy nhăn đen chị Trần Dung lên số điện thoại giúp em. Mọi người ơi, đặt hàng làm ơn hãy lên số điện thoại, bởi vì nếu mình không lên số điện thoại là không có đơn đâu. Áo kẻ nâu chị Hoàng Minh Hạnh lên số giúp em ạ. Đây, em mặc cho các chị xem này. Đó. Chờ em một chút nhé. Lên áo sơ mi trắng đi chị. Ok này, em đang, anh ơi sửa giá áo đá đi. Hôm nay 69.000 anh. Sửa đi không mai lại quên thì khách lại bảo là sao bảo 69 mà chốt vẫn 72. Sửa luôn nha mọi người, sửa giá luôn. Đây, bên em sửa giá trên hệ thống luôn để cho mai nhân viên chốt cho mọi người, cho nó chuẩn giá, em báo đây mọi người thấy chưa. Em đang mặc ở đây, quần này nó là dáng bò và nó vẩy nhẹ. Và thật sự luôn này, là bên ngoài nó đẹp hơn trong live rất là nhiều. Bên ngoài nó đẹp hơn trong live rất là nhiều. Nhưng mà trong live nhìn kiểu là thứ nhất là tối, thứ hai là cái máy trúc xuống ấy, cảm giác nhìn em nó lùn hơn bình thường ấy. Quần này sẽ ghi giúp em là gì ạ? Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại 145.000, em bao giá thị trường cho các chị luôn, mua được ở đâu bằng tiền nữa. Quay đây hoàn hạn cho em nha. Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Quần gì ạ? Quần đẹp kèm. Chị ơi, 6 ngày chưa được chốt đơn thì đặt lại nhá. Nếu như mà 6 ngày chưa được dồn, chưa nhận được hàng á thì mới thắc thì mới ấy thôi. Còn nếu như mà chưa được chốt đơn ấy thì có nghĩa là mình chưa có một cái dữ liệu gì cả, thì mình đặt lại ở đây luôn giúp em. Ghi hiểu em mã này sẽ là áo đá trắng, áo đá sữa, áo đá đen, áo đá nâu và áo đá đỏ. Áo đá kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là hôm nay là 69.000 đồng. Và em đứng đây tự tin là em nói em bán hơn 3.000 cái áo đá này rồi. Bán lâu lắm rồi. Ghi em mã này là đá sữa, đá đen, đá nâu, đá đỏ và đá trắng, 69.000. Còn quần em đang mặc sẽ gọi là quần đẹp. Quần đẹp này em chốt trong live cho các chị là 145.000 nha mọi người.
cái gì cơ, like thì rõ đẹp nhưng lúc nhận hàng chán cái gì đấy, trên like cái gì nói hàng đẹp không ngượng mồm. Ôi dồi ôi, chết, đọc cái comment sốc luôn. Đáng nhẽ ra là có khi nếu mà người khác mà đọc được comment này là người ta cũng bỏ qua luôn ấy, nhưng mà em thì em vẫn sẽ đọc ra đây, bởi vì là em bán hàng như nào thì em nói như thế, và đương nhiên hàng em bán thì em phải khen đẹp, và nếu như hàng em không đẹp thì một livestream của em không có nhiều người xem và nhiều người khen đến như vậy. Và em cũng chưa bao giờ nói rằng là hàng nhà em là không có ai chê, chắc chắn. Ví dụ như em bán một ngày 1.000 khách hàng hay 2.000 khách hàng, trong đó có 5-7 người hết, kể cả là 10-20 người chê, cái đấy là điều hết sức bình thường, được chưa? Và chê thì sao ạ? Nhận hàng được kiểm hàng trước khi nhận. Kiểm hàng không ưng các chị hoàn hàng lại có cái gì đâu, đúng không? Em có ép các chị nhận hàng đâu. Em cảm ơn chị Cẩm Tú rất là nhiều nha. Nhận Ngô Thái nhà Linh mặc đẹp mềm lắm, em cảm ơn chị. Hình như lúc đấy em đọc được comment, bây giờ đọc lại được cái comment này nữa, lần thứ hai hay sao ấy. Đó, bữa mà chị vừa comment bảo là em cái gì hàng trên live thì đẹp, xong nhận hàng thì chất chán này kia, rồi là nói không biết ngượng mồm. Em bảo mọi người chứ bây giờ em lên live stream chả nhẽ em phải đứng chê hàng nhà em xấu à? Làm gì có cái đứa nào bán hàng mà chê hàng nhà mình xấu. Và có những nhà nó xấu thật sự cơ nhưng vẫn phải khen đẹp, đúng không? Còn người bán hàng đương nhiên vẫn phải khen hàng nhà mình đẹp. Còn cảm nhận đến đâu là tùy từng khách hàng. Chị ơi, em mua hàng của chị 2 năm nay rồi, áo mặc đẹp chị nhé, cảm ơn vịt vịt rất là nhiều. Thật ra là có một khách vừa comment như vậy, và em đọc lên đây cho các chị cùng nghe luôn. Và thực tế ở đây có bao nhiêu người đang xem live stream, bây giờ là 12 giờ vẫn 1.500 người đang xem live stream đó mọi người. Nếu mà em bán hàng vớ vẩn làm gì có nhiều người xem như vậy, và em nhà em không có chạy quảng cáo, cũng không có thuê xe live stream nha. Nên là các chị cứ thuận mua vừa bán, hàng đến kiểm hàng đẹp thì lấy, mà cảm thấy xấu thì các chị hoàn hàng lại. Hàng nhà chị mà chê thì chịu, không phải đâu, người khen người chê cái đấy là việc hết sức bình thường. Và em cũng không bao giờ nói là hàng nhà em không có người chê cả. Chỉ có điều là ví dụ như có những mã là em chưa thấy ai chê, là thực tế là như thế. Chê ở đâu không biết, nhưng trên live stream của em chưa thấy, được chưa nào? Còn ví dụ như các chị nhận hàng, các chị cảm thấy không đẹp thì các chị hoàn hàng lại thôi. Em lúc nào cũng nói rất rõ mà, kiểm hàng mới giả tiền mà. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là quần vẩy kèm áo ép, đúng không nhỉ? Quần đẹp kèm size và kèm số điện thoại bao nhiêu ạ? 145.000, phù hợp với giá là được. Mua hàng 1xx đòi như hàng hãng thì khó. Mua hàng nhà chị Linh đẹp vãi, mỗi tuần toàn gửi hàng ông ship bực mình thế á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nói chung là 9 người thì 10 ý, mà bán hàng thì khách hàng thì muôn vàn, gọi là muôn vàn ý. Thế nên là chả bao giờ mà tất cả các khách gọi là em mua dép trắng đi hơn 1 năm muốn mòn rồi mà vẫn không bị gì, lần này nhất định mua lại. Em mua dép trắng đi hơn 1 năm đế mòn rồi nhưng vẫn chưa bị gì, lần này nhất định mua lại. Cảm ơn em rất là nhiều. Đây cái dép trắng này đây này mọi người ơi, cái dép trắng này đây này, đây. Em cho mọi người xem này. Đây là cái đôi này, đây là cái đôi mà em đã đi từ năm ngoái, từ cái lúc mà em bán lần đầu tiên. Đó là như này, là nó quá bẩn so với quy định rồi, đúng không? Đây là đôi của em. Và dù nó rất là bẩn, tiền nào của đấy, thích đẹp mà rẻ thì chưa có nịt. Em mua đồ nhà chị mặc ok lắm. Tôi đang bị nghiện hàng nhà Linh đây, cứ vào xem là kiểu gì cũng chốt. Mình mới mua hàng nhà Linh gần đây, áo quần túi sách giày dép tất cả đều chất lượng hơn với giá. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá, vì đã dành lời khen cho em. Nhưng mà tuy nhiên chị chê thì cũng tức là không, em không có nói gì cả. Em chỉ có điều em muốn nói là các chị cứ nhận hàng, kiểm hàng. Kiểm hàng nếu cảm thấy hàng nhà em phù hợp với các chị thì các chị lấy, còn không thì thôi. Chứ còn em không ép các chị phải mua hàng, và cũng không bao giờ ép khách phải chuyển khoản, thì các chị không phải lăn tăn đâu. Còn ai bán hàng thì cũng thế thôi, thì cũng phải khen hàng nhà mình. Chứ chẳng bao giờ, vừa nhận quần F21 đỉnh của chóp mặc thích dã man luôn. Em cảm ơn chị Mỹ Moon rất là nhiều. Chứ chẳng bao giờ mà mình đi khen hàng người khác xong chê hàng nhà mình, đúng không ạ? Được chưa? Đây là cái đôi dép mới em đang cầm này. Bao nhiêu ạ? 94.000 đồng một đôi. Đây 94.000 đồng một đôi, và đây là cái đôi em từ năm ngoái đến bây giờ. Thì mặc dù nó quá bẩn rồi nha, nhưng không hề sứt một miếng chỉ hay là sứt một miếng da nào luôn. Nó chỉ có bẩn thôi, bây giờ đánh như là sạch. Mọi người thấy chưa? Dép kèm size và kèm số điện thoại 94.000 đồng một đôi. 94.000 đồng một đôi rồi, bây giờ lên cái gì tiếp theo mọi người ơi? Bây giờ mọi người muốn em lên cái gì nào? Đồ mê đồ đẹp, em cảm ơn chị Oanh Oanh nhá. Màu tím form lớn không em, 72 cân vừa không? Dạ vừa, em mặc cho chị xem luôn. Đây, áo này cái giúp em là áo vịt, áo này em bao vừa thoải mái đến 65, nhưng anh trai em 82 cân vẫn mặc vừa ấy mọi người. Cái áo sóc và cái áo vịt đều là cùng một form, cùng một chất. Và lúc nãy em nhờ ông ấy mặc thử là ông ấy mặc vừa thoải mái luôn. Cho nên là em khẳng định với chị là 72 cân là mặc vừa chị nhá, bởi vì 82 cân còn mặc vừa cơ. Đây là mọi người nhìn giúp em này. Áo này sẽ ghi giúp em là áo vịt. Áo vịt này em chốt trong like là gọi là gì ạ? Áo vịt này em chốt trong like là 91.000 đồng, 91.000 đồng. Ví dụ em mã này sẽ mọi người nhìn hàng này, chuẩn chưa, chẳng nhẽ là lên like. Áo nhà tôi xấu lắm. Đúng rồi. Đây mọi người nhìn giúp em này. Đó. Thấy chưa? Ví dụ em mã này sẽ là áo vịt sữa và màu em đang mặc sẽ là áo vịt tím. Em chốt trong like này là 91.000 đồng. 91.000 đồng nha các chị nha. Chị Linh bao nhiêu cân thế? Em 49 cân và nạ và cao 1m6 nhá. Dép trắng của em là 94.000, đây em đọc cho mọi người này. 94, 38 và 91.
94, 38 và 91 túi tạm thời đang hết, được chưa nào? Cái quần này là 38.000, cú pháp sẽ là quần ngố thái là 38.000. Áo vịt của em sẽ là mã là áo vịt có hai màu sữa và màu sữa và màu tím. Màu sữa và màu tím có giá là 91.000. Còn dép em đang đi gọi là dép trắng, mặc dù cái màu em đang đi nó thành cháo lòng rồi, nhưng mà hàng mới thì nó là dép trắng và em chốt trong line là 94.000, được chưa? Em đọc cho mọi người cả set rồi nha. Và bây giờ em lên lại bộ yếm một lần nữa để mọi người đề nghị nhiều quá. Nên là thôi cứ lên nhá. Và nếu như là muộn nhất thì mọi người chờ giúp em một tuần rồi em giả hết đơn nhé. Bởi vì em sợ rằng là hàng không có đủ giả mọi người ấy, thì cố gắng nhạy chậm nhất là một tuần thì em sẽ giả mọi người đơn, được chưa? Bây giờ em lên lại set yếm cho mọi người, vì mọi người hỏi nhiều quá nên là em lên lại nha. À, phông trắng trơn của em bây giờ em sẽ mặc set yếm với cái yếm của em đâu rồi nhỉ anh? Đây, yếm của em đây. Cái này lúc nãy giờ em mặc mỡ và mọi người nhìn hàng nhà em này. Em nói rồi, cái yếm này em không hứa hàng nhà em là hàng rẻ nhất trên thị trường, nhưng em hứa hàng nhà em là hàng loại đẹp, được chưa? Nói lại để vì nhiều chị bây giờ mới vào đây, mọi người nhìn giúp em. Ví dụ như áo tím này kể cả mặc thích mặc váy yếm này vẫn được mà mọi người vẫn vào lồng vào mặc bình thường. Nếu không thì mọi người mặc váy áo trắng, nếu không nữa thì mọi người mặc váy áo sữa, nếu không nữa thì mọi người mặc váy áo trơn, hay nếu như trời đang lạnh thì mọi người mặc váy ba phân, mặc với cổ lọ đều vẫn là rất là hợp nha mọi người. Như mẫu mặc hình như mẫu mặc với cổ lọ hay là ba phân gì đó dài tay á mọi người. Nhưng mà trời mà nóng thì mọi người mặc váy ngắn tay. Đây này, em đang tiện mặc cái áo tím em lồng vào cho các chị xem luôn cái yếm này, quá đỉnh luôn. Tuyệt đỉnh luôn, mọi người thấy chưa? Yếm nha, yếm kèm màu và kèm xuống. Đây là em đang ví dụ thế, còn bây giờ em sẽ thay bằng một cái áo trắng trơn ở bên trong thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ hợp hơn. Tại vì cái màu tím này là tím tối mà đi với cái quần này nó là hơi tối ấy, mọi người. Hàng chiều nay xuống kho đã đi chưa Linh? Ui rồi chị hỏi này khó quá chị, em không biết ở đâu chị ơi. Tại vì em không ở kho chị ơi. Em nói thật với các chị là em chẳng bao giờ ở kho, em không biết đâu. Em không ở kho bao giờ, trừ khi em sang live stream thì em mới ở kho, chả bao giờ em sang kho luôn ấy chị. Nên là chị hỏi em là không biết, là người không biết một cái gì trong cái kho này luôn. Chỉ có nhân viên em biết thôi. Tụt view của các chị ơi, đủ 5.000 lượt chia sẻ chưa để em kiểm tra xem nào. Hôm nay mà để không đủ 5.000 lượt chia sẻ là hơi phí nha mọi người. Vì hôm nay em tặng rất là nhiều, mà mọi người không chia sẻ đủ thì rất là thiệt cho mọi người luôn ấy. Em xem nào. Đây 4.900 rồi thì chắc chắn là được rồi, đúng không? Chắc chắn là đủ rồi, 4.900 rồi. Mọi người chia sẻ lên cho em đủ 5.000 lượt nha. Em tặng cho 10 người chia sẻ livestream này nhiều nhất, mỗi người 200.000 đồng. Chị Huyền Trang lên số điện thoại giúp em. Đây em mặc cho mọi người coi này, đó. Em ơi, cái sếp yến này tối nay mà không bán trên 1.000 set em đi đầu xuống đất luôn. Thề, tối nay mà bán không trên 1.000 set em đi đầu xuống đất luôn. Các chị nhìn giúp em này, ghi giúp em mã này sẽ là set yếm kèm màu và kèm số điện thoại. Set yếm kèm màu và kèm số điện thoại. À không phải set yếm, nhầm. Khách đọc set yếm rồi mình cũng đọc theo luôn này. Vậy là yếm ạ, yếm kèm màu kèm số. Em không bán set, à không phải là set đâu nhá. Mà mọi người sẽ gì ạ, mua riêng. Em không phải là bán theo set, đây là em đang phối cho mọi người thôi. Chứ em không phải là bán theo set đâu. Ghi giúp em mã này sẽ là yếm kèm màu và kèm số điện thoại. Từ từ em sẽ tư vấn dần dần cho mọi người này. Yếm này là em có hai màu, một màu là màu xanh gọi là màu xanh bò, một màu là màu nâu. Thì mình sẽ đọc cho em sẽ là yếm xanh hoặc yếm nâu. Đây em đang mặc ở đây là yếm xanh và em đang mặc cái áo phông trơn trắng. Và phông trơn trắng này bình thường em bán là 64, hôm nay em đang sale là 55. Còn yếm này đổi của em thì là có hai màu đây. Cái màu em đang mặc là màu xanh và cái màu em đang cầm ở đây là màu nâu. Hai màu là xanh nâu, hai size SM. Và em lại nói lại một lần nữa là em không cam kết hàng nhà em là rẻ nhất, nhưng em cam kết cho mọi người hàng nhà em là hàng loại đẹp. Hàng loại đẹp trên thị trường, cái thứ nhất là chất đẹp, rất là mềm, không bị gọi là không bị mùi hôi giống như ở hàng chưa xử lý hoặc là hàng xử lý kém. Cái thứ hai nữa là form to, rất là to, 62-63 cân thoải mái. Cái thứ ba nữa là form dài, mặc phải như thế này chứ không phải là mặc như thế này. Và kể cả như em thích dài hơn nữa vẫn được nha, em kéo cái dây nó tụt xuống nữa nó lại còn dài hơn nữa cơ. Nhưng mà em thấy mặc như này là phù hợp với cái chiều cao của em rồi. Và hàng này thì lúc đấy có một chị hỏi em có cắt được không, thì lúc đấy em chưa loát, nó bị đứng ấy rồi anh ạ. Em chưa loát ra được cái nới này, em bảo là cắt được, nhưng em nói lại là không cần phải cắt. Chị Lê Hương lên số đi ạ. Tại sao? Cái này này, nó sẽ có cái điều chỉnh ở đây này, mọi người thấy không? Cái yếm này nó có cái phần điều chỉnh. Thành ra là mọi người cứ điều chỉnh làm sao mà mặc vừa với mọi người thôi, chứ không cần phải cắt nha. Lùn thì kéo cao lên, mà thấp thì kéo tụt xuống, là sẽ làm sao mà vừa với tỷ lệ của mọi người là được. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là yếm xanh, và màu này cho em sẽ là yếm nâu. Yếm kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này là bao nhiêu ạ? 188.000 đồng một yếm. 188.000 đồng một yếm 2 size SM. Dưới bao nhiêu ạ? Dưới em đọc lại này, dưới 55 cân, dưới 54 cân thì mặc S, từ tầm 55 đến tầm 62-63 cân thì mặc M. Yếm kèm màu và kèm số điện thoại. Thật sự hôm nay mà em không bán trên 1.000 cái yếm này, em đi đầu xuống đất luôn đấy, hot lắm. Em đi, khách đi ra bảo Linh ơi lên yếm đi,
khách đi vào bảo Linh ơi lên yếm đi nha các chị nha. Chị ơi chưa rep là chưa đi đơn đâu chị ạ. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em này, em đọc lại này. Áo bên trong gọi là áo phông trơn 55.000. Yếm bên ngoài gọi là yếm xanh hoặc yếm nâu. Yếm xanh hoặc yếm nâu, có cần em mặc màu nâu nữa không ạ? Yếm xanh hoặc yếm nâu 100 bao nhiêu? 88.000. Dép bên dưới em đang đi full size từ 35 đến 39, 94.000. Cả bộ này em đều phục vụ các chị, được chưa? Em đã bảo là từ A đến Á là có hàng cho các chị mua hết nha. Hai cái size M này em bảo mọi người chỉ chênh nhau khoảng 1cm thôi. Gần như nó là 1 ấy. Gần như nó em thấy nó chả chênh nhau mấy được, cũng thế thôi. Dưới 62 cân đổ về là các chị mặc được size to nhất, nó rộng rãi như thế này này, được chưa? Và cái dây này là mọi người có thể điều chỉnh được cái này mọi người ơi. Dây này mọi người cho lên đây này, mọi người ngoắc vào đây, ngoắc vào cái chỗ này này và bắt đầu điều chỉnh. Đây này em đang lười em chưa ngoắc. Còn mọi người ngoắc vào đây này thì mọi người sẽ điều chỉnh được cho nó gắn dài đấy nhiều. Ê đây là em chưa làm bởi vì em thấy như thế này là vừa với em rồi nên em không sửa nữa. Có cần em mặc màu nâu nữa không ạ? Chân váy xúc ngắn thì lúc nãy em có nói với chị rồi, đó là lý do là sao? Lý do là chân váy đấy nó quá ngắn, em mặc như nhìn cũn ca cũn cỡn, nhìn bựa lắm ấy, nên là em không bán đây chị này. Chứ còn em đã đang là em có mà, đây này. Nhưng mà mặc, mọi người thấy không, cái chân nó tròn như này. Thành ra khi mặc ở bên này nhìn nó hếch và nó kiểu như là nó hở hang ấy. Nên là em chưa ưng, và em chưa ưng thì em sẽ chưa bán đâu. Cũng nào ưng em mới bán nha các chị nha, phải sửa form đã. Phải ưng thì phải bán cho khách, chứ em không ưng, em không muốn bán cho khách, được chưa? Nha, ví dụ em bán này sẽ là yếm xanh hoặc yếm nâu. Yếm xanh hoặc yếm nâu ở cách số điện thoại 188.000 đây. Yếm xanh hoặc yếm nâu em mặc luôn màu nâu nhanh cho các chị này, mặc nhanh màu nâu cho các chị này. Đó. Cho em set đen trắng, chốt yếm nâu cho em chưa vậy? Mã cách số điện thoại là có đơn chứ các chị đừng hỏi là chốt hay chưa, bởi vì bây giờ đang livestream làm gì đã chốt đơn à, ngày mai mình chốt chứ, đúng không? Cứ mã cách số điện thoại thôi. Áo 2 giây em đang ở bên trong là 25.000. 00 giờ 00 mới thấy chị like, trời ơi buồn quá luôn đấy. Giờ này mới thấy nhau like thì còn cái nịt à, trời. Giờ này mới nhìn thấy nhau thì còn cái nịt nữa, còn cái móc nữa, trời. Đây em mặc màu nâu cho các chị này, màu nào cũng xinh hết. Đây nhá, em chỉ cho mọi người nhá. Nếu như muốn vòng lên á, các chị đưa cái sắt này lên đây, được chưa? Sau đó các chị cho cái dây này vào đây thì mới đúng này, thì mới chỉnh được này. Còn đây là em đang lười, em đang để xuống bên dưới, được chưa? Nhớ nha, không phải bảo số sao mày bảo chỉnh được mà về tao thấy tao không chỉnh được là chết đấy, không phải đâu. Đấy em thấy em vừa với em như này rồi nên em không chỉnh nữa, được chưa? Ghi em mã này sẽ là yếm nâu và cách số điện thoại. Quá đẹp, quá đẹp, thật sự yếm này quá đẹp. 188.000 em bảo là mọi người, mỗi một người em nghĩ rằng là chả ai mua quá hai cái yếm này làm gì. Yếm thì thật ra là không phải là một cái sản phẩm phổ biến để mọi người hay mặc, lâu lâu vui vui thích thích thì mặc thôi, chứ đây không phải là một cái sản phẩm mà thường xuyên mọi người mặc. Nhưng mà mỗi người thì chắc là cũng nên có một cái để lâu lâu mình thay đổi phong cách một chút, đúng không? Thế nên thành ra là em lựa chọn cho mọi người cái hàng mà chất lượng ok một tí, xịn sò một tí. Vì không cần phải mua nhiều yếm, nên mỗi một mình một yếm thì mình nên mua chất lượng một tí, mặc cho nó đẹp nha. Áo này sẽ ghi giúp em là phông trơn 55.000, yếm nâu 188.000, yếm xanh 188.000. Em qua mẫu nhé, thôi nhá. Line này em không lên yếm nữa đâu nhá, bây giờ lên cái gì nào? Áo thun dài tay em không có chị ạ, không có thun dài tay. Bây giờ em lên lại CV1 và em sẽ mặc với chân với cái áo mà em cảm thấy rất là thích, đó là cái áo á. Đây. A gì nhỉ? A100. Quá thích chứ mà thích. A100 này, màu này mặc với cái này cũng hợp này. Màu này mặc với cái này cũng hợp này. Trời ơi, nó quá là hợp lý luôn mọi người ơi. Em lên luôn nhá. Cổ tàu á, cổ tàu like sao em về tiếp chị ạ. Like sao em về tiếp. Quần loe đi chị, quần loe lúc nãy em lên rồi. Chờ em chút em lên lại nhá. Chờ em chút, quần loe hôm nay về nhiều. Quần loe hôm nay vừa về thêm 1.200 con. Hôm nay vừa về thêm 1.200 cái quần loe luôn á. À, mặc quần tắc ta, không mặc CV1 nữa, mặc quần tắc ta, đúng rồi. Đầu like giờ mới mặc có một lần. Đâu ta? Quần tắc ta, ok. Đây ạ, quần tắc ta của em đây. Anh xem ở đây đủ màu chưa này? Bổ sung cho em đủ rồi đúng không? Đây nhá, quần tắc ta của em đây. Bây giờ em mặc, thế thì em sẽ mặc quần tắc ta đi, không mặc chân váy nữa. Ok, quần tắc ta em đang chốt trong like này cho các chị là 75.000 một quần ạ, 75.000. B9 em đang hết sạch hàng luôn chị ơi. B9 nhà em đang hết sạch hàng luôn ấy. Mọi người chia sẻ lên cho em nhá. Chia sẻ lên cho em đủ 5.000 lượt đi để em tặng cho 10 người chia sẻ like nhiều nhất nhá. Và phải chia sẻ trước khi em tắt like, chứ khi mà em đã tắt rồi là lượt chia sẻ này nó sẽ không được tính nữa đâu nhá. Phải trước khi em tắt like thì mới được, chứ mọi người nhiều. Em thấy nhiều chị sau live chị mới chia sẻ, thế là không đúng thể lệ thì sẽ không được. Nha. 5.000 chưa? Đủ 5.000 chưa? Đây mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Áo này sẽ ghi giúp em là A100. Và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với quần tắc ta. Quần tắc ta này năm ngoái em bán 85.000 đúng không? Bây giờ em chốt cho các chị 75.000. Ghi giúp em là tắc ta kèm màu và kèm số điện thoại. Tắc ta kèm màu và kèm số điện thoại 75.000. Và kèm size nữa. Tắc ta này của em có 2 size. 55 cân đổ về mặc cho em size S.
À không, 57 cân đổ về mặc cho em size S, từ tầm 58 cân đến 70 cân mặc size M, form của nó rất là to, mọi người thấy chưa? Ví dụ em mã này sẽ là A100 và quần này sẽ là quần tắc ta kem. A100 có tất cả là 3 màu. A100 màu em đang mặc sẽ là màu nâu. A100 màu này cho em sẽ là màu trắng và A100 màu này cho em sẽ là màu rêu. Màu rêu em chốt trong line là 154.000 đồng một cái. Chờ em một chút nha. Dép bao nhiêu thế chị? 94.000. Dép nhà em là 94.000. A100 kèm màu kèm số điện thoại. Em đọc lại bằng màu quần tắc ta và A100 nhá. Quần tắc A100 mà hôm nay mà không bán trên 1.000 con, em đi đầu xuống đất luôn. Ghi của em mã này sẽ là quần tắc ta kem, quần tắc ta nâu, quần tắc ta đen, quần tắc ta hồng, quần tắc ta vàng và quần tắc ta xanh. Tắc ta xanh, tắc ta vàng, tắc ta hồng, tắc ta đen và tắc ta nâu và tắc ta kem. Hai size SM 55-57 cân đổ về mặc S, 56-57 cân đổ lên đến 70 cân là mặc M. Ghi giúp em là tắc ta kèm màu và kèm số điện thoại 75.000. Còn cái áo em đang mặc ghi giúp em là A100. A100 màu em đang mặc sẽ là màu nâu. A100 màu này sẽ là màu rêu và A100 màu này sẽ là màu trắng. Em nói thật với mọi người này, nếu mà em mặc cái chân váy này với cái áo này là đỉnh luôn này. Quá là đỉnh luôn. Thôi bây giờ cuối live stream rồi cứ mặc đi. Cuối live stream rồi bây giờ mặc cái gì mặc. Bây giờ cũng không nhiều người xem quá nữa thì cũng không sợ ấy mọi người. Chứ còn lúc nhiều người xem là nói thật em cũng không dám mặc nhiều quá. Mà không mặc, không mặc nhiều mà khách còn chốt nhiều ấy mọi người. Mặc nhiều nó không biết sao luôn ấy. Chân váy này sẽ gọi là gì? Thôi gọi là xem là CV1. Nó cũng là chất liệu tắc ta luôn, nhưng nó là váy và đằng trong của lớp lót quần. Cái này thì em chốt trong line là 106.000. Cú pháp sẽ là CV1 kem, CV1 nâu và CV1 đen. Biết size gì thì để lại size, không biết size gì thì để lại cân nặng, nhân viên chốt size. Tư vấn quần loe đi chị. Ok, chờ chị một chiếc rồi chị lên rồi chị tư vấn luôn. Đây này, em đang mặc cho mọi người A100. Anh treo lại cho em con A100 nâu này cái, được chưa? Em mặc cho mọi người con A100 rêu này nhá. A100 này là 154.000. Em khẳng định với mọi người áo này hot girl còn chưa có bán, chứ đừng nói là bán live stream giống như em. Các chị mặc chán rồi thị trường mới bán. Yên tâm là như thế. Chưa có một ai like cái mẫu A100 này hết. Và áo này khi mà em mặc lên đây á, là không hề là trước khi live stream. Nếu như chất này các chị nhận mà cảm thấy chất nóng nữa, các chị cứ vào đây bóc phốt em thoải mái trước mặt hàng nghìn người luôn. Đây mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Ví dụ em mã này sẽ là A100 màu rêu. Treo đấy cho em. Màu này đây đây đây. Màu này A100 màu rêu, màu này cho em sẽ là A100 màu nâu và màu này cho em sẽ là A100 màu trắng. Chờ một tí em sẽ mặc A100 trắng và chân váy tắc ta nâu, không phải chân váy tắc ta mà là CV1. Mã của nó là CV1 nha mọi người. Nhưng mà nó là chất tắc ta cho nên là em hay gọi nó là chân váy tắc ta. Anh tìm cái chân váy nâu này cho em đâu rồi? Cái này màu nâu đâu rồi? Tìm nha em bạn nào. Được chưa? A100 kèm màu và kèm số điện thoại. CV1 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Mọi người nhìn hộ em cái này có đẹp không? Em hỏi thật lòng mọi người áo này có đẹp không ạ? Không phải đẹp đâu, quá đẹp. Áo này em không cần biết là khách nào lấy, còn em Linh thì chắc chắn sẽ lấy. Em chắc chắn sẽ lấy nhá. A100, trời ơi nổ đơn A100 luôn thề. Chân váy tắc ta, không phải chân váy tắc ta đâu ạ. CV1. CV1 màu em đang mặc sẽ là màu kem. CV1 màu này sẽ là màu đen. Và CV1 màu này sẽ là màu nâu. 106.000 đồng. Em hỏi mọi người này, cái này này mà mặc với cái này nữa này thì nó có đẹp không ạ? Nó chắc chắn là đẹp luôn vì em mặc rồi. Em mặc rồi, bây giờ em lại mặc lại cho các chị xem. Con A100 này, các chị mặc chán thì thị trường mới bán. Em khẳng định lại đấy, các chị mặc chán thì thị trường mới bán. Chưa có một ai bán hết, chắc chắn là như thế luôn, được chưa? Cho nên là các chị cứ yên tâm mà mua mà mặc mát, nhớ quay lại feedback cho em. Mà nếu mà mua mà mặc nóng thì nhớ quay lại đây chửi em nói thật luôn. Chất này mà không mát chả chất nào mát hết. Hôm nay em có hai mã sơ mi đều chất cực kỳ mát luôn. B3 hôm nay B3 hôm nay em chưa lên tại vì B3 hôm trước đang thiếu đơn đấy chị. Đây này, đây là em đang mặc A100 màu này sẽ là màu trắng và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người với CV1 màu nâu.
cực kỳ hợp luôn. Chị Quỳnh em lên số điện thoại giúp em, chị Nguyễn Ngọc lên số giúp em, chị Hoàng Thị Thông lên số giúp em, rất nhiều chị đặt hàng không lên số điện thoại nha. Này, đúng rồi, chị tính chia sẻ lúc đang like chứ không ai tính chia sẻ lúc tắt like đâu chị ơi. Lúc tắt like như thế làm sao mà công bằng được? Chỉ tính đến khi mà em tắt like xong là thôi nha. Ok, chị Đặng Quỳnh lên số điện thoại giúp em này. Ok, chị Liên Khiết này, chị Kim Kim này, lên số đi ạ. Đây mọi người thấy chưa? Trời ơi, cái set này mà bảo em không đẹp nữa thì thua luôn, em thua luôn. Đây bây giờ em đóng thùng nó cái túi sách này này. Em đeo cái túi sách này, em đi cái giày búp bê sữa vào nữa. Em nói thật cái set này nói thật nó là hoàn hảo luôn ấy. Quá là hoàn hảo luôn, mọi người nhìn giúp em này. Dép trắng chuẩn size, không có lùi liếc gì hết chị ơi. Dép trắng chuẩn size, chuẩn size, chuẩn size. Mọi người nhìn cái em cái áo này. Không hề là trước khi live stream. Và mặc màu trắng cũng không hề lộ và em đang mặc áo dây đen ở bên trong. Đó. Set này mà bảo với em không đẹp, không nữ tính thì em thấy là hơi tiếc đó mọi người. Mọi người nhìn này. Trời ơi. Em ơi, em phải đi lại gương em ngắm một lần cái set này em mặc. Và chắc chắn em phải lấy set này luôn á. Hôm nào mà đi chơi, đi du lịch chắc chắn sẽ có ảnh check in với set này là điều chắc chắn. Hôm qua đến hôm nào là em không mặc cái màu này, không mặc cái chân váy tắc tan nâu này. Nhưng hôm nay mặc nổ đơn quá nhiều. Thế nên là cứ không mặc thì khách không để ý. Nhưng mà thật ra là mặc lên thì cái gì cũng đẹp. Thật sự luôn á mọi người. Chẳng qua là nhiều khi em không có đủ thời gian để em mặc hết tất cả các mẫu được cho mọi người ấy. Được chưa? Chờ em tí. Cho em xem lại dép với. Ok. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em cái gì anh? Rồi, cái áo mẫu cũng xuống lấy luôn rồi cho khách của các chị ạ. Thề. Có cái áo mẫu cũng xuống đi lấy luôn đi. Đùa. Lên sơ mi lụa lại đi. Ok luôn. Được chưa? A100 kèm màu kèm số. CB1 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại. Hoặc C1 kèm màu kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Đó. Nhìn từ đằng sau này không cần phải đóng thùng. Cái áo nó đã đỉnh cần gì phải đóng thùng. Không cần phải đóng thùng luôn. Riêng mã này em không đóng thùng vì nó đẹp rồi, không cần phải đóng thùng. Nhưng nếu mà đóng thùng vào vẫn đẹp nha mọi người. Như áo này em thấy bỏ ra còn đẹp hơn đóng thùng ấy. Bỏ ra nhìn đẹp hơn nhiều. Được chưa? Ok chưa? À cái bộ này này, em còn 10 bộ này là B20. Em bán là 186.000 đúng không anh? 186.000. Bây giờ em còn 5 bộ nữa em sale luôn nhá. Em sale luôn, lỗ luôn. Em sale lỗ luôn, 149.000 còn 10 bộ. Ai comment trước 5 bộ hay 10 bộ ấy, vừa ông bảo 5 bộ hay 10 bộ nhỉ? Là gì ạ? Ai comment trước thì được trước, ai comment sau hết thì thôi. Ghi giúp em là B20. Em sale lỗ luôn là 149.000. Em bán là 186.000 và sale lỗ là 149.000 nha mọi người nha. Ghi em mã này sẽ là B20 đen. Mọi người nhớ bộ này, cái bộ này là cái bộ mà em mặc có hai màu, màu đỏ với cả màu đen ấy. Mà trước Tết mà em bán view lên đến gần 10.000 người xem ấy, mọi người nhớ bộ này không? Đấy, thì là ra Tết là em đặt thêm màu đen. Tùy vì khách đặt nhiều em đặt thêm. Nhưng bây giờ là hết màu đỏ luôn rồi, không về được nữa. Thì em sale luôn cái màu đen này là 149.000. Cú pháp là B20, ai lấy thì chốt luôn nhá. Không biết là vừa ông ấy bảo 5 bộ hay 10 bộ thôi, không còn nhiều đâu. Chứ nếu mà còn nhiều thì em lại bán tiếp rồi. Được chưa? B20 kèm màu và kèm số điện thoại. Chị giơ lại yếm. Thôi. Em không lên yếm nữa đâu, thật sự là không lên yếm nữa được nữa đâu mọi người ơi. A100, B20 hết nha. Rồi, tiếp này, bây giờ em lên cái quần vải luôn. Mọi người đang hỏi quần vải đúng không? Quần vải hôm nay em tặng các chị 96.000. Hôm nay bán 96 mà mặc với cái áo này nữa thì nó là hợp lý luôn này. Đóng thùng với áo này có hợp lý không ta? Thử nhá, em thử nhá, ok không? Em thử nhá. B3 lên không bạn? Dạ B3 đang hết. À ừ nhờ em bảo lên sơ mi. Thế thì mặc cái này với sơ mi lụa này là hợp lý luôn. Đây bây giờ em mặc luôn cho. Đây. Dép đang đi bao nhiêu? Em vừa đi giày búp bê mà. Giày có bán không ạ? À? Dạ có luôn. Em mặc cái gì em lên cái gì là em có bán cái đấy. Trừ khi là đang hết. Úi giời ơi quá hợp. Hợp quá này, áo này chị Trang mặc được đấy. Này đẹp. Đẹp á, áo này form vừa, không bị to. Quá đẹp, thề luôn. Áo này bà nào đi làm công sở các thứ đều ok hết. Đây này, mặc đóng thùng này gọn cực kỳ luôn. Không phải bùng nhùng luôn. Nếu như những cái hàng này mà người mà bé quá sẽ không mặc được. Những cái hàng lụa này nó to. Còn hàng này mọi người thấy em không cần đóng thùng vẫn đẹp mà. Vì hàng này nó vừa phải. Quần vải nha chị Linh, order về mặc mà như vừa in như đi may. Mà
mặc như đi may vừa in vào người Ý. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Đấy mọi người thấy chưa? Hôm nay lại còn 96.000 nữa cơ. Bà nào là mua 99.000 đừng có chửi em nhé. Tại vì em ế quá. Mấy em quá ế luôn đấy. Nên là hôm nay cái gì em cũng giảm hết. Nên các chị đừng có chửi em nhá. Nói chung là 3.000 đối với các chị không to, nhưng mà đối với em là to lắm luôn đấy. Nên là giảm 3.000 là cả một vấn đề hết. Tại vì em bán số lượng mà. Áo này sẽ là A100 trắng đây mọi người thấy chưa. Lúc nãy bỏ ra vẫn xinh. Bây giờ đóng thùng vào vẫn xinh. Được chưa? Cúc hẳn hết lên cũng xinh. Mà mở cúc ra vẫn xinh nữa. Mọi người thấy chưa? Cho nên là hôm nay ấy, cái mã sơ mi mà để mọi người đáng mua nhất là mã này. Và cái quần mà đáng mua nhất thì chắc chắn là quần F21 legging của nhà em. Luôn luôn em nói như vậy. Vì quần này mặc sướng lắm, quần này mặc sướng cực kỳ luôn. Ví dụ em mã này sẽ là A100, màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Và cái chất này hình như em chưa bán bao giờ. Cái chất áo này hình như em chưa bán bao giờ đâu. Đây này mọi người nhìn giúp em này. A100 màu em đang mặc sẽ là màu trắng. A100 màu này sẽ là màu rêu. Và A100 màu này cho em sẽ là màu nâu. Em chốt trong livestream này cho các chị là 154.000 đồng. Còn quần em đang mặc thì sẽ là quần vải. Hôm nay em chốt cho các chị là 96.000 đồng. 96.000 đồng 4 size SMXL. Khách em bảo là quần vải nhà em hàng order về mà như kiểu đi may vừa in luôn. Đấy, khách comment như thế. F21 của em mà mặc với cái áo này thì nó lại tiếp tục là hợp lý luôn. Thế F21 mặc với áo này cực đẹp nha. Vì hôm nãy là em thử rồi á. Lúc nãy em thử một lần rồi. F21 mặc với áo này là cực kỳ đỉnh luôn. Ok. Em lên F21 nha. A100 kèm màu và kèm số điện thoại. Sau đó thì em sẽ lên cho mọi người cái áo gì ạ? Áo lụa này này. Áo này sẽ gọi là sơ mi lụa cũng rất là đẹp. Chị ơi thông cảm cho em, bởi vì B3 thì em đang nợ đơn khách là 500 bộ à? Bao nhiêu bộ nhỉ? Nói chung là em đang nợ đơn, thế nên là chắc là live này là em chưa lên được. Hẹn chị live sau nhá. Hoặc là nếu nhanh nhất ấy, thì chị xem lại livestream cũ của em. Sau đó là chị ưng là chị vào đây chị comment B3 là được. Xem lại livestream cũ chị tua sẽ nhanh hơn là chờ em mặc mẫu. Đấy em nói thật đấy. Tại vì lý do em lên hay không lên đều có lý do hết. Nếu như mã nào mà em lên nhiều thì có nghĩa là em còn hàng và em có khả năng giả hàng. Mà mã nào mà em lên ít thì có nghĩa là mã đó đang hết hoặc là không có khả năng giả hàng. Đấy. Phải tính hết chứ không phải là em lên tùm lum mà đến khi không có hàng cho các chị chết. Đây này, em đang cầm size S của F21. Bây giờ em mặc F21 này cho các chị luôn nhá. Mặc với áo trắng này cực kỳ hợp. Em đã bảo rồi, cái sơ mi mà đáng mua nhất ngày hôm nay ấy là cái áo này này. Thật. Còn cái quần đáng mua nhất từ đầu Tết đến giờ là quần này, vì nó rẻ và nó đẹp. Còn đương nhiên thì có rất nhiều quần đẹp nữa, nhưng em đang nói là nếu như là để mà nói rẻ và đẹp và hợp lý và ai cũng mặc được á thì cái F21 này là hợp lý á mọi người. Váy suông có cổ đấy là V4 chị ơi. Đúng không nhỉ? V4 tí nữa em lên lại cho chờ em chút xíu đây này. Em mặc cho các chị xem này. Riêng mặc cái set này vào thì gọi là em Linh là siêu nữ tính luôn. Không giống em bình thường tí nào luôn. Em là bình thường là áo phông quần đùi hoặc là lầy thôi. Nhưng mà mọi người thấy nhìn cái set này này. Trời ơi, set này mà đi chùa thì thôi ngất. Set này đi chùa. Ui, hề, hoặc đi học. Đấy mọi người nhìn nhá. Một cái legging này. Xong rồi mặc với một cái sơ mi trắng này. Xong rồi làm đi với cái giày búp bê. Set này các chị đi học, đi chùa, đi đâu cũng được nha mọi người ơi, quá đẹp luôn. Đây mọi người nhìn đi, đó. Nhìn cho em xem cái áo này có phải là cái áo đáng mua ngày hôm nay. Và cái quần này có phải là cái quần đáng mua ngày hôm nay không ạ? Đây này, size S nha, 50 cân, 49,5 cân, chính xác là như thế. Em mà ăn no là 50, mà em mà đói bụng là 49, mà em mà bình thường là 49,5. Chính xác là như vậy á. Và đang mặc size S. Và quần này của em là có 4 size SMXL, size to nhất đến tận 68 cân. Hôm qua có một khách bảo em được rồi. 70 cân mặc quần này vẫn thoải mái. Nhưng em chỉ nhận đơn cho khách đến 68 thôi. Giày búp bê chị mang là màu gì? Màu sữa. Đây. Mọi người nhìn giúp em ạ, được chưa? Xinh chưa? Đó em nói này. Mặc cái áo A100 trắng này, mặc với F21 bao nhiêu ạ? 88.000 một quần, mua từ hai quần là 85. Áo này là 154, đeo thêm cái túi này cho em là túi xích 194.000 hàng Quảng Châu cao cấp. Em phục vụ chị nguyên set, chị nhím u đâu tay lên số điện thoại giúp em. Và F21 khi mọi người nhận được hàng nó sẽ như thế này này. Đó. Còn ngay bây giờ, em sẽ lên cho mọi người mã quần bò baggy và mặc với sơ mi lụa, được chưa? Đây. Sơ mi lụa này mặc với quần bò baggy này. Hợp luôn. Thấy chưa? Hợp lý chưa? Em lên cho mọi người luôn nha. Váy suông có cổ đi. Sau cái set này thì em sẽ lên váy suông có cổ mọi người nhá. Chờ em một chút thôi. Chị Phan Khánh Linh ơi, lên số điện thoại giúp em đi. Mọi người đặt hàng toàn không lên số là không có đơn đâu ạ. Mọi người đặt hàng không lên số chỉ đặt cho vui thôi, không có đơn. Bắt
buộc là phải lên số. Hệ thống máy tính không có số nó không nhận diện ra đơn, kể cả các chị mua là vẫn không có đơn. Như vậy ấy, chứ không phải là em khó khăn hay là em gì với khách, cứ bắt ép khách phải lên số hay gì đâu. Mà không có số là hệ thống, cái phần mềm in đơn nó không ra đơn của mọi người. Đấy, cái tay áo nó vừa phải, nó lỡ lỡ như này, xinh lắm. Đó, chun chun nhẹ này, kéo lên thì cũng không bị tụt xuống. Đấy, không bị tụt xuống, thoải mái. Mà kéo xuống thì cũng không bị tụt lên. Đấy, mọi người thấy chưa? Ok chưa? Hợp lý chưa? Em qua mẫu luôn nhá. Chị Hippie phanh cái gì đấy, lên số điện thoại giúp em và nhìn F21 nhà em này. Form này, cạp đến tận trên này, một vòng này, mọi người thấy chưa? Đó, mông của em này, đó, thấy chưa? Khi em mã này sẽ là F21 và bây giờ em đọc bảng size này, quên mất chưa đọc bảng size. 50 cân như em, đổ về, mặc size S. Từ 51 đến 56. Đúng nhỉ? Từ 51 đến 56 mặc size M. Từ 57 đến 63 mặc size L. Và từ tầm 63 đến 68 cân, 64 đến 68 cân thì mặc size XL, được chưa? F21 kèm size và kèm số điện thoại, hoặc F21 kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Nhận hàng bóc ra sờ chất đẹp thì mới lấy, được chưa? 88.000 một quần và mua từ 2 quần là 85.000. Áo vịt sữa chị Nhi Ngô lên số điện thoại giúp em qua mẫu luôn ở đây nha các chị nha. Em qua mẫu tiếp theo. F21 bao nhiêu? F21 của em là 88.000, mua từ 2 quần là 85. Đấy, vừa nói xong mà hỏi lại quên luôn được. Yêu anh ngáo thật. Đây, bây giờ em mặc cho mọi người quần này. Ghi cho em là Q5. Ok, chị Ngọc Liên Q5 nhá. Quần này live stream đầu tiên em tung ra, em bán vào buổi trưa. Mà hôm đấy chỉ có 1.900 người xem là lúc nhiều nhất. Hôm đấy view cực kỳ thấp. Và hôm đấy phải nói là một hôm không hề đắt hàng của em. Mà em bán được 1.100 quần. Nói điêu mất lộc luôn, 1.100 quần. Live stream ngày hôm trước là một buổi mà cũng không hề đắt hàng của em luôn. View được hơn 2.000, bán được 900 quần. Thế nên là quần này live nào của em cũng đắt hàng hết. Nhưng line này quá nhiều hàng hot cho nên là line này em mới lên được có một lần, bây giờ mới lên lần thứ hai đây này. Và mã của nó sẽ là Q5. Và lúc nãy khách của em đã nhận hàng rồi, khen rất là nhiều, khen cực kỳ nhiều luôn cái quần này. Khi em mã này sẽ là quần Q5. Nó là gì ạ? Nó là quần bò chất bẹ dáng bét ghi, quần bò xanh dáng bét ghi chất không giãn. Nhưng mà nó có size, thành ra mọi người mặc thoải mái. Đối với size to nhất đến 64 cân. Và bây giờ em sẽ mặc cái sơ mi lụa này đóng thùng với quần này cho các chị xem. Sơ mi lụa này của em là 113.000. A100 có màu gì nữa em mới vào, ok. Đây chị dơ lại cho. A100 màu chị vừa mặc là màu nâu. Màu này cho em sẽ là màu rêu và màu này cho em sẽ là màu... À quên, mà em vừa mặc là màu trắng. Màu này sẽ là nâu và màu này sẽ là rêu. Em nói luôn áo này hôm nay không bán trên 1.000 con. Em đi đầu xuống đất luôn. Q5 là chất không giãn nhưng mà hàng có size. Nên là em tư vấn vừa là chắc chắn các chị sẽ mặc vừa. Yên tâm nha, dáng này nó là dáng bò gì ạ? Bò không giãn nha. Đây này, em mặc cái sơ mi trắng này vào này. Bây giờ em đóng thùng. Đối với cái mã sơ mi trắng này, nếu như muốn mặc buông ra thì nên mặc với legging. Còn khi mặc với những cái quần bò thùng thùng này thì mình nên đóng thùng vào. Nếu không nhìn nó sẽ lùn và luộn thuộn các chị nhá. Tùy, không phải là mặc với quần nào mình cũng buông được. Ví dụ như mặc với legging thì mình nên buông ra, nó sẽ đẹp. Nhưng nếu mà mặc với quần bò thì mình nên đóng thùng vào, nhìn nó sẽ đẹp nha mọi người. Còn tùy nha mọi người ơi. Được chưa? Giấy búp bê ok, chị Nhung Gumiho em chốt đơn. Phong vịt, mã là phong vịt. Em chốt trong line là 91.000 nha mọi người. Nhìn giúp em tí, em mặc lại phong vịt cho hợp chưa? Trẻ chưa? Đấy, nguyên set này em lại tiếp tục có bán. Và sơ mi lụa này mặc siêu mát, không gì, không nhăn đâu. Em không là trước khi livestream đâu. Nhân viên nhà em treo lên cho em như nào là em mặc như thế. Không hề là. Mã nào mà cần là thì em báo thì nhân viên mới là thôi. Nên là mã này là em không báo là thì đương nhiên là không là rồi. Và treo từ túi ra là sẽ treo lên là như này luôn. Vì nó là chất lụa mà nên nó không nhăn đâu. Nó chỉ hơi có cái nếp gấp nhẹ, các chị mặc lên nó có thể giặt đi là nó ok. Kiểu em mã này sẽ là sơ mi lụa hồng, sơ mi lụa trắng, sơ mi lụa cốm và sơ mi lụa sữa nhỉ? Lụa sữa, sữa hay nâu, sữa, sơ mi lụa sữa, được chưa? 113.000 đồng một áo. 113.000 đồng một áo. Mọi người mặc cái set này cho em siêu trẻ. Cái quần Q5 này của em chưa đọc giá đúng không ạ? 138.000 đồng một quần. Mua được ở đâu rẻ hơn nữa, các chị hoàn hàng lại cho em. 138.000 đồng một quần Q5. Nếu các chị nhìn vào đây giúp em, quần Q5 này em chốt là 138. Full bao nhiêu? Full 3 size SML. Em bắt đầu đọc bảng size này. 50 cân đổ về mặc cho em size S. Từ 51 đến tầm 56, 57 mặc size M. Từ 57, 58 đến 63, 64 mặc cho em size L. Cú pháp sẽ là Q5. Còn áo này sẽ là sơ mi lụa và các số điện thoại. Sơ mi lụa này 70 cân, mặc được phong to nhất là 70 cân. Còn quần này size to nhất đến 64 cân. Được chưa? Cho em xem lại màu A100. Lại A100 chết mất. Mình phải ghi rõ là sơ mi lụa hồng nhá. Còn cái này thì là A100.
Còn cái kia thì là sơ mi lụa hồng, nghe nghe rõ giúp em. Còn Q5 em nói thật, một bữa bán ế của em còn bán được 1.000 quần. Chứ đừng nói là một bữa bán đắt hàng. Nhưng các chị có biết tại sao mà hôm nay em không lên máy không? Thứ nhất là hôm nay nhiều hàng mới. Thứ hai là mã này của em cũng đang nợ, bắt đầu nợ đơn rồi, bắt đầu hết hàng sẵn rồi. Nó phải tầm 5 ngày nữa hàng mới về, thành ra là em mới không lên nhiều ấy. Hôm nay em lên có đúng 2 lần. Mặc A100 với Q5 đi, A100 em vừa mặc rồi em không mặc nữa đâu chị ơi. Được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là gì? A100 trắng, mã này sẽ là A100 gel và cái này sẽ là nâu. A100 là mã sơ mi đắt hàng nhất ngày hôm nay, 154.000 đồng, được chưa? Và với cái quần này thì mọi người đừng quên là phối với cái áo kẻ này nó cũng là đỉnh cao luôn này. Quần này là phối với cái áo kẻ này nó cũng là đỉnh cao và áo này ít nhất thì tối nay em cũng phải bán 1.500 con là cái chắc. Khách toàn lấy 2 chiếc thôi, áo kẻ mọi người nhìn giúp em này. Co giãn thoải mái, bao nhiêu ạ? 76.000 đồng một áo. Gần như là khách toàn lấy 2 chiếc thôi, em mặc cho các chị xem luôn nhá. Còn sơ mi lụa em đang mặc là 113.000, 113.000 giúp em nha mọi người, sơ mi lụa. Nem 50 cân mà 1m6 thì chị mặc size M vẫn thật ra là vẫn được chị ạ. Không sợ rộng đâu, cái đấy còn tùy. Tức là ở cái mức cân nặng của chị ý, thì nó đang nằm giữa hai size. Có nghĩa là mặc S cũng được mà mặc M cũng được. Nên nếu như mà chị thích mặc bó hẳn sát sạt sạt vào thì chị lấy S. Còn nếu chị thích mặc thoải mái một chút thì nó lấy chị lấy M. Nhưng mà tuy nhiên là chị mặc M nó cũng không kiểu rộng như kiểu là quần thùng thình đâu, mà chỉ là nó giãn ra thôi. Chứ chẳng có quần legging nào mà mặc lại thùng thình được. Kể cả là chị có mặc XL thì nó vẫn ôm vào chân chị. Tuy nhiên là cái bụng nó hơi rộng thôi. Thì em nghĩ là vẫn mặc vừa size M bình thường mà. Giữa các size nó cũng không chênh nhau quá nhiều. Cái thứ hai nữa là chất legging ấy, mặc lúc nào nó cũng ôm vào người à nha. Thì cái đấy tùy sở thích của chị thôi. Như em 49 cân thì là em mặc size S. Nhưng mà nếu mà chị 50 thì cũng như, nói chung là cũng như em thôi. Em khi mà em ăn no thì em cũng 50. Thì chị mặc S cũng được và mặc M vẫn được chị ạ. Bởi vì cái cân nặng của chị đang nằm giữa hai size kiểu thế. Đấy nhá. Mọi người thấy chưa? Cái áo kẻ này là cái áo mà cái áo phông đắt hàng nhất tối nay, chắc chắn luôn. Đây là cái áo phông đắt hàng nhất tối nay, 76.000 đồng. Em có áo kẻ đen và em có áo kẻ nâu, 76.000 đồng. Áo kẻ đen và áo kẻ nâu 76.000 đồng nha các chị nhá. Đây. Đáng nói thật nhá, áo này em phải bán, nếu mà đúng bình thường em bán ấy thì em phải bán 80 mấy nghìn. Điều mất lòng luôn, nhưng vì mấy hôm nay thật sự quá ế mọi người, ế lắm, tương tác kém vô cùng. Nên là em nói thật em bán chỉ được một cái áo này có mấy nghìn thôi. Ví dụ em mã này sẽ là áo kẻ nâu và mã này cho em sẽ là áo kẻ đen. Áo kẻ kèm màu và kèm số điện thoại 76.000 đồng. Đây là không có lý do thì các chị không lấy hai chiếc cả. Không lấy hai chiếc thì có phí thôi. Còn quần này sẽ là Q5. Q5 này em chốt trong line là bao nhiêu ạ? 138.000. Khách của em hỏi em là bán hàng vì đam mê, tại vì thấy em bán cái quần này rẻ quá. Quá rẻ, 138.000, khách bảo là còn rẻ hơn cả giá xỉ cơ. Rẻ hơn cả giá xỉ. Bây giờ mới thấy thông báo à chị, khiếp buồn ghê luôn ấy. Facebook dạo này nó kiểu gì ấy, nó toàn không thông báo rồi mọi người ạ. Nó toàn không thông báo livestream đâu. Túi chị đeo mã là gì vậy? Túi em đang đeo hết hàng rồi chị. Chưa về, chắc phải tầm 10 ngày nữa mới về. Tầm 10 ngày nữa mới về đấy. À bây giờ lên váy suông có cổ, đúng rồi, lúc nãy em hứa rồi em chưa lên. Nên là nếu mà mã nào mà em hứa mà em chưa lên thì các chị nhớ nhắc em nhá, thì để em lên. Chứ nhiều khi các chị không nhắc thì em cũng quên luôn, tại vì em lú lắm, đầu óc rất là lú luôn. Ok. Nên là chị nhắc em mới nhớ đấy nhá. Còn set này thì sẽ gọi là set sinh, cực kỳ đắt hàng luôn, set sinh. Set sinh này là 189.000, đúng như cái tên của nó, mặc lên sinh lắm. Đây này. Em phải che cái set yếm này đi. Em lấy cái này em che cái set yếm này đi cho khách không hỏi set yếm nữa. Đây em sẽ mặc cho mọi người cái váy này. Cái này rất là hot. Em mặc màu đen nhá. À sơ mi trắng em lên rồi, tí xem lại livestream giúp em nha. Được chưa? Áo kẻ này, đẹp chưa? Màu đen cũng đẹp, màu nâu cũng đẹp. Áo kẻ kèm màu và kèm số điện thoại 76.000. Cố gắng đi đơn từ 2 chiếc giúp em, bởi vì áo này đi đơn 1 chiếc thật sự là không bỏ cái công hết này. Thấy chưa? 76.000 đồng. Hơn của quần áo đang chờ nhận hàng. Em cảm ơn chị Trần Mít rất là nhiều. Dép em đang đi là 94.000 đồng. Full size 35, 36, 37, 38 và 39. 94.000 đồng nha. Em có đơn không chị? Mã cách số điện thoại để có đơn đi em. Chứ bây giờ hỏi thế chị biết trả lời sao đây này. Dạ rất là nhiều. To lắm. 65, 68 cân. Tức là form thì nó không quá to nhưng mà vì nó giãn, thành ra mọi người mặc thoải mái. Hạ hóng dép mãi mà hôm nay không thấy thông báo để xem. Thì bây giờ chị chốt đi, vẫn kịp mà. Em đã tắt like đâu. Đây dép đây.
Đây chị, 35, 36, 37, 38 và 39 này chị. Đôi này là đôi mới em vừa bóc từ túi ra để cho mọi người xem. Còn đôi này là đôi em đi từ năm ngoái, nó đã rất là bẩn, quá là bẩn rồi. Đây là size 35 và đây là size 37, mọi người thấy chưa? Mặc dù nó rất là bẩn nhưng nó chưa hề bị bong một tí da, một tí sườn chỉ nào luôn. Nó vẫn rất là bền. Lúc nãy có một khách của em bảo dép này đi mòn cả đế rồi nhưng mà chưa bong một tí nào. Và quyết tâm là ngày hôm nay phải mua lại được dép này. Khách comment như thế luôn. Em nói đi mất lòng luôn vì dép này em bán từ năm ngoái rồi. Nhưng mà mùa đông thì em không bán, mùa hè mới bán. Bây giờ chuẩn bị mùa hè nên em lại bán lại cho mọi người đi biển các thứ ấy. Đấy, bây giờ em sẽ mặc váy này nhá. Váy này sẽ ghi giúp em là gì ạ? V4 kèm màu và kèm số điện thoại. Đẹp lắm luôn, đẹp cực kỳ. Còn quần kẻ không Linh ơi, hình như là đang hết chị ạ. Em chẳng biết còn không cơ. Mọi người nhìn giúp em, đẹp lắm. Đấy, thấy chưa? Váy này nó là kiểu dáng chữ A, xinh lắm. Váy này sẽ ghi giúp em là gì nào? Váy này sẽ ghi giúp em là V4. Dù mở hết cả mắt nhưng tay vẫn chia sẻ. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đấy, đẹp chưa? Váy này nó ra là V4, hai bên của nó có túi và chất này nó là kiểu chất. Em không biết nói chất gì nó mới là chính xác. Mọi người nhìn form này, form nó rất là to, mọi người thấy không? To đùng. To đùng luôn này, bầu bí bon trên thoải mái này, hai bên có túi, được chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là váy gì ạ? Váy V4 đen. Và màu này cho em sẽ là V4 bò. Phải không anh nhỉ? Bò hay dêu? V4 bò hay dêu? Hình như là bò đấy. Bò. V4 bò và B4 đen. V4 V váy ấy. V4 đen và V4 bò. Em chốt trong line này là 174.000 đồng. 174.000 đồng. Con này thì chắc chắn lại vẫn là váy hot nhất ngày hôm nay. Vì hôm nay em bán mỗi váy này thôi. Váy gấu thì đang hết hàng. Đấy, thành ra là hôm nay em chỉ bán váy này thôi. Xinh lắm luôn, em mặc cho một người màu đen này, được chưa? V4 kèm màu và kèm số điện thoại. V4 kèm màu và kèm số điện thoại 174.000 đồng. Em có màu V4 bò và em có màu V4 đen nha các chị nhá. Được chưa? Sau mã này em lên lại set xinh cho mọi người nhá. Thôi set yếm thì em không lên nữa đâu. Xin lỗi mọi người là line này em không thể lên set yếm được nữa nhá. Lên quá nhiều rồi. Áo vịt vàng đi chị, làm gì có vịt vàng. Vịt này là vịt sữa, vịt này là vịt tím, vịt này là đây là sóc này, đây là vịt này. Áo vịt này em chốt trong line là 91.000, đẹp lắm, thật sự rất là đẹp. Cái chất này nó là chất cốt tông mịn. Chất cốt tông mịn nó còn đẹp hơn cả chất cốt tông tàu. Nó một tức là cốt tông mịn nghĩa là cốt tông 100% và không pha một tí gì hết, không pha một chút xíu nào hết nha. Em qua mẫu V4 ở đây nha, mặc một màu thôi vì lúc nãy em mặc đủ màu rồi. Tí nữa các chị có thể xem lại live stream giúp em nha. V4 kèm màu và kèm số điện thoại. Rồi sau cái này em sẽ lên setting, chờ em chút thôi. Đây ạ, em lên cho mọi người áo vịt này. Về đi, anh về trước đi. Mai mà đi sớm. Tí nữa em tự về. Đây nha mọi người, nhìn giúp em này. Quần ngố thái này của em là gì ạ? Quần ngố thái này của em là 38.000 đồng. Không thể không có được. Ai cũng phải có chị ơi. 38.000 không có làm sao được. 38.000 đồng một quần ngố thái. Và áo vịt này là bao nhiêu ạ? Áo vịt này của em là 91.000 đồng. Đó. Lấy tiền mặt không? Cầm tiền mặt đi. Ghiêu em mã này sẽ là áo vịt. Áo vịt kèm màu và kèm số điện thoại. Áo vịt màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Và áo vịt màu này cho em sẽ là màu gì ạ? Màu tím. Em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu ạ? 91.000 đồng. 91.000 đồng, các chị nhìn hàng này. Nhìn cái hàng mắc cổ là biết rồi đúng không? Đấy, thì tương nhiên nó phải hàng khác với cái hàng 60 mấy nghìn rồi đúng không ạ? Không thể nào mà em bán cùng ở số em mà một cái 9 mấy nghìn, một cái 6 mấy nghìn mà không thể nào nó giống nhau, chắc chắn là nó phải khác nhau. Ví dụ em mã này sẽ là áo vịt tím. Tím này gọi là tím lên tím sim, tím nhất của các loại tím luôn này, không có cái gì tím hơn được nữa. Còn màu này cho em sẽ là vịt sữa, nhưng màu tím này cực kỳ đắt hàng luôn nha. 91.000. Riêng chất này mà chê nóng hay là chê xấu nó cứ quay vào đây bóc phốt em thoải mái, chất này cực kỳ đẹp luôn. Ví dụ em mã này sẽ là gì? Phong vịt tím. Và quần này sẽ là gì ạ? Quần ngố thái. Đây là cái set thần thánh này, mùa hè nào em cũng có hết. Đây, cái quần này 70 cân đổ về thoải mái là quần ngố thái cho tất cả các chị dồn đơn, 38.000 một quần. Quần này em bán năm này năm thứ tư, từ năm 20, 21, 22, 23 là năm thứ tư. Tính thời gian thì là 3 năm nhưng tính năm là năm thứ tư rồi mọi người. Quần ngố thái 38.000 đồng, áo vịt 91.000 đồng. Em có vịt sữa và vịt tím. Em ơi tím lắm luôn ấy, tím kinh khủng tím luôn đấy mọi người. Đấy thấy chưa? Tím siêu tím siêu tím. Và hình này nhìn này. Mọi người nhìn này. Hình này của em là hình ép nhiệt chứ không phải hình in. Cho nên là các chị giặt máy vò tưng bừng hoa la kèn không bao giờ bị dính, không bao giờ bị bong. Vì nó là hình ép nhiệt hay còn gọi là hình ép pet chứ không phải là hình in. Nếu như con này con 6 mấy thì là hình in này, con chữ này là hình in này, con sóc này là hình ép này, con vịt này là hình ép này, con cô gái này là hình ép này, con là A này là hình in này. Đấy, nó khác nhau. Ép thì nó sẽ bền và đẹp hơn in.
nhưng ép thì nó sẽ đắt hơn in. Đó, được chưa? Khi em bán này sẽ là vịt tím và vịt gì ạ? Vịt sữa. Dép này, dép em đang đi là 94.000, còn quần em đang mặc là quần ngố thái 38.000 cho tất cả các chị dùng đơn. Không mua thì em thấy tiếc, thật sự. 38.000, nếu như có đơn thì nên dồn một chiếc thôi. Chứ còn để mà các chị mua một cái quần ngố thái thì đương nhiên là em khuyên là không nên, tại vì mua như thế thì nó rất là phí, phí cái tiền ship ấy mọi người. Nên là có đơn thì mới dồn vào một cái quần ngố thái để mặc thử trải nghiệm thôi. Chị Ngọc Liên lên số điện thoại giúp em ạ, được chưa? Còn áo sóc của em đây, sóc của em cũng có hai màu và ông anh trai của em là 82 cân, và lúc nãy em nhờ ông ấy mặc thử là ông ấy mặc vừa 82 cân và mặc vừa đó mọi người. Đây nhìn giúp em này, áo này ghi giúp em là sóc đen, nó cũng là hình diện hình ép luôn, và màu này cho em sẽ là sóc trắng, cũng là 91.000, cùng một chất liệu khác với hình in thôi, à hình ép thôi, được chưa? Đây sẽ là sóc trắng và màu này cho em sẽ là sóc đen, em sẽ mặc cho mọi người cả sóc đen nhá. Dưới V4 là gì? Dưới V4 của em là váy em bé, váy em bé đấy là 163.000, váy em bé. Yếm thì em không lên nữa đâu, line này em không lên yếm nữa đâu ạ, bởi vì em lên quá nhiều rồi, em lên 3 lần rồi không thể lên được nữa chị ạ, vì không có hàng đâu. Mai xem thế nào, tình hình thế nào đã nha. Này, đẹp chưa? Đó, ví dụ em mã này sẽ là áo sóc kèm màu và kèm số điện thoại. Áo sóc này em bảo rồi, lúc nãy em nhờ ông anh trai em mặc thử rồi. Ông ấy 82 cân và cao 1m7, có nghĩa là người ông ấy mập mà, người ông ấy mập mà các chị, mà ông ấy vẫn mặc vừa nha. Mặc vừa áo này vì áo này chất sao mọi người, chất giãn. Nên các chị mua đôi mặc chồng, mặc với người yêu, mặc với bạn thân, mặc nhóm đều rất là ok. 91.000 và đương nhiên được kiểm tra hàng trước khi nhận. Sóc này là sóc trắng và sóc này cho em sẽ là sóc đen nha, 91k. Sóc kèm màu và kèm số. Sóc kèm màu và kèm số điện thoại, được chưa? Chị Hồng Anh Nguyễn lên số điện thoại giúp em. Hồng Anh Nguyễn lên số giúp em và em lên thêm một cái mã này nữa. Là chân váy nhăn. Chân váy nhăn là một cái mã mà em được nhờ sale và cũng bán được rất là nhiều. Đây này, đây mới là A, đây mới là V4 này. Mà các chị ơi chết là em đói quá. Sắp tụt huyết áp rồi, thề luôn. Đói quá, sắp tụt huyết áp luôn rồi mọi người ơi, chết rồi, chắc không like nữa. Mọi người biết không? Mỗi một hôm em đi livestream ấy là em phải ăn ít cơm. Các chị có biết tại sao không? Ăn ít cơm thì bụng nó mới nhỏ, bụng nhỏ mặc đồ nó mới đẹp. Nên là ngày nào mà không like là em sẽ ăn nhiều, mà like là em sẽ ăn ít. Nhưng mà like thì lại tốn năng lượng thì lại đói, đói bây giờ bắt đầu tụt huyết áp, hơi chóng mặt rồi mọi người ạ, chết giờ. Thôi em nghỉ nha, em mệt quá rồi, thật sự không thể like được nữa. Vẫn còn 700 người xem nhưng thật sự em mệt quá rồi mọi người ạ. 1 giờ kém, ui dồi ôi, 1 giờ kém mày bảo sao mà mình không chóng mặt, mình ăn từ lúc 7 rưỡi. Thôi em nghỉ nha, cảm ơn mọi người. Ôi mệt quá, bảo sao mà tự nhiên em chóng mặt thế. Nha, đây ngố thái 38.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Bây giờ em bảo này, các chị lưu ý giúp em này, khi mua hàng nhà em ý, nhớ là hãy kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em. Đó là quyền lợi và trách nhiệm của các chị, được chưa? Và ai có đơn trong livestream này thì nhớ chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại của các chị vào cái page này giúp em, để chờ bên em nhắn tin hoặc chốt đơn, gọi điện trợ hoặc gọi điện chốt đơn cho các chị, tùy đối tượng khách hàng, khách quen hay là khách mua lần đầu, được chưa? Nhớ giúp em. Và đơn hàng ngày hôm tối ngày hôm nay thì bên em sẽ phải chốt trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Nên mình lưu ý là mình cứ để lên điện thoại ngày mai hoặc ngày kia bên em sẽ gửi đến chốt đơn, không sợ đâu. Miễn là cứ đặt hàng mã cách số điện thoại thì các chị sẽ có đơn, và có đơn thì bên em sẽ chắc chắn sẽ chốt đơn cho các chị, được chưa? Nhưng mình nhớ là chủ động nhắn tin số điện thoại vào cái page này giúp em nha các chị nha. Gì nhở, định nói cái gì nữa quên rồi. Và ví dụ như chị nào mới vào sau, chưa chốt được sản phẩm nào, hay chỉ mới chốt được 1-2 sản phẩm, thì các chị có thể tua lại livestream và xem lại livestream, nghe em đọc mã, nghe em đọc giá, nghe em đọc form. Sau đó thích mã nào thì mình comment theo cú pháp mã cách số điện thoại, hệ thống máy tính vẫn sẽ tự động lên đơn. Và nếu như sản phẩm đó còn, bên em vẫn sẽ chốt đơn bình thường. Nếu như hết thì thôi, bởi vì bên em luôn luôn ưu tiên cho khách hàng dành thời gian và xem livestream và đặt hàng livestream trực tiếp nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi livestream và ủng hộ em nhá. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Bye bye, em tắt like nha. Mọi người nhớ nha, nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào page và để ngay điện thoại để bên em chốt đơn, ok chưa? À quên, chốt lại là livestream này em sẽ tặng cho 10 người chia sẻ livestream này nhiều nhất, mỗi người 200.000 đồng. 10 người chia sẻ livestream nhiều nhất, mỗi người 200.000 đồng. Và sau khi em tắt like thì lượt chia sẻ sẽ không được tính nữa, chỉ tính trong thời gian em tắt like thôi. Và sáng ngày mai bên em sẽ công bố mini game cho các chị, nhớ theo dõi page để biết là mình có trúng game hay không nha, để bên em còn chuyển khoản. Bye bye mọi người ạ, chúc mọi người ngủ ngon nha.